Bí thư trùng sinh, vương tử quân. chương 1746, ưng lượn giữa trời cao, rồng ngao du tứ hải. Bí thư, nếu như bọn họ đều đã nhận thức sai lầm, như vậy cũng đừng nên phê bình nữa. Vương tử quân cười cười nói lời khuyên nhủ với sầm vật cương. Sầm vật cương gật đầu nói, nếu thành phố Kim Hà không thể chứa nổi hai anh, như vậy hai anh nên thay đổi vị trí. Nhưng nếu các anh ở trên cương vị công tác mới vẫn tiếp tục xuất hiện tình huống như thế này, các anh cũng đừng trách tôi không khách khí. Sầm vật cương lên tiếng giống như sấm sét giữa trời đổ lên đầu Lý Hanh Dư. Hắn vốn cho rằng sầm vật cương sẽ tách hai người ra, điều động lữ nhạc ngũ đi nơi khác, không ngờ bản thân hắn cũng không phải là người chiến thắng. Hai người đều phải rời khỏi Kim Hà, căn bản không giống với những gì mà bí thư sầm trước đó đã vạch ra. Nếu so sánh với bộ dạng khiếp sợ của Lý Hanh Dư thì Lữ Nhạc Ngũ tỏ ra rất vui mừng, hắn không bất ngờ với tình huống mình bị điều đi, thế nhưng Lý Hanh Dư cũng phải đi theo, điều này làm hắn thật sự rất bất ngờ. Hai bên cùng nhau rời đi, căn bản mình cũng không phải là kẻ thất bại. Lý Hanh Dư nghĩ đủ mọi biện pháp để ép mình rời đi, xem như người này cũng đã thỏa mãn, thế nhưng chính Lý Hanh Dư cũng phải cút đi. Lữ nhạc ngũ nghĩ đến phương diện những ngày qua Lý Hanh Dư luôn tỏ ra cực kỳ đắc ý, thế là không khỏi cảm thấy cực kỳ giải hận. Nhưng trước đó dù là bất kỳ nguồn tin nào cũng nói bí thư sầm chuẩn bị cho Lý Hanh Dư ở lại Kim Hà, bây giờ là làm sao? Lữ nhạc ngũ cảm thấy kinh dị trong giây lát, sau đó hắn đưa mắt nhìn sang vương tử quân đang ngồi bên kia cực kỳ bình thản như sự việc không liên quan đến mình. Tuy hắn không thể khẳng định, thế nhưng có thể cảm giác được chuyện này có liên quan đến chủ tịch vương. Nếu như trước đó mình chú tâm dựa vào chủ tịch vương, bây giờ có phải tốt hơn rồi không? Bí thư sầm, tôi, Lý Hanh Dư muốn chất vấn sầm vật gương vài lời, thế nhưng hắn lại cảm thấy như vậy là quá ngu xuẩn, lúc này mình căn bản không còn gì để nói. Sầm vật cương hiểu Lý Hanh Dư muốn nói gì, thế nhưng lúc này hảo cảm của lão với Lý Hanh Dư đã không còn, lão khoát tay áo nói, hai người các anh đi gặp trưởng phòng Uông, anh ấy có chuyện cần nói với hai anh. Sầm vật cương nói rồi quay sang triệu quốc đống ở bên cạnh, quốc đống, anh ngồi xuống chúng ta nói chuyện một chút. Lúc này triệu quốc đống giật mình căn bản cũng không kém hai người Lý Hanh Dư. Mặc dù hắn đã thầm dự đoán ra nhiều kết quả, thế nhưng không ngờ kết quả chính thức lại là như vậy. Lý Hanh Dư và Lữ Nhạc Ngũ đều phải đi, lại gọi cả mình đến, vấn đề này rõ ràng là cơ hội cực kỳ tốt với mình sau khi nghe sầm vật cương nói mình ngồi xuống triệu quốc đống cũng không ngồi xuống ngay hắn trở lý hanh dư và lữ nhạc ngũ rời đi sau đó mới nói bí thư sầm chủ tịch vương tôi cũng có trách nhiệm ở sự kiện này tôi không làm tốt công tác của mình không làm tốt công tác nối nhịp cầu giữa bí thư và chủ tịch tôi quốc đống anh nói không sai anh cũng có trách nhiệm của mình ở sự việc này Thế nhưng hai con lừa căn bản không thể cùng qua cầu độc mộc, chủ yếu là vấn đề của hai người bọn họ, anh không nên đặt nặng tâm lý cho mình. Sầm Vật cương khoát tay áo rồi uống một hớp nước nói, thành phố Kim Hà ở gần bên thành phố rừng mật, có vị trí trọng yếu trong bố cục kinh tế của tỉnh, không những tuyến tỉnh không hài lòng với tình hình phát triển kinh tế những năm qua của thành phố Kim Hà, ngay cả cán bộ quần chúng thành phố Kim Hà cũng có ý kiến. Quốc đống, sau này trọng trách của anh sẽ rất nặng anh không những phải gánh trách nhiệm ở thành phố Kim Hà, còn phải thúc đẩy hạng mục nhất thể hóa rừng mật, phải làm tốt các mối quan hệ trong thành phố. Triệu quốc đống nghe được câu nói này thì cảm thấy máu nóng sông lên, tuy hắn không còn là người dễ bị máu nóng làm mờ mắt, thế nhưng lúc này cũng không khỏi có vài phần run rẩy. Triệu quốc đống không tin được vào lỗ tai của mình, khi hắn nghĩ rằng mình tối đa chỉ là chủ tịch thành phố, không ngờ lại trực tiếp tiến lên làm bí thư thị ủy Kim Hà không muốn làm lãnh đạo sẽ không phải là thủ hạ tốt, Triệu Quốc Đống là người ở vị trí cấp phó nhiều năm, mục đích cao nhất của hắn là bí thư thị ủy, đó là khát vọng của hắn. Khi đi đến tỉnh ủy thì Triệu Quốc Đống còn cảm thấy mình cách xa vị trí bí thư thị ủy, thế nhưng bây giờ mục tiêu lâu năm đã thành hiện thực. Nửa giờ sau chủ yếu là bí thư sầm vật cương lên tiếng, Phương Tử Quân chỉ ở bên cạnh nói chen vào vài câu mà thôi. Tuy triệu quốc đống rất muốn nói thêm vài lời với hai vị lãnh đạo, thế nhưng thời gian của hai vị lãnh đạo đều eo hẹp. Sau khi thư ký trưởng đi vào dục một lần, sầm vật cương đứng lên khỏi ghế sa lông. Nếu anh có gì khó khăn cứ đến tìm tôi và chủ tịch vương. Sầm vật cương vỗ vỗ lên vai của triệu quốc đống rồi trầm giọng nói. Triệu quốc đống cảm tạ sự quan tâm của sầm vật cương, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại. Triệu Quốc Đống chợt sinh ra một ý nghĩ, hình như mái tóc của Sầm Vật Cương lại bạc đi vài phần. Trong mắt Triệu Quốc Đống thì Sầm Vật Cương xưa nay như núi cao, thế nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy hình tượng của bí thư Sầm có chút khác biệt với trên TV. Trong lòng Triệu Quốc Đống sinh ra những cảm xúc hỗn tạp. Hắn đi hai bước, đột nhiên chợt nhớ đến nụ cười của Vương Tử Quân. Nụ cười kia quá ôn hòa, càng mang theo nhiều phần uy nghiêm. Bí thư Lý sau này kính mong ngài quan tâm nhiều hơn. Lữ nhạc ngũ khẽ vươn tay với Lý Hanh Dư rồi nở nụ cười nói. Nếu như là trước kia thì Lý Hanh Dư sẽ chỉ cười nhạt với bộ dạng tiểu nhân đắc ý của Lữ nhạc ngũ, thế nhưng bây giờ hắn không thể cười được, hắn cố gắng co rúm cả người cũng không cười được. Lữ nhạc ngũ đi đến sở tài nguyên môi trường, tuy chỉ là cấp phó nhưng vài năm nữa trưởng phòng sẽ về hưu. Lý Hanh Dư có nhìn thế nào cũng thấy đây là sắp xếp tốt cho Lữ Nhạc Ngũ chính mình căn bản không được sắp xếp tốt như vậy lý hanh dư không khỏi cảm thấy phẫn nộ nhưng hắn phẫn nộ thì thế nào uông thanh minh đã đại biểu cho tổ chức nói quá rõ ràng nếu như không có gì bất ngờ vài ngày sau mình sẽ đi nhận chức ở đơn vị mới bí thư sầm đã đồng ý với mình sao kết quả lại trở thành như vậy lý hanh dư nhìn gương mặt lữ nhạc ngũ nhìn vào mình hắn cố gắng nở nụ cười lữ nhạc ngũ chỉ cười hì hì mà không nói gì sau đó nghênh ngang rời đi. Sau khi Lữ Nhạc Ngũ rời đi thì Lý Hanh Dư cắn răng, sau đó gõ cửa phòng làm việc của Uông Thanh Minh. Người mở cửa là Uông Thanh Minh, hắn nhìn thấy Lý Hanh Dư, cảm thấy vẻ mặt của Lý Hanh Dư không có gì quá đáng, hắn không khỏi cười nói, Hanh Dư, mời anh ngồi. chương 1747, một cùng hợp tác. Đến bây giờ Lý Hanh Dư vẫn chưa thể tin được, khi triệu quốc đống thành bí thư thị ủy kim hà thì một ván cờ đại chiến đã kết thúc lý hanh dư và uông thanh minh liên hệ với nhau không phải thời gian ngắn hắn biết rõ tính cách của vị trưởng phòng uông này trưởng phòng uông nhìn qua thì cực kỳ ôn hòa vui tươi thế nhưng thực tế thì người này càng khách khí sẽ càng khó thể đo được khoảng cách với mình quan trường không có tình hữu nghị vĩnh viễn cho dù quan hệ không tệ cũng không thể nói là không có gì giấu nhau nếu như là trước kia thì lý hanh dư sẽ bận tâm những điều này thế nhưng bây giờ hắn đã không cần quan tâm hắn ngồi xuống đối diện với uông thanh minh sau khi trầm ngâm dây lát thì trầm giọng nói trưởng phòng uông sao lại như vậy được uông thanh minh rót cho lý hanh dư một ly trà sau đó mới nói hanh dư tôi hiểu tâm tình của anh thế nhưng chuyện này đã được hội nghị thường ủy thông qua anh nên làm tốt công tác chuyển giao trưởng phòng uông trước đó vài ngày tôi có đến gặp bí thư sầm khi đó bí thư sầm phê bình tôi thế nhưng lại khuyến khích tôi nên cho ra cống hiến vì sự phát triển của thành phố kim hà gương mặt lý hanh dư rất căng cứng giọng điệu càng thêm trầm thấp uông thanh minh nhìn vẻ mặt của lý hanh dư nụ cười trên mặt tan biến đi vài phân hắn ném cho lý hanh dư một điếu thuốc sau đó mới nói tôi cũng biết rõ cuộc trò chuyện của anh vài ngày trước bí thư sầm còn chuẩn bị cho anh tiếp tục công tác ở thành phố kim hà Vậy tại sao, lời nói của Uông Thanh Minh làm cho Lý Hanh Dư cảm thấy đau lòng, vì sao mới cách đó vài hôm thì sự việc còn chưa biến hóa, thế nhưng bây giờ lại có chuyển biến đột ngột như vậy. Vô tình ánh mắt Lý Hanh Dư nhìn về phía Uông Thanh Minh càng thêm nóng nảy. Uông Thanh Minh do dự dây lát rồi mới nói, có vài lời tôi không nên nói, thế nhưng nể tình mối quan hệ giữa hai người chúng ta, tôi nên nói với anh vài lời, chỉ sợ anh sẽ càng cảm thấy uất nghẹn hơn uông thanh minh nói rồi lấy ra một văn kiện nói anh xem qua thứ này đi lý hanh dư tiếp nhận văn kiện xem xét sau khi nhìn qua một lượt mới dùng giọng khó thể tin nói trưởng phòng uông chỉ là vì cái này sao đúng vậy anh cũng biết điều này làm cho bí thư sầm cảm thấy cực kỳ khó khăn uông thanh minh vỗ vỗ lên vai của lý hanh dư hắn trầm giọng nói trước kia khi tuyến tỉnh cho ra đề xuất thực hiện phương án nhất thể hóa rừng mật khi đó nhân dân thành phố Kim Hà cực kỳ khen ngợi. Những năm qua dân chúng cực kỳ chờ mong vào phương án nhất thể hóa rừng mật, sao anh lại không cảm giác được điều này? Có nhiều cán bộ lão thành đến phản ánh với bí thư sầm, anh nói xem bí thư sầm nên làm sao? Bí thư sầm làm như vậy cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Tôi, Lý Hanh Dư muốn giải thích thế nhưng hắn há miệng mà chỉ thể nuốt lời vào bụng. Dưới tình huống này nếu ép sầm vật cương chống lại, cố ý lựa chọn Lý Hanh Dư, như vậy thì áp lực của bí thư sầm sẽ cực kỳ lớn. Uông Thanh Minh nhìn vẻ mặt của Lý Hanh Dư, hắn không khỏi an ủi, bí thư sầm là người thế nào thì anh hiểu rõ ràng. Được rồi, tôi cũng không nói nhiều lời, anh nên an tâm thực hiện công tác của mình, lãnh đạo chắc chắc sẽ không để anh bị hại. Lý Hanh Dư lúc này hoàn toàn hiểu rõ vấn đề, hắn thầm hận mình vì thắng lợi mà choáng váng đầu óc, căn bản là quá sơ suất trên sự kiện này. Chuyện này lúc đó Lý Hanh Dư không phải là không biết, sao mình lại không chú ý. Nhưng Lý Hanh Dư cũng không phải là người thường, sau vài phút cảm thấy chán nản thì nhanh chóng hiểu rõ đây là một sự kiện không ngăn cản được. Dù sao thì biểu hiện của phương án nhất thể hóa rừng mật vẫn được cả thành phố Kim Hà biết đến, khi đó sở dĩ không có ai lên tiếng cũng là vì tuyến tỉnh vẫn thúc đẩy hạng mục này. Nhưng vào đúng thời điểm này vương tử quân lại cho ra một phương án nửa vòng kinh tế, ý nghĩa của nó là rút củi đáy nồi. Lúc này người ở thành phố Kim Hà cho rằng phương án nhất thể hóa rừng mật sẽ bị kéo dài vô thời hạn, thế cho nên không thể không lên tiếng. Trưởng phòng Uông, tôi biết rồi. Lý Hành Dư biết rõ Uông Thanh Minh nói như vậy đã cực kỳ quan tâm giúp đỡ mình rồi. Hắn rời khỏi phòng làm việc của Uông Thanh Minh, hắn thở ra một hơi thật dài, hắn nhìn không gian sáng rực, thế là không khỏi cảm thấy trong lòng hàng ngàn hương vị. Chính mình nghĩ rằng sẽ gây ra phiền toái cho đối phương, không ngờ người ta căn bản không thèm quan tâm, không xem đó là gì. Xem ra chính mình quá đề cao mình rồi. Nếu so sánh với bộ dạng thất lạc của Lý Hanh Dư khi rời khỏi phòng làm việc của Uông Thanh Minh, lúc này Triệu Quốc Đống rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương mà cảm thấy rất hưng phấn. Hắn nhanh chóng đi ra ngoài, tuy hắn rất muốn làm cho mình biểu hiện cực kỳ bình thản, thế nhưng gương mặt như ánh mặt trời căn bản khó thể nào che giấu được sự hưng phấn. Bí thư quốc đống, vừa rồi trưởng phòng uông có gọi điện thoại cho anh, nói là chiều nay anh đến phòng làm việc của anh ấy một chút. Thư ký của sầm vật cương tiến lên cười ha hả với triệu quốc đống. Triệu quốc đống gật đầu đồng ý, sau đó nói cười vài câu với viên thư ký của sầm vật cương, cuối cùng đi xuống khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Triệu quốc đống rời khỏi khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, đúng lúc này gặp lữ nhạc ngũ đang chờ ở bên ngoài triệu quốc đống nhìn lữ nhạc ngũ đứng bên kia mà không biết mình nên nói sao cho phải lữ nhạc ngũ sẽ phải đi chính mình lại bất ngờ được tiến lên làm bí thư thị ủy dù là bất kỳ ai vào lúc này cũng khó thể áp chế được cảm giác vui sướng triệu quốc đống và lữ nhạc ngũ có quan hệ không tệ nhưng bây giờ lữ nhạc ngũ sẽ nhìn mình thế nào khi triệu quốc đống đang do dự thì lữ nhạc ngũ đã tiến lên đón chào lữ nhạc ngũ vỗ một cái lên vai của triệu quốc đống hắn cười ha hả nói quốc đống chúc mừng cậu bây giờ cậu xem như cực kỳ khí phách rồi chủ tịch lữ tôi cũng thật sự không ngờ sự việc lại biến chuyển thế này triệu quốc đống đi đến bên cạnh lữ nhạc ngũ rồi dùng giọng ngại ngùng nói lữ nhạc ngũ khoát tay áo nói cậu là anh em của tôi cũng đừng nói những lời khách khí lữ nhạc ngũ nói rồi không nhịn được dùng giọng vui vẻ lên tiếng cậu có thể tiếp nhận vị trí bí thư thị ủy thì tôi cảm thấy rất vui sướng. Cậu không biết đấy thôi, vừa rồi Lý Hanh Dư cùng tôi ra khỏi cửa, gương mặt anh ta còn khó coi hơn cha chết. Thái Đông Quân nhìn nụ cười không phải là giả vờ của Lữ Nhạc Ngũ thì mới yên tâm hơn một chút. Hắn do dự dây lát rồi khẽ nói, Chủ tịch Lữ, sắp xếp của ngài có tốt không? Sắp xếp cho tôi đã được xác định, tôi sẽ là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường kiêm nhiệm bí thư đảng ủy khối cơ quan lữ nhạc ngũ nói đến vị trí mới của mình thì có thêm vài phần hưng phấn triệu quốc đống cũng không phải là người mới trong trốn quan trường hắn nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa của sự kiện này hắn dùng sức siết chặt tay của lữ nhạc ngũ rồi nói chủ tịch lữ không phải là giám đốc lữ sau này kính mong anh quan tâm giúp đỡ nhiều hơn ha 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 hai chúng ta không phải là người ngoài không cần khách khí như vậy lữ nhạc ngũ nói đến đây thì cười hì hì nói sau này thời gian liên hệ của anh và chủ nhiệm Lý cũng không còn nhiều, hướng đi của anh ấy đã được xác định, sẽ là chủ nhiệm Sở Văn hóa Thông tin. chương 1747, hai cùng hợp tác. Triệu Quốc Đống và Lữ Nhạc Ngũ đưa mắt nhìn nhau, hai người đều nở nụ cười hiểu ý. Hai người đi đến bên cạnh một thân cây trong khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, Lữ Nhạc Ngũ khẽ nói, Quốc Đống, cậu biết vì sao mình có được vị trí này không? Tính mong chủ tịch Lữ chỉ điểm nhiều hơn. Tuy triệu quốc đống đã đoán được bảy tám phần, thế nhưng hắn nhìn gương mặt tươi cười của Lữ nhạc ngũ mà không khỏi dùng giọng thỉnh giáo nói. Lữ nhạc ngũ rất thỏa mãn với thái độ của triệu quốc đống, hắn không khỏi cười cười nói, nếu như không có gì bất ngờ, cho dù hai người chúng tôi bị điều đi, tối ra cậu chỉ có thể làm chủ tịch thành phố mà thôi. Nhưng bây giờ cậu lại trực tiếp tiến lên làm bí thư thị ủy, căn bản là có người coi trọng cậu. Cậu à, cậu có thời gian thì nên nhiều lần đến báo cáo công tác với Chủ tịch Vương. Triệu quốc đống căn bản cảm thấy những lời phân tích của Lữ Nhạc Ngũ giống như suy đoán của mình, hắn gật đầu nói, sau khi quay về tôi sẽ theo chỉ thị của anh, sẽ cố gắng dành nhiều thời gian báo cáo công tác với Chủ tịch Vương. Ôi, tôi bây giờ cũng không đi gặp Chủ tịch Vương, vì Chủ tịch Vương là người coi trọng công tác, tôi không làm tốt công tác, bây giờ đi sang cũng chỉ bị mắng mà thôi. Lữ Nhạc Ngũ nói với vẻ mặt có vài phần chán nản. Triệu Quốc Đống căn bản không biết nên an ủi Lữ Nhạc Ngũ như thế nào cho phải, hai người hàn huyên thêm vài câu, sau đó Lữ Nhạc Ngũ có chuyện phải đi. Sau khi Lữ Nhạc Ngũ rời đi thì Triệu Quốc Đống bấm số điện thoại của Triệu Hiểu Bạch. "Trưởng ban Hiểu Bạch phải không? Tôi là Triệu Quốc Đống của thành phố Kim Hà." "Trưởng ban Hiểu Bạch, tôi muốn báo cáo công tác với chủ tịch Vương, anh xem chủ tịch Vương có thời gian không?" Triệu Hiểu Bạch bên kia cũng rất khách khí với Triệu Quốc Đống, hắn nói vài câu chúc mừng Triệu Quốc Đống rồi nói, Chủ tịch Vương vẫn chưa về, sau khi Chủ tịch Vương về thì tôi sẽ liên lạc với anh. Cảm ơn trưởng Ban Hiểu Bạch, khi nào có thời gian mong trưởng Ban Hiểu Bạch đến thành phố Kim Hà chúng tôi một chuyến. Sau khi kết thúc trò chuyện thì điện thoại của Triệu Quốc Đống nhanh chóng vang lên, có một vài người không quen biết thế nhưng lúc này giống như lại nghĩ đến hắn, bọn họ thay nhau gọi điện thoại đến nội dung các cuộc trò chuyện điện thoại cũng chỉ là một, đó là chúc mừng hắn. Lúc bắt đầu thì Triệu Quốc Đống còn chú ý nghe điện thoại, nhưng sau đó hắn nhanh chóng rút gọn phạm vi nghe máy, nhưng như vậy cũng làm cho hắn cực kỳ mệt mỏi. Triệu Quốc Đống nhìn sắc trời rồi không khỏi thở dài một hơi. Hắn ngồi lên xe của mình, sau đó lại gọi điện thoại cho Triệu Hiểu Bạch, nhưng Triệu Hiểu Bạch bên kia cũng không cho ra tin tức xác thực. Xem ra phải chờ đến chiều, Triệu quốc đống thầm cảm khái, thế nhưng hắn cũng không biết mình lại được gặp vương tử quân vào tận buổi tối. Khi đèn đường được thắp sáng, trong khách sạn Thanh Dương cách không xa khu văn phòng Thụy ủy rừng mật, triệu quốc đống không những được gặp vương tử quân, còn được gặp cả bí thư kim chính thiện và chủ tịch hải bác của thành phố rừng mật. Khi triệu quốc đống đi vào trong phòng thì cảm thấy có chút gò bó, vì dù sao thì cũng chưa có văn kiện bổ nhiệm, hơn nữa dù có văn kiện bổ nhiệm thì cấp bậc của hắn cũng có sự khác biệt không nhỏ với bí thư kim chính thiện và chủ tịch Hải Bác. Quốc đống, mời anh ngồi bên này. Buổi chiều tôi định gặp mặt trò chuyện với anh, thế nhưng vừa đúng lúc bí thư kim gọi điện thoại đến, nói là muốn giới thiệu cho tôi một đồng chí mới. Tôi cảm thấy các anh là lãnh đạo hai địa phương, các anh nên tiếp xúc nhiều với nhau, thế nên mới cho ra cuộc hẹn vào lúc này. Vương Tử Quân ngồi ở vị trí chủ vị, hắn cười cười với triệu quốc đống sau đó chỉ vào một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh kim chính thiện quốc đống các anh có lẽ cũng quen biết nhau nhưng tôi long trọng giới thiệu với anh đây là đồng chí như học cương triệu quốc đống thật sự cũng có quen biết người đàn ông trung niên được giới thiệu là như học cương kia không những năm xưa có chút quan hệ hơn nữa bây giờ đối phương còn là người được đề cử làm phó bí thư chủ tịch thành phố kim hà sau khi nghe vương tử quân giới thiệu thì triệu quốc đống nhanh chóng vươn tay ra nghiêu học cương cũng nhanh chóng tiến lên bắt tay với triệu quốc đống sau này mong bí thư triệu phê bình công tác của tôi nhiều hơn chủ tịch nghiêu quá khách khí rồi sau này chúng ta cùng nhập gánh công tác mong sao cùng hợp tác thúc đẩy công tác ở kim hà triệu quốc đống rất khiêm tốn hắn bắt tay với nghiêu học cương rồi cười nói hai người các anh sau này còn nhiều thời gian thân mật với nhau Bây giờ chúng ta nên lấp đầy bao tử cái đã." Hải Bác nhìn về phía hai người Triệu Quốc đống rồi lại nói với Vương Tử Quân, "Chủ tịch, bụng của tôi đã đói dẹp đi rồi, bây giờ chúng ta dùng cơm thôi." Triệu Quốc đống dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Hải Bác, mặc dù dùng cơm chỉ là việc nhỏ, thế nhưng hắn chưa từng thấy vị chủ tịch thành phố nào có thể làm chủ trước mặt chủ tịch tỉnh. Xem ra vị trí của chủ tịch Hải Bác là không tầm thường. Khi Triệu Quốc Đống ở thành phố Kim Hà đã sớm nghe qua danh tiếng của Hải Bác, hắn tán thưởng Hải Bác là người có năng lực, dù là bất kỳ lãnh đạo nào cũng phải tán thưởng. Triệu Quốc Đống cảm thấy Hải Bác là một lão quan trường giỏi nghĩ kế, hơn nữa bây giờ còn có địa vị lớn trong lòng Vương Tử Quân, chỉ cần như vậy cũng đủ làm cho người ta khó nhìn thấy được bóng lưng. Người này rốt cuộc có chỗ nào không tầm thường, Triệu Quốc Đống thầm suy nghĩ, hắn cảm thấy sau này mình nên cố gắng kết giao với đối phương. Phương Tử Quân nhìn Hải Bác mà không khỏi cười nói, ăn cơm tất nhiên sẽ không nên chậm trễ, thế nhưng trước khi dùng cơm tôi còn phải nói với mọi người vài lời. Lần này tỉnh ủy tiến hành điều chỉnh ban ngành kim hà, rõ ràng biểu hiện sự coi trọng của tỉnh ủy về phương án nhất thể hóa rừng mật. Tôi hy vọng sau này các anh có thể hợp tác sảng khoái, có thể đồng tâm hiệp lực làm tốt hạng mục nhất thể hóa rừng mật. Chủ tịch Vương cứ yên tâm, phía thành phố rừng mật chúng tôi không là vấn đề. Kim Chính Thiện nói rồi nhìn thoáng qua triệu quốc đống, chỉ cần Kim Hà không có tình huống gì khác, tôi tin tưởng trong năm nay sẽ thông xe con đường nối liền rừng mật và Kim Hà. Triệu quốc đống thấy mọi ánh mắt đều nhìn về phía mình, hắn vội vàng nói với Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương cứ yên tâm, sau khi quay về tôi và Chủ tịch Học Cường nhất định sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của lãnh đạo tỉnh ủy, sẽ đẩy mạnh công tác nhất thể hóa rừng mật, tuyệt đối không để cho nó kéo dài. Vương tử quân nghe hai bên tỏ thái độ thì không khỏi cười nói, nếu hai bên đã có quyết tâm như vậy, tôi cũng không còn nói gì được nữa. Tôi chỉ nhìn vào kết quả mà thôi, chỉ hy vọng cuối năm nay có thể cắt băng khánh thành con đường núi liền rừng mật và kim hà. Vương tử quân nói hết lời thì Kim chính thiện nâng ly lên nói, chủ tịch, như vậy chúng ta một lời đã định, tôi mời ngài mốt ly. Kim chính thiện nâng ly lên thì nhóm người triệu quốc đống cũng nhanh chóng nâng ly. Triệu quốc đống nhìn thoáng qua bốn phía, hắn thấy ai cũng nâng ly và ánh mắt nhìn vào vương tử quân. Triệu quốc đống nhìn tình cảnh này, lại nhìn ly rượu trong tay, hắn càng cảm thấy an lòng hơn. Audio điện tử võ tấn bền Trường 1748, một nhân sinh là một viên gạch. Hôm nay trời mưa lớt phất làm cho người ta không khỏi sinh ra chút cảm giác sầu muộn, vương tử quân đứng trước mộ ông nội trong đầu là những hình ảnh về ông cụ khi còn sống. Vương Tử Quân là người của hai thế giới, bia mộ của ông nội vẫn như cũ, vẫn là nghĩa trang như kiếp trước, vẫn ở vị trí cũ, thậm chí ngay cả quy cách của ngôi mộ cũng không khác gì kiếp trước. Thế nhưng tuổi thọ và tâm tình của ông cụ khi mất căn bản đã khác, Vương Tử Quân nghĩ đến gương mặt an tường của ông mình khi mất. Hắn không khỏi cảm thấy nổi sầu của mình giảm đi phân nửa. Người có sinh ly tử biệt, chẳng có khi khuyết khi tròn, đây căn bản là nhân sinh. Anh, nếu ông biết được thành tựu của anh vào lúc này, ông nhất định sẽ rất vui." Vương Tử Hoa đứng bên cạnh Vương Tử Quân khẽ nói. Vương Tử Quân quay đầu nhìn thoáng qua Vương Tử Hoa, hắn cũng không lên tiếng. Vương Tử Hoa vốn định nói vài lời nịnh hót thế nhưng cũng không khỏi giật mình vì ánh mắt của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Hoa là phó bí thư thị ủy, trong mắt nhiều người thì căn bản đã là lãnh đạo uy phong tám bề. Trên đường đi đến đây, Vương Tử Quân liên tục khép mắt dưỡng thần, không nói lời nào, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Hoa cảm nhận được khí độ rất giống lãnh đạo của anh mình. Thế nhưng hắn chợt nghĩ lại, Bí thư Thị Ủy sao có thể so sánh với Vương Tử Quân hiện tại? Vì một người là Bí thư Thị Ủy, còn một người lại là Chủ tịch tỉnh. Vương Tử Hoa chợt nghĩ rằng mình đối mặt với anh Vương Tử Quân giống như lần trước về tỉnh họp và ngồi trao đổi với Bí thư tỉnh ủy cảm thấy anh Vương Tử Quân làm mình sinh ra cảm giác rất gần với bí thư tỉnh ủy. Nhưng Vương Tử Hoa nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, vì anh chỉ hơn hắn 3 tuổi, vị bí thư tỉnh ủy chiết giang sao có tương lai tươi sáng bằng cho được. Lần này anh mình quay về Giang Thị là vì viếng mộ ông nội, chính mình có không ít công tác thế nhưng không phải đều vứt bỏ rồi điên cuồng chạy đến sao. Khi Vương Tử Hoa không biết nên nói sao thì cô cô Vương Ái Hoa nói, Tử Quân, cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Vương tử quân căn bản rất nể tình cô cô của mình, hắn cười cười nói, được, chúng ta tạm biệt ông rồi về thôi. Cô cô, ngài nên nói với Dưỡng không nên ép mình quá bận rộn như vậy, đến độ tuổi của Dượng thì nên chú trọng sức khỏe là tốt nhất. Vương tử quân vừa mỉm cười dùng giọng đề nghị nói với Vương Ái Hoa. Dưỡng tô thuận tân của Vương tử quân bây giờ đã là giám đốc công ty, ngày hôm nay đã nói sẽ đến viếng mộ ông cụ, Thế nhưng vì xí nghiệp tạm thời có việc nên giám đốc không thể không ở nhà ở xử lý. Ông ấy là người điên cuồng công tác, bình thường cô cũng nói ông ấy, thế nhưng ông ấy không nghe. Vương Ái Hoa thở dài một hơi nói, ông này đúng là, bây giờ cũng không biết vì cái gì mà sốt sắng như vậy, người trẻ tuổi chờ ông ấy giao ban, ông ấy lại luôn mở miệng không chịu, càng ngày càng hăng say. Vương Tử Quân cười cười mà không lên tiếng, kiếp trước thì lúc này Tô Thuận Tân đã về hưu. Nếu không có sự giúp đỡ của vương gia thì cũng không thể tiến lên cấp bậc vào lúc này, có thể nói kiếp trước Tô Thuận Tân chỉ là một phó giám đốc mãi tiếc núi mà thôi. Sau khi đi ra khỏi nghĩa trang thì vương tử Hoa nhanh chóng leo lên cùng một xe với vương tử Quân, sau đó hắn khẽ nói: "Anh Tử Quân, tối qua bố em có nói, trưa nay sẽ cùng anh dùng cơm." Vương tử Quân khẽ gật đầu, hắn đã nhiều ngày chưa gặp nhị thúc, nếu đi đến Giang thị mà không gặp mặt chú của mình như vậy cũng không phù hợp tôi nghe nói cậu công tác ở thành phố rất tốt vương tử quân chợt di chuyển chủ đề hắn mở miệng nói với vương tử hoa vương tử hoa cảm thấy bất ngờ vì lời khích lệ của vương tử quân hắn cảm thấy rất an tâm sau đó cười cười nói anh em cũng không thể làm anh mất mặt được cũng chỉ là làm chút chuyện mà thôi làm quan cần phải tạo phúc cho một phương cậu nên thừa cơ hội mình còn trẻ mà làm ra nhiều công tác hiện thực Mỗi khi cậu thực hiện được một công tác thì giống như một viên gạch, khi có nhiều viên gạch trải xuống thì đường tương lai sẽ rộng thanh thang. Vương tử quân nhìn cây cối đã đâm chồi nảy lộc bên ngoài, thế là không khỏi cười nói với vương tử hoa. Vương tử hoa cười cười, hắn dùng giọng có vài phần báo cáo nói anh, em nhất định sẽ nghiêm khắc yêu cầu mình, sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của anh. Vương tử quân nhìn bộ dạng giống như sợ nói sai của vương tử hoa mà không khỏi có chút buồn cười, hắn vốn định trò chuyện vui vẻ với vương tử hoa không ngờ hai anh em lại rơi vào tình huống như đang báo cáo công tác vương tử quân cười cười nhìn thoáng qua vương tử hoa hắn muốn lên tiếng làm hòa hoãn mối quan hệ giữa hai người thế nhưng cuối cùng lại ném bỏ tâm tư này nếu như tâm lý kính sợ của người ta đã hình thành như vậy muốn sửa đổi cũng không phải một hai câu là xong cần có thời gian tiếp xúc lâu dài vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi đột nhiên nói Nhị thúc gần đây công tác thế nào? Công tác của bố em rất tốt. Vương Tử Hoa có chút sững sốt. Nói thật thì hắn cũng có chút khó khăn. Dù sao thì độ cao của bố là thứ mà hắn khó thể với đến được. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, cũng không nói thêm lời nào. Hắn không biết nhiều về Vương Tử Hoa, thế nhưng lại nghe được vài thông tin về Vương Giải phóng. Gần đây công tác của Vương Giải phóng cũng khá thoải mái. Thế nhưng những âm thanh nói rằng phong cách công tác của Vương giải phóng rất bá đạo cũng được nhiều người phát ra, mà Vương Tử Quân cũng định bàn với nhị thúc của mình về vấn đề này. Khi Vương Tử Quân đang định nên nói thế nào với nhị thúc, lúc này Vương Tử Hoa chợt nói, "Anh Tử Quân, có một việc thiếu chút nữa thì em đã quên, hôm trước có người gọi điện thoại đến số của anh để ở nhà." Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó hắn mới biết đó là bộ điện thoại của nhà mình ở thành phố Giang thị. Trước kia vương gia có không ít người ở Giang thị, thế nhưng khi mà Vương Quang Vinh về thủ đô, những người thường xuyên liên lạc cũng giống như quên đi số điện thoại này. Sở dĩ còn giữ lại số điện thoại kia, hơn nữa còn đưa đến nhà Vương Tử Hoa, chỉ là vì muốn sau này dễ dàng liên lạc với nhau. Ai gọi điện thoại đến vậy? Vương Tử Quân nhìn Vương Tử Hoa rồi khẽ cười nói, là một nữ sĩ họ Thẩm, nghe nói là bạn học của anh. Vương Tử Hoa nói rồi lấy bóp ra chị ấy nói cô giáo mã của anh năm xưa đã nhập viện, hình như chuẩn bị quyên tiền cho cô mã kia. Vương tử quân căn bản còn chưa có phản ứng gì với nữ sĩ họ Thẩm, thế nhưng sau khi nghe đến cô giáo mã, hắn không khỏi nghĩ đến một thông tin. Đó là khi mình còn học tiểu học, cô mã là giáo viên chủ nhiệm, khi đó cô mã rất quan tâm đến mình. Chương 1748 2, nhân sinh là một viên gạch. Cô ấy nói cô mã nhập viên ở đâu? Vương Tử Quân nhanh chóng tìm lại nhiều thông tin trong trí nhớ của mình, sau đó hắn hỏi Vương Tử Hoa. Vương Tử Hoa nhanh chóng nói, không nói rõ ràng, nhưng chị ấy có để lại số điện thoại liên lạc. Vương Tử Quân nhìn dãy số điện thoại và cái tên Thẩm Thanh Nghiêm, hắn không khỏi nhớ đến một cô nữ sinh tóc ngắn với bộ dạng hấp tấp. Thậm chí hắn còn nhớ năm xưa mình không làm bài tập và bị cô gái này phê bình một chặp. Mới đó mà đã hơn 30 năm rồi. Vương Tử Quân và Thẩm Thanh Nghiêm học ở hai trường khác nhau nên cũng không liên lạc với nhau. Khi Vương Tử Quân tốt nghiệp thì có đưa số điện thoại nhà mình cho Thẩm Thanh Nghiêm. Hắn trầm ngâm dây lát rồi gọi điện thoại theo số mà Vương Tử Hoa ghi lại. Sau hai tiếng chuông thì bên kia vang lên âm thanh có chút mệt mỏi. Chào anh, tôi là Thẩm Thanh Nghiêm. Chào Thẩm Thanh Nghiêm, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe giọng nói có chút lạ lẫm mà trong lòng thậm chí có chút kích động. Dù sao cũng là bạn học nhiều năm không gặp, 30 năm cũng không phải là ít, dù là ai cũng có chút kích động mà thôi. Vương Tử Quân, bây giờ liên lạc với anh cũng không dễ dàng, anh đang công tác gì vậy? Từ sau khi tốt nghiệp thì tôi chưa từng gặp lại anh. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh của Thẩm Thanh Nghiêm, sau khi nghe nói đó là Vương Tử Quân thì nàng đặc biệt kích động, giọng điệu nhanh chóng giống như súng máy. Vương Tử Quân nghe âm thanh này mà hình tượng mơ hồ của Thẩm Thanh Nghiêm căn bản dần trở nên rõ ràng. Hắn nghĩ đến tình cảnh năm xưa đeo cặp sách to tướng đến trường, thế là không khỏi cười nói, "Tôi bây giờ đang ở thành phố Giang Thị, đội trưởng Thẩm bây giờ có bận rộn gì không? Cũng đã lâu rồi tôi và cô chưa gặp lại nhau. Đã tốt nghiệp hơn 30 năm rồi, thời gian đúng là trôi qua quá nhanh." Thẩm Thanh Nghiêm cười cười nói, "Tôi bây giờ cũng không nghĩ ra bộ dạng của anh như thế nào." sau khi hàn huyên vài câu thì vương tử quân trầm giọng nói thẩm thanh nghiêm cô mã bị bệnh gì vậy ung thư bây giờ là giai đoạn cuối giọng điệu vui sướng của thẩm thanh nghiêm chợt trở, trở nên ngưng trọng nàng khẽ nói nhà cô mã có vài chuyện xảy ra bệnh tình của cô lại tốn không ít tiền trước đó vài ngày khi đến thăm thì cô ấy còn định bỏ qua trị liệu tôi và vài người bạn học thương lượng với nhau chuẩn bị quyên tiền để cho cô mã trị bệnh Vương tử quân gật đầu nói, à, nên làm như vậy, cũng nên giúp đỡ cô mã một chút, bây giờ cô mã đang ở bệnh viện nào? Tôi đến thăm một chút. Là bệnh viện ung bướu thành phố Giang Thị. Thẩm thanh nghiêm nói, nàng còn nói rõ phòng bệnh. Khi vương tử quân chuẩn bị cúp điện thoại thì nàng chợt nói, tôi cũng muốn đến thăm cô mã, lát nữa chúng ta gặp mặt. Vương tử quân cúp điện thoại rồi nói với vương tử hoa, cậu ngồi ra xe sau, tôi đi thăm cô giáo một chút. Vương Tử Hoa gật đầu đồng ý, sau đó nói với lái xe, "Tiểu Lý, lát nữa cậu chạy đến cửa hàng hoa cách đây không xa, chúng ta mua một bó hoa để cho anh tôi đi đến bệnh viện thăm người bệnh." Lái xe của Vương Tử Hoa biết rõ Vương Tử Quân là ai, lúc này nghe nói mình được làm lái xe cho chủ tịch Vương, thế là không khỏi cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Vương Tử Quân căn bản thầm gật đầu vì sự hiểu ý của Vương Tử Hoa, tuy đây chỉ là chuyện nhỏ thế nhưng căn cứ vào đó cũng thấy những năm qua vương tử hoa trưởng thành hơn rất nhiều bệnh viện ung bướu thành phố giang thì cũng không cách quá xa khi vương tử quân xuống xe ở bệnh viện ung bướu tiểu hà đi theo vương tử quân từ em đi cũng lấy hoa từ trong xe ra vương tử quân muốn nhận lấy bó hoa tiểu hà chợt trầm giọng nói chủ tịch tôi là người đi theo ngài tiếp nhận công tác ngài cũng không nên vứt bỏ tôi được vương tử quân nhìn gương mặt trịnh trọng của tiểu hà hắn không nhịn được phải thầm cười cũng không phải là lần đầu tiên hắn thấy được ánh mắt hy vọng như của tiểu hà được rồi đi thôi đừng nói lung tung là được vương tử quân dặn dò tiểu hà hai câu sau đó hắn đi vào trong bệnh viện bệnh viện ung bứu giang thì cũng không quá lớn thế nhưng người đi lại căn bản là rất nhiều khi vương tử quân tìm được phòng bệnh đúng như lời nói của thẩm thanh nghiêm đây là một gian phòng hơn chục mét vuông trong phòng có ba cái giường trên từng chiếc giường là một người bệnh tuy bây giờ là mùa xuân thế nhưng trong phòng vẫn phải mở máy lạnh những hóa chất dùng vệ sinh phòng bệnh làm cho bầu không khí có hương vị khác thường vương tử quân nhìn thoáng qua ba giường bệnh hắn thật sự không nhận đâu ai là cô mã của mình khi hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thì chợt có người nói anh anh là tử quân sao vương tử quân quay đầu nhìn chợt thấy một người phụ nữ ba bốn tuổi với gương mặt có chút huệ oải và vui vẻ đang nhìn mình. Người phụ nữ kia không phải quá xinh đẹp, thế nhưng ánh mắt dịu dàng làm cho người ta cảm nhận được khí tức trang nhã ôn hòa. Khi thấy người phụ nữ này thì vương tử quân không khỏi liên lạc với hình tượng cô nữ sinh hấp tấp trong quá khứ, thế là không khỏi khẽ hỏi chị là thẩm thanh nghiêm sao. Thẩm thanh nghiêm nhìn vương tử quân mặc tây phục với hình tượng cực kỳ giỏi giang mà không khỏi tiến lên hai bước nói, Trước đó vài ngày tôi có gọi điện thoại cho các bạn học, cũng bàn luận với bọn họ về hình tượng của anh vào lúc này, thế nhưng không ngờ anh lại có biến hóa lớn như vậy. Vương Tử Quân cười cười rồi đưa mắt nhìn khắp phòng, cô Mã ở trong phòng này sao? Cô Mã ở phòng này? Thẩm Thanh Nhiêm nghe Vương Tử Quân nhắc đến cô Mã thì gương mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, nàng nói rồi đi đến một chiếc giường gần bên cạnh, sau đó nói với một bà lão mặc áo quần bệnh nhân màu xanh nói, "Cô Mã cô xem ai đến thăm mình kia. Khi thẩm thanh nghiêm lên tiếng thì một bà lão với cơ thể gầy gò héo rút mái tóc thưa thất không khỏi ngẩng đầu lên. Vương tử quân nhìn tình cảnh này mà không thể tin được đây là cô mã của mình năm xưa. Trong hình tượng của hắn thì cô mã là một người phụ nữ trẻ tuổi, bây giờ cô mã nằm trên giường bệnh lại giống như một bà lão da bọc xương. Vương tử quân không khỏi cảm thấy bi thương, hắn tiến đến gần bên cạnh cô giáo của mình, sau đó trầm giọng nói cô mã ngài đã khỏe hơn chút nào chưa em là vương tử quân lời nói của vương tử quân không khỏi làm cho ánh mắt trống rỗng của cô mã có thêm vài phần sức sống bà dùng bàn tay khô gầy giữ lấy tay của vương tử quân rồi nói vương tử quân à đã nhiều năm rồi không gặp lại em bây giờ em vẫn khỏe đấy chứ vương tử quân cười nói cô mã em rất khỏe em tin tưởng rằng cô sẽ tốt hơn sau khi ngài xuất viện em sẽ đưa ngài về thăm trường cũ. Cô giáo Mã nghe Vương tử quân nhắc đến trường cũ thì nụ cười thêm nồng đậm, bà gật đầu thật mạnh nói, đúng, nên đi đến thăm trường, nên đi thăm trường. Chương 1749, người quá ti tiện thì không làm gì hơn được. Vương tử quân cũng không hỏi bệnh tình của cô Mã, hắn ôn lại những kỷ niệm năm xưa với Thẩm Thanh Nghiêm và cô giáo của mình thẩm thanh nghiêm không biết có phải là vì muốn cho cô giáo vui hay không mà nở nụ cười nói cô mã cô còn nhớ không năm xưa vương tử quân chính là một học sinh nhát nhất trong lớp khi đó cô còn để cho anh ấy ngồi cùng bàn với em để em giúp đỡ một chút vương tử quân căn bản biết rõ đó là sự thật thế nên hắn chỉ cười cười mà không lên tiếng cô mã chợt có chút hào hứng bà dùng giọng đứt quảng nói ừ cô vẫn còn nhớ năm xưa cô cảm thấy cậu học sinh này rất hay ngại trả lời mà cũng thẹn đỏ cả mặt, thầm nghĩ nếu cứ như vậy thì sau này ra xã hội còn làm được trò chống gì nữa. Khi mọi người đang trò chuyện với nhau, lúc này có người xông đến nói, mẹ, lúc này mẹ đã khá hơn chưa? Khi âm thanh này vang lên, một người đàn ông hơn 30 tuổi đeo cà vạt với bộ dạng rất lưu manh từ bên ngoài đi vào nói. Khi thấy người đàn ông kia thì vẻ mặt thẩm thanh nghiêm căn bản là không được tốt cho lắm, nụ cười trên mặt của cô giáo mã cũng biến mất, gương mặt rất sợ hãi bàn tay có hơi run rẩy chị thanh nghiêm chị đến thăm mẹ tôi sao hi hi tôi cảm ơn chị người đàn ông kia đưa mắt nhìn thẩm thanh nghiêm ánh mắt căn bản không có chút tinh khiết điều này không khỏi làm cho thẩm thanh nghiêm càng thêm mất vui trương tiêu anh đến đây làm gì anh đi ngay cho tôi cô giáo mã nói rồi lớn tiếng với người đàn ông bên kia trương tiêu nhìn bộ dạng kích động của mẹ mình Hắn không những không nóng nảy mà còn cười hì hì nói, "Mẹ, ngài làm gì vậy? Nổi nóng như vậy không tốt cho sức khỏe, con là con trai của mẹ, sao không đến thăm mẹ được?" Trương Tiêu nói rồi nhìn sang Vương Tử Quân ở bên cạnh rồi cười nói, "Anh dì ơi, tôi thấy anh có lẽ là học trò cũ của mẹ tôi. Anh nghĩ mà xem, mẹ tôi khổ cực cả đời vì những người học sinh như các anh, bây giờ có chút tuổi thì đã bị bệnh nặng, nếu như ngài có dư giả thì nên giúp đỡ mẹ tôi một chút." Vương tử quân định lên tiếng, lúc này thẩm thanh nghiêm đã nói, Trương Tiêu, tôi hỏi anh, hai ngày trước tài khoản của cô má ở bệnh viện còn 5 ngàn, sao bây giờ chỉ còn lại 100 đồng? Chị thanh nghiêm, chị cũng không phải không biết, bệnh của mẹ tôi căn bản là một chiếc hố không đáy, à. Đó là bệnh viện điều trị cho mẹ tôi cần nhiều hóa chất, cần có một khoản tiền lớn. Trương Tiêu rõ ràng có chút sốt ruột, hắn nhìn về phía vương tử quân rồi nói, này anh bạn, mẹ của tôi bây giờ đã bị ngừng dùng thuốc, anh là học sinh cũ của mẹ tôi, anh không thể trơ mắt nhìn mẹ tôi chết đi được. Tôi nhìn bộ dạng của anh thì biết rõ ràng là người thành công, trước đó giám đốc triệu từng ủng hộ 10 ngàn. Vương tử quân thản nhiên nói, cô mã là người chăm lo cho giáo dục nhiều năm, cô ấy sinh bệnh, chúng tôi tất nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Vương tử quân, anh dừng lại một chút đã. Trương Tiêu, tôi hỏi anh, 5.000 đồng của mẹ anh trong bệnh viện, phía bệnh viện nói là anh lấy đi, anh có biết đó là tiền chữa bệnh cho mẹ mình không? Thẩm thanh nghiêm lúc này giống như khôi phục lại phong thái năm xưa, nàng chỉ vào trương tiêu rồi nổi giận đùng đùng nói. Trương tiêu nhìn bộ dạng nổi nóng gấp gáp của thẩm thanh nghiêm, hắn cũng không nổi giận mà cười nói, chị thanh nghiêm, mẹ, con biết mình sai rồi, thế nhưng người ta ép con quá căng, con cũng không có biện pháp nào khác. Mẹ, ngài có muốn nhìn thấy con trai của mình vì nợ vài ngàn đồng mà mất đi một cánh tay không? Này anh bạn, mẹ của tôi cả đời không được hưởng phúc, bây giờ lại bị bệnh hiểm nghèo, thật sự là ông trời luôn làm khổ người tốt. Tôi là con, tôi dù đập nồi bán sắt cũng phải trị hết bệnh cho mẹ, vấn đề là bây giờ tôi đã không còn gì cả, anh là học trò cũ của mẹ tôi, anh nên nghĩ biện pháp. Trương Tiêu nói bằng những lời cực kỳ hợp tình hợp lý thế nhưng giọng điệu ngon ngọt lại làm cho người ta khó thể tin được. Trương Tiêu, tôi, tôi chết đi cũng không cần anh quan tâm, anh, anh cút đi cho tôi. Cô mã giống như khó thở vì lời nói của con mình, thế là không khỏi dùng sức đẩy tay ra, giống như thật sự tiêu hao hết sức lực bản thân. Cô mã, bây giờ ngài đã khá hơn chưa? Một giọng nói vang lên, lúc này một người đàn ông tóc tai trải chuốt mặc tây trang thẳng thớm đi đến. Người đàn ông này vừa đi vào trong phòng đã làm cho người ta sinh ra cảm giác đó là một nhân sĩ thành công. Hơn nữa người này còn có cái bụng nhô cao, bên dưới là thắt lưng màu vàng lâu lâu lại lóe lên dưới ánh sáng, ít nhất cũng cho người ta thấy rõ mình là người thành công. Trương Tiêu đang dây dưa với Vương Tử Quân, khi hắn thấy người này đi đến thì hớn hở tiến lên chào đón, ôi, anh Triệu, ngài đến rồi đấy à? Ha ha ha, tôi biết trong những học trò cũ của mẹ tôi, ngài và chị nghiêm là tốt nhất hai người nếu như ở cùng một chỗ căn bản là một cặp trời sinh đừng nói bậy bạ người đàn ông kia nói rồi nhìn sang thẩm thanh nghiêm khi thẩm thanh nghiêm thấy người đàn ông kia thì trong mắt có chút cảm giác khó chịu thế nhưng nàng nhanh chóng áp chế cảm giác không hay của mình thanh nghiêm cũng đến rồi hà anh đang định gọi điện thoại cho em người đàn ông kia bắt chuyện với thẩm thanh nghiêm rồi nói với cô mã cô mã ngài đã khỏe hơn chưa vừa rồi tôi có gặp chủ nhiệm lý của bệnh viện anh ấy nói chỉ cần có phòng chống sẽ nhường cho chúng ta khi đó sẽ cho ngài ở một phòng vì điều kiện ở đây căn bản là quá chen chúc triệu binh cũng không cần làm phiền cô ở chỗ này là tốt rồi cô mã có vẻ cảm kích với sự quan tâm của người đàn ông kia nàng khẽ cười cười với người này giọng điệu lại có chút xấu hổ vương tử quân hiểu rõ vì sao cô mã lại có cảm xúc như vậy thế nhưng hắn lại không có ấn tượng gì với cái tên Triệu Binh. À, Triệu Binh, đây là bạn học cùng lớp với anh, là Vương Tử Quân, anh còn nhớ không? Cô giáo mã nói rồi vẫy tay với Vương Tử Quân, Vương Tử Quân, đây là Triệu Binh, hai người các anh năm xưa còn đánh nhau một lần, có nhớ không? Lời nói của cô mã càng làm cho Vương Tử Quân cảm thấy không nhớ nổi, hắn thật sự không nhớ rằng khi còn bé mình lại đánh nhau như vậy hắn khẽ gãi đầu rồi dùng giọng có chút xấu hổ nói thật sự là không nhớ rõ thẩm thanh nghiêm nhìn bộ dạng quần bách của vương tử quân mà không khỏi nở nụ cười triệu binh căn bản là người giỏi nhìn mặt nói chuyện hắn nhìn thấy thái độ của thẩm thanh nghiêm với vương tử quân thế là không khỏi có cảm nhận gì đó lại cười hì hì nói vương tử quân anh thật sự không nhớ tôi sao khi còn bé thì cậu là người duy nhất dám đánh nhau với tôi khi đó hình như tôi nhớ đã đánh anh sưng cả đầu ha 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 anh nhớ lầm rồi tôi nhớ là vương tử quân đánh anh sưng đầu lên mới đúng thẩm thanh nghiêm vừa rót nước cho cô mã vừa cười nói vương tử quân thật sự không nhớ rõ là có chuyện gì xảy ra hắn nghiêng đầu thì thấy vẻ mặt buồn cười của tiểu hà hắn biết rõ tiểu hà buồn cười vì chuyện khi còn nhỏ của mình vương tử quân tôi thấy có lẽ anh cũng là người thành công chúng ta đã lâu không gặp nhau hôm nay xem như ngồi lại một chút bây giờ trong tỉnh cũng có không ít những người bạn học năm xưa triệu binh nhìn vương tử quân rồi cười ha hả nói vương tử quân gật đầu nói à khi nào đó sẽ gặp mặt một chút anh triệu bệnh của mẹ em giống như càng thêm nghiêm trọng hôm qua bệnh viện còn thúc đóng viện phí trương tiêu là người giỏi làm việc theo hoàn cảnh hắn đi đến bên cạnh triệu binh rồi xoa xoa hai tay nói Trương 1750, một chen vào. Không chờ triệu binh mở miệng thì chợt nghe thẩm thanh nghiêm đã dùng giọng kiên quyết nói, triệu binh, anh đừng nghe lời trương tiêu, hai ngày trước cô mã còn 5 ngàn tiền thuốc, thế nhưng anh ta đã lấy ra tiêu xài hết rồi. Triệu binh có chút xứng sốt mà Trương Tiêu lại dùng giọng tội nghiệp nói với thẩm thanh nghiêm, chị thanh nghiêm, tôi biết rõ là mình sai, tôi không phải là người, nhưng mẹ tôi bây giờ không nộp tiền thuốc thì bệnh viện sẽ dừng điều trị, nếu tôi không có mẹ thì thật sự cũng giống như chết. Vương tử quân nhìn vẻ mặt đau khổ cùng cực của Trương Tiêu, hắn không khỏi thầm nghĩ, con trai của cô Mã đúng là một người quá mức ti tiện. Hắn đang nghĩ nên giúp đỡ cô Mã thế nào, chợt nghe cô Mã tức giận đến mức run cả người nói, Triệu Binh, anh đừng quản nó, nó là chó không thể không ăn cứt, có tiền thì cầm ra ngoài đánh bài hết, tôi có chết cũng không cần nó quan tâm. Cô Mã, ngài đừng nổi giận, chuyện của Trương Tiêu thì chúng ta chậm rãi nghĩ biện pháp, sẽ có ngày cậu ấy phải sửa đổi. Thẩm thanh nghiêm khẽ vuốt tóc của cô mã rồi nói lời an ủi. Vương tử quân định lên tiếng an ủi hai câu, thế nhưng lúc này triệu binh đã nói, cô mã, chuyện tiền bạc cô không cần phải lo lắng, có câu thế này có lẽ cô đã quên, tiền có thể giải quyết được tất cả, thế nhưng tiền không phải là tất cả, sức khỏe của ngài mới quan trọng. Triệu binh nói rồi lấy ra một sấp tiền lúc này trương tiêu thấy tiền thì cười tâu tuyết cực kỳ vui mừng triệu binh anh đừng cho nó vương tử quân anh cầm số tiền kia đi đóng cho cô mã nhé thẩm thanh nghiêm vừa rót nước cho cô mã vừa phân phó vương tử quân vương tử quân vậy anh đem tiền đi đóng đi triệu binh dùng ánh mắt có chút đề phòng nhìn vương tử quân thế nhưng lại đồng ý cách sắp xếp của thẩm thanh nghiêm tiểu hà đứng ở cửa ra vào thấy thủ trưởng của mình lại biến thành chân chạy việc của người ta hắn định đi vào giúp đỡ thế nhưng vương tử quân khoát tay hắn nhận tiền rồi đi ra ngoài cửa tiểu hà tuyệt đối không để cho vương tử quân hành động một mình khi vương tử quân đi ra thì hắn cũng nhanh chóng đi theo hi hi hai người kia căn bản là rất có ánh mắt trương tiêu nói rồi lại thì thầm tôi thấy cũng đừng nên để cho người kia cầm tiền chữa bệnh của mẹ tôi chạy đi mất trương tiêu anh quay lại cho tôi nếu như anh ấy lấy số tiền kia tôi sẽ bỏ tiền ra trả lại. Thẩm thanh nghiêm dùng ánh mắt hung hăng nhìn Trương Tiêu rồi lớn tiếng nói. Thẩm thanh nghiêm vừa nói xong thì Trương Tiêu đã trả sát tay nói, chị thanh nghiêm, tôi không phải không tin chị, thế nhưng không tin tiểu tử kia. Trương Tiêu, anh ở chỗ này cho tôi, một ngàn đồng cũng không phải chuyện gì lớn. Triệu binh nhìn thoáng qua thẩm thanh nghiêm rồi lên tiếng ra vẻ hào sảng nói trương tiêu tuy là người bất chính nhưng căn bản hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế hắn biết triệu binh bây giờ đang theo đuổi thẩm thanh nghiêm vốn đã ly hôn nếu như hắn nói vài lời tốt cho triệu binh như vậy sẽ càng có được tiền chút tiền như vậy có là gì với anh triệu chứ cô mã ngài có học trò tốt như vậy căn bản là thật sự có phúc một người bệnh cùng phòng với cô mã dùng giọng hâm mộ nói cô mã cười cười thế nhưng lại đưa mắt nhìn con mình Đúng lúc này cửa phòng bệnh bị người ta đá văng, sau đó có người hét lớn, thằng khốn kia ở trong này. Khi âm thanh kia vang lên, bảy tám người đàn ông đi vào trong phòng. Những người này ăn mặc rất lòe loẹt thế nhưng nhìn qua thì thấy ngay không phải hạng người lương thiện gì. Tên đàn ông cao lớn đầu chọc có đeo một sợi dây chuyền vàng rất lớn vừa vào cửa đã giữ lấy Trương Tiêu đang cực kỳ sợ hãi nói, thằng khốn nạn, thiếu tiền còn muốn bỏ chạy sao? Có tin ông chặt chân mày không? Tam ca, em cũng không muốn chạy, em thấy anh đến thế nên. Nên định đi ra đón anh. Trương Tiêu tuy nói năng trơn chu nịnh hót thế nhưng gương mặt lại như xác chết, rõ ràng cực kỳ sợ hãi tên đàn ông đầu chọc kia. À, xem như mày cũng biết quy củ. Người đàn ông đầu chọc nói rồi cười lên ha ha, đám người đi theo cũng cười lớn. Lúc này phòng bệnh khá chật trội. Người nhà của hai bệnh nhân còn lại trong phòng thấy tình huống này thì có chút nổi giận nhưng không dám nói gì hơn dù sao thì đám người kia cũng không phải hạng lương thiện, cũng không ai muốn chọc vào phiền toái. Thằng khốn, vài ngày trước ông nói thế nào, nếu như không có tiền, ông sẽ chặt tay của mày, bây giờ mày còn nhớ không? Tên đàn ông kia giữ lấy cổ áo của Trương Tiêu rồi dùng giọng hung hăng nói. Lúc này vẻ mặt của cô mã rất kích động, những giọt nước mắt không khỏi liên tục chảy xuống. Thẩm thanh nghiêm nhìn thấy vẻ mặt của cô mã, hắn không nhịn được phải lớn tiếng nói các anh không nói gì tốt đẹp sao các anh không thấy nơi này còn người bệnh sao thẩm thanh nghiêm quát tháo làm cho đám đàn ông đang cười ha hả bên kia nhìn về phía bên này tên đàn ông đầu chọc cười hì hì nói cô em dù có hơi lớn tuổi thế nhưng rất có hương vị đấy những tiếng cười không có ý tốt liên tục vang lên chợt nghe có người nói anh triệu em biết rõ anh là người có khẩu vị cao hay là để cô nàng này vui vẻ với anh một chút anh Triệu nói mình có lực lượng phi thường, không bằng cho anh em biết một chút, xem có thật sự là như vậy không. Khi những âm thanh này vang lên thì anh Triệu cười ha hả nói, các chú đúng là, chỉ biết hồ đồ, chúng ta hôm nay làm chuyện chính sự, mà việc chính sự quan trọng hơn. Sau khi xong việc thì anh dẫn các chú đi chơi bời thỏa thích, đảm bảo sẽ cho các chú sướng cả ngày. Anh Triệu nói rồi vung bàn tay đánh lên mặt Trương Tiêu, sau đó dùng giọng có vài phần giữ tợn nói, thằng khốn nạn, khi nào thì nôn tiền ra cho ông đây? Khóe miệng Trương Tiêu chảy xuống một vệt máu, vẻ mặt càng có vài phần sợ hãi. Các anh, các anh muốn làm gì? Các anh đến đây mà đánh tôi này. Cô Mã tuy hận con mình không ra thể thống gì, thế nhưng dù sao đó cũng là con của mình. Lúc này bà cảm thấy rất đau lòng, thế là không khỏi muốn đứng lên khỏi giường. Các anh em cũng không nên nổi giận, có gì chúng ta từ từ thương lượng anh Long từng uống rượu với tôi, chúng ta là người một nhà. Triệu Binh vừa móc thuốc ra vừa cười nói. Tên đàn ông nhìn thoáng qua Triệu Binh rồi tiếp nhận điếu thuốc, lại nói, mày nói như vậy thì có quen biết với Tiểu Long sao? Đã từng cùng dùng cơm, Triệu Binh dùng giọng chú ý nói, Trương Tiêu nợ các ngài bao nhiêu tiền? Cũng không nhiều, chỉ 800 ngàn mà thôi, có phải cậu muốn trả cho nó không? Anh nói cho cậu biết, con người của anh là người chú trọng chữ tín, cậu chỉ cần trả tiền, anh sẽ không nói thêm câu nào, trực tiếp thả con chó này ra. Tên đàn ông đầu chọc tuy nhỏ hơn cả chục tuổi thế nhưng vẫn gọi triệu binh là em. chương 1750, hai chen vào. 800 ngàn sao, triệu binh thầm nghĩ nếu đó là một hai chục ngàn thì vì muốn biểu hiện trước mặt thẩm thanh nghiêm mà sẽ ném ra. Tuy hắn là người có tiền thế nhưng gia sản chỉ có khoảng một triệu mà thôi, hắn mà bỏ ra 800 ngàn thì căn bản cũng không còn gì. Anh Triệu, tôi chỉ nợ anh 100 ngàn, vì sao lại thành ra 800 ngàn? Anh rõ ràng là nói bậy, Trương Tiêu nghe thấy mình đột nhiên nợ 800 ngàn thì lớn tiếng nói. Bốp, anh Triệu lại tát lên mặt Trương Tiêu, hắn dùng giọng hung hăng mắng, mày bị điên rồi sao? Ông cho mày mượn 100 ngàn. Bây giờ tính cả tiền lời là 800 ngàn. Nếu hôm nay mày không nôn ra 800 ngàn, ông lấy đi cánh tay của mày. Trương Tiêu nhìn ánh mắt hung ác của anh Triệu thì không khỏi sợ hãi, hắn cúi đầu, cũng không dám nói lời nào. Triệu Binh há hốc miệng, hắn định lên tiếng thế nhưng không nói nên lời. Tình huống lúc này đã chứng minh dù hắn có quen biết cũng không được gì, mà hắn căn bản không thể ném ra 800 ngàn được. Nếu các anh còn ra tay, tôi sẽ báo cảnh sát. Thẩm thanh nghiêm nhìn đám người đánh Trương Tiêu, nàng không khỏi đau lòng thay cho cô giáo của mình thế là lớn tiếng nói với những người kia báo cảnh sát sao ha 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 cô báo đi tôi xem có ai quản được chuyện của anh em chúng tôi anh triệu dùng ánh mắt hung hăng nhìn thẩm thanh nghiêm có câu chồng nợ vợ trả tuy cô đã già rồi nhưng cũng có thể trả nợ được anh triệu đây không phải là người nhà của tôi chị ta chỉ là học trò cũ của mẹ tôi anh không thể trương tiêu biết rõ đám người này là ai lúc này hắn không khỏi giải thích thay cho thẩm thanh nghiêm anh triệu đá một cái vào bụng trương tiêu sau đó hắn mở miệng mắng ông nói thế nào thì là thế ấy mày nếu còn nói lung tung tao cắt đứt lưỡi bây giờ anh triệu nói rồi kéo cánh tay của thẩm thanh nghiêm lúc này triệu binh chợt lớn gan nói anh anh bạn thanh nghiêm thật sự không phải là cậu em nể mặt chú có quen biết tiểu long mà anh không làm khó chú nhưng chú nên hiểu quy củ của bọn anh kẻ nào đối nghịch với bọn anh đều không có lợi. Anh Triệu vỗ vỗ bàn tay lên mặt Triệu Binh rồi cười hì hì nói, chú muốn chơi với bọn anh sao? Gương mặt Triệu Binh chợt biến đổi liên tục, lúc này anh Triệu nhanh chóng chộp tay về phía thẩm thanh nghiêm, không phải cô em rất lợi hại sao? Đi theo bọn anh một chuyến. Các người, tôi liều mạng với các người. Không biết cô mã lấy đâu ra sức lực mà vọt về phía anh Triệu, thế nhưng còn chưa đi được hai bước thì ngã xuống đất. Trời ơi, tôi đã làm ra tội ác gì thế này? Cô mã khóc giống lên làm cho anh Triệu càng thêm đắc ý. Hắn cúi đầu cười nói, cô giáo à, sao cô không dạy bảo con mình cho tốt? Tôi nói cho cô biết, kiếp sau cô phải dạy con mình cho tốt lên mới được. Anh Triệu nói rồi cười với thẩm thanh nghiêm, chị hai, vừa rồi chúng tôi dọa chị thôi, tôi không có cảm hứng với những người như chị. Anh Triệu nói rồi nhìn đám đàn em của mình, đưa thằng chó này đi, một giờ sau không có 800 ngàn, ông sẽ tự lấy lợi tức. Đám người nơi đây hiểu tên kia muốn tự tay lấy lợi tức là gì, lúc này vẻ mặt Trương Tiêu càng thêm sợ hãi. Các anh đang định làm gì? Vương tử quân giao tiền viện phí xong thì đi về phòng. Lúc này hắn thấy cô mã ngã trên mặt đất, lại thấy đám người muốn kéo Trương Tiêu đi, thế là tức giận hỏi. Ái cha, lại có một thắng thích binh vực kẻ yếu xuất hiện. Thế nào, Mày muốn trả tiền cho nó sao? Tao nói cho mày biết, nó thiếu chúng tao 800 ngàn, không trả tiền thì ông đưa nó đi. Khi Vương Tử Quân lên tiếng thì anh Triệu có chút run rẩy, lúc này hắn nhìn bộ dạng không nể mặt của người kia, thế là gương mặt cực kỳ khó chịu. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Trương Tiêu, hắn trầm giọng nói, dù anh ta có thiếu nợ các anh như thế nào, các anh cũng không được đánh người, đây là các anh vi phạm pháp luật. Vương Tử Quân nói rồi nhìn Trương Tiêu, anh nợ bọn họ tiền gì? Tôi đi đến sòng bạc của bọn họ đánh bài, có thiếu tiền bọn họ. Tuy Trương Tiêu không biết Vương Tử Quân có cho ra tác dụng gì không, thế nhưng lúc này hắn cũng giống như tìm được cây cỏ cứu mạng, không khỏi lớn tiếng nói với Vương Tử Quân. Nợ tiền đánh bạc, Vương Tử Quân nhăn mày rồi trầm giọng nói, tiền đánh bạc không được pháp luật bảo vệ, các anh bỏ anh ấy ra. Ái cha, thằng này nói hay thật nếu như xử lý theo ý của mày anh em chúng tao không phải sẽ ăn không khí mà sống sao mày muốn đập nát nồi cơm của anh em chúng tao sao anh triệu nói rồi vung tay chụp lấy vương tử quân theo thói quen nhưng anh triệu còn chưa kịp động vào người vương tử quân thì tiểu hà bên cạnh đã ra tay tiểu hà bắt được tay của tên kia không khỏi dùng sức một chút anh triệu chợt cảm thấy bàn tay cực kỳ đau nhức á à, dám đánh anh triệu anh em đánh chết nó đi tuy phòng bệnh rất hẹp nhưng ba tên đi theo anh triệu vẫn hùng hổ lao về phía tiểu hà nhưng đám người kia căn bản là quá kém cỏi với tiểu hà lúc này tiểu hà chỉ việc đá vài ba cái đám người kia đã ngã quỵ xuống đất dám đánh người của tao ông đánh chết mày anh triệu thừa dịp tiểu hà đang đánh nhau với đám đàn em của mình mà nhanh chóng rút một con dao nhỏ trong ngực ra hắn hét lên anh triệu hét lên rồi vọt về phía tiểu hà Thế nhưng hắn còn chưa kịp tiếp cận đã bị Tiểu Hà cướp lấy con dao trong tay. Khi hắn còn đang vùng vẫy thì chợt thấy có thứ gì đó rất cứng đội lên bên hông. Đứng im, anh Triệu nhìn gương mặt lạnh như băng của Tiểu Hà, hắn không khỏi đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con, cảm thấy thứ gì đó cứng rắn đội ở bên hông, hắn thật sự không dám lộn xộn. Nếu như hắn không chú ý, chỉ sợ sẽ bị đối phương xử lý. Dừng tay lại, anh triệu khoát tay với người của mình rồi mở miệng cầu xin tha thứ đại ca chúng tôi có mắt không thấy núi thái sơn mọi người cũng là vì miếng ăn bây giờ mong anh bỏ qua cho sau này em đây sẽ không dám gây phiền đến anh tiểu hà không lên tiếng mà chỉ nhìn về phía vương tử quân vương tử quân nào có thời gian với đám người kia hắn khoát tay áo nói cho bọn họ đi đừng để bọn họ làm ảnh hưởng đến bầu không khí yên tĩnh của bệnh viện Tiểu Hà cũng không dám phản đối chỉ thị của Vương Tử Quân, hắn dùng giọng lạnh lùng nói với anh Triệu, cút đi. Chỉ nửa phút sau thì đám lưu manh đã chạy đi mất dạng, Trương Tiêu dùng giấy vệ sinh lau mặt rồi dùng giọng nịnh nọt nói với Vương Tử Quân, anh Vương, sao trước kia tôi chưa từng gặp mặt anh nhỉ? Vương Tử Quân không quan tâm đến Trương Tiêu, khi hắn chuẩn bị nhìn xem cô mã thế nào, lúc này Thẩm Thanh Nghiêm chợt nói, "Vương Tử Quân, anh nên nhanh chóng bỏ đi mau." Đám người kia rất hung hăng, tôi cảm thấy bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Chương 1751 Một an phận là khoe khoang. Vương tử quân nhìn bộ dạng quan tâm của người bạn học cũ, hắn chuẩn bị lên tiếng thì một nữ y tá trẻ tuổi đi đến nói, "Bệnh nhân giường 54, các người chuẩn bị thu dọn đi, chút nữa xuất viện." Nữ y tá kia nói xong thì đám Vương tử quân chợt ngây ngẩn. Cô má bị bệnh gì? đám người nơi đây đều hiểu rõ bây giờ một ngày không thể không chữa trị sao lại có thể xuất viện y tá có phải lầm lẫn gì không cô mã còn đang điều trị sao có thể xuất viện được thẩm thanh nghiêm nhìn thoáng qua viên y tá rồi trầm giọng nói nữ y tá nhếch miệng nói điều này tôi không biết bác sĩ để tôi đến thông báo tôi đã thông báo cho các người trong thời gian nửa giờ thì các người phải rời khỏi nơi này vì bệnh viện không phải là nơi để đánh nhau. Y tá nói những lời này căn bản là lý do để đuổi người, thẩm thanh nghiêm cũng không biết nói gì hơn, trương tiêu bên kia lại đứng lên nói, mẹ tôi còn chưa chữa trị xong, chúng tôi không thể xuất viện. Đây không phải là do ý các người, đây là quy định của bệnh viện, nếu các người không chịu dọn dẹp rời đi, lát nữa sẽ có bảo vệ đến đưa đi. Nữ y tá kia nói xong thì xoay người rời đi. Triệu binh vừa rồi rất mất mặt với Thẩm Thanh Nhiêm, hắn thấy có cơ hội thì lấy điện thoại di động ra nói: Thanh Nhiêm, em không nên gấp gáp, để anh gọi điện thoại cho chủ nhiệm của bọn họ hỏi xem thế nào. Triệu binh nói xong thì bấm máy. Trương Tiêu và Thẩm Thanh Nhiêm càng dùng ánh mắt thực dụng nhìn Triệu binh. Anh Trình là tôi, Triệu binh đây là Triệu binh của công ty hàng không. À, cô giáo của tôi đang ở trong bệnh viện, lúc này có chút phiền toái y tá yêu cầu chúng tôi phải xuất viện, bệnh viện là nơi cứu người, ngài nghĩ mà xem, làm sao bọn họ lại có thể. Cái gì, đây là quyết định của giám đốc bệnh viện sao? Ngài cũng không biết à, vụ việc này có thể dàn xếp được không? Chúng tôi sẽ bỏ thêm tiền. Nhưng đầu đây bên kia không trả lời triệu binh, không chờ triệu binh nói xong thì cúp điện thoại. Triệu Binh nhìn điện thoại bị người ta cúp máy mà nhìn dùng ánh mắt xấu hổ nhìn Thẩm Thanh Nghiêm và Trương Tiêu rồi nói, đây là quyết định của giám đốc bệnh viện, điều này. Vậy thì làm sao bây giờ? Sức khỏe của cô Mã cũng không thể nào chịu đựng được tình huống này. Thẩm Thanh Nghiêm cũng không còn cách nào khác, nàng chỉ là nhân viên công tác bình thường, nàng căn bản không có người quen trong bệnh viện. Tôi sẽ suy nghĩ biện pháp. Vương Tử Quân mặc dù rời khỏi Giang Thị từ khá lâu, Thế nhưng hắn tin tưởng mình muốn giải quyết chuyện này thì không phải là vấn đề. Thẩm Thanh Nghiêm nhìn vẻ mặt trầm ổn của Vương Tử Quân, hắn chợt sinh ra những hương vị khác thường. Trương Tiêu lúc này cực kỳ nghi hoặc và sợ hãi với Vương Tử Quân, dù sao thì hắn cũng hiểu rõ về nhóm người của anh Triệu, thế nhưng những người kia lại bị người này dọa cho bỏ chạy, đây tuyệt đối không phải là người có thể dễ đắc tội. Dương 45, mời xuất viện khi âm thanh này vang lên thì có vài người đàn ông mặc áo khoác trắng đi đến. Thế nhưng đám người này vừa vào phòng thì hầu như đều phóng về phía Tiểu Hà. Tiểu Hà là người được mặc Tiểu Bắc chọn lựa đặc biệt cho Vương Tử Quân, tất nhiên thân thủ căn bản là người thường khó thể so sánh được. Khi đám người kia xông lên, hắn cũng không lùi mà phóng lên, cơ thể giống như một con báo đi săn mồi. Chỉ sau giây lát thì Tiểu Hà tách ra khỏi đám người kia, Vài người đàn ông mặc áo trắng hầu như đều bị hắn đánh ngã lăn xuống đất. "Không được nhúc nhích, chúng tôi là cảnh sát, ai còn cử động thì chúng tôi sẽ nổ súng." Khi âm thanh này vang lên thì có vài chục tên cảnh sát mặc đồng phục vọt đến. Tình huống này làm cho bầu không khí trong phòng vốn đã cực kỳ đè nén càng thêm áp chế, Tiểu Hà nhìn đám người mặc đồng phục cảnh sát mà không khỏi đưa mắt nhìn sang Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không ngờ lại có nhiều cảnh sát xuất hiện như vậy. Hắn khoát tay áo với Tiểu Hà. Tiểu Hà nhìn thoáng qua viên cảnh sát đi đầu rồi trầm giọng nói, "Tôi là nhân viên công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Mật Đông, các anh muốn làm gì?" "Anh còn dám giả mạo nhân viên công tác của chính quyền. Anh nên biết chúng tôi vì sao tìm đến anh, anh giơ tay lên, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí." Tên cảnh sát trung niên dù nói rất thoải mái nhưng gương mặt cực kỳ căng thẳng. Tiểu Hà có chút do so dự khi hắn chuẩn bị lên tiếng thì chợt nghe có người nói, "Đầu thú sẽ nhận được khoan hồng, các anh đã bị." "Tiểu Hà, sao lại là anh?" Khi âm thanh kia vang lên thì Vương Tử Quân không khỏi nhìn sang, chợt thấy một tên cảnh sát hơn 30 tuổi đi vào, nhìn thái độ của đám người chung quanh với người này, có thể thấy đây là một vị lãnh đạo. Tiểu Hà nhìn người kia rồi cười nói, "Sao không thể là tôi, anh Lý chuyển nghề khi nào vậy?" "Tôi chuyển nghề cuối năm ngoái." anh không chuyển nghề sao? Bây giờ công tác thế nào? Ngày hôm qua tôi còn liên lạc với nhị đàn, anh ấy đang làm công tác huấn luyện ở sa mạc. Người đàn ông kia đi đến bên cạnh Tiểu Hà rồi dùng giọng thân mật nói. Tiểu Hà bây giờ không thể nói rõ thân phận của mình, nhưng hắn không thể làm cho vương tử quân rơi vào tình huống nguy hiểm. Thế là nhanh chóng nói tôi bây giờ làm thư ký cho chủ tịch vương ở Mật Đông. Anh Lý bên kia có chút sững sốt, sau đó nhanh chóng có phản ứng. Bọn họ là những người bạn tốt của nhau, thế nên bây giờ anh Lý nhanh chóng cực kỳ vui vẻ vì công tác của Tiểu Hà. Hắn vỗ vỗ lên vai Tiểu Hà rồi nói cậu đúng là tìm được một công tác tốt. Anh Lý nói xong những lời này thì nhìn khắp phòng bệnh, Tiểu Hà trầm ngâm dây lát rồi nói chúng ta ra ngoài trò chuyện một chút. Hai phút sau tất cả mọi người đều đã bỏ đi, Tiểu Hà và viên cảnh sát đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, viên cảnh sát lên tiếng, thật xin lỗi thủ trưởng, chúng tôi công tác không cẩn thận nên để xảy ra vấn đề. Chủ tịch Vương, bọn họ nhận được thông báo, nói là tôi có súng. Tiểu Hà đi đến bên cạnh Vương Tử Quân giỏi khẽ nói. Vương Tử Quân cười cười, hắn bắt tay viên cảnh sát họ lý rồi nói, các anh không làm gì sai, hơn nữa còn có công, điều này nói rõ các anh có thái độ công tác rất nghiêm túc cẩn mật. Viên cảnh sát họ lý không khỏi thở dài một hơi, tuy Tiểu Hà đã nói là không có việc gì, thế nhưng hắn nghĩ đến tình cảnh vừa rồi mà không khỏi không sợ hãi dù sao thì thân phận của vương tử quân cũng bày biện ra quá rõ ràng sự việc đã qua viên cảnh sát họ lý biết mình không nên tiếp tục ở lại chỗ này vì vậy nhanh chóng cáo tử rời đi lúc này ánh mắt đám người triệu binh và thẩm thanh nghiêm nhìn về vương tử quân càng thêm khác thường vương tử quân bây giờ anh là thẩm thanh nghiêm vừa nói được một nửa thì có vài người mặc áo blue trắng đi đến những người này đi đến không khỏi làm cho Tiểu Hà có chút đề phòng, vì tình huống vừa rồi làm cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Trường 1751 Hai An Phận là khoe khoang Vị nào là Vương Tiên Sinh, tôi là Phó Giám Đốc Trần hữu Danh của Bệnh viện Ung Bứu Giang Thị. Vừa rồi Giám Đốc Phùng có gọi điện thoại đến, nếu là người nhà của ngài thì mọi chuyện đều không có vấn đề. Một người đàn ông trung niên đeo kính hơn 40 tuổi cười tủm tỉm nói. Vương Tử Quân cười cười nói, chào giám đốc Trần, tôi họ Vương, cô giáo của tôi đang chữa bệnh ở đây, kính mong giám đốc Trần quan tâm giúp đỡ nhiều hơn. Tất nhiên là như vậy rồi, thế này đi, chúng tôi làm công tác kiểm tra cho cô giáo mã cái đã. Viên giám đốc Trần vừa nói vừa khua tay với đám người sau lưng, các anh nhanh chóng hội chuẩn, dùng tốc độ nhanh nhất cho ra kết quả cho tôi. Những người đàn ông đi theo giám đốc Trần nhanh chóng lên tiếng, sau đó bắt đầu chuẩn bị vương tử quân nhìn bộ dạng chăm chú của giám đốc trần thì cười nói như vậy làm phiền giám đốc trần rồi không có gì cả như thế nào là làm phiền ngài là bạn của giám đốc phùng căn bản là bạn của tôi giám đốc trần tuy không biết người đàn ông có gương mặt bình thản kia có thân phận là gì thế nhưng căn cứ vào thái độ của giám đốc phùng hắn biết đây là người quan trọng thế nên lời nói rất khách khí vương tử quân cười rồi nói chuyện với giám đốc trần khi hắn mới nói được hai câu thì có người nhanh chóng đi đến nói lãnh đạo ngài quay về khi nào vậy vương tử quân căn bản chỉ gặp mặt giám đốc phùng hai lần thực tế cũng không có liên lạc gì thế nhưng thân phận của vương tử quân không khỏi làm cho người này đối đãi như gặp lãnh đạo thượng cấp của mình vương tử quân nhìn gương mặt tươi cười của giám đốc phùng rồi nói cô giáo của tôi phải nằm viện xem như làm phiền giám đốc phùng không có vấn đề gì chuyện của ngài là chuyện của tôi tôi nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng. Vương tử quân bắt tay giám đốc Phùng, sau đó hắn nhìn một nhóm người vây quanh phòng bệnh, hắn cười nói, giám đốc Phùng, tôi đã có hẹn với người khác, lần sau chúng ta tiếp tục trò chuyện. Vương tử quân tiếp tục trò chuyện vài câu với cô mã rồi rời khỏi phòng bệnh. Triệu binh nhìn vương tử quân rời đi, hắn càng cảm thấy người bạn của mình không đơn giản. Hắn rất muốn nói hai câu với vương tử quân, thế nhưng lúc này người bên cạnh vương tử quân quá đông hắn không chen vào được anh bạn cho tôi hỏi người bạn của tôi bây giờ đang làm gì vậy triệu binh căn bản là người giỏi luồn cúi hắn thấy không chen được đến bên cạnh vương tử quân thế là khẽ hỏi thư ký của giám đốc phùng viên thư ký kia vốn không quan tâm đến triệu binh thế nhưng sau khi nghe nói đây là bạn học cũ của vương tử quân hắn không khỏi nở nụ cười nói anh bạn anh có biết tên của bạn học của mình không là Vương Tử Quân. Nếu anh đã biết tên của anh ấy, sao anh không kiểm tra xem, đó là một cái tên cực kỳ bắt mắt. Viên thư ký nói rồi vỗ vỗ bàn tay của Triệu Binh. Sau khi Vương Tử Quân rời đi thì cô mã chuyển sang phòng bệnh khác. Sau khi Triệu Binh hỏi thăm rõ ràng về cái tên của Vương Tử Quân, hắn căn bản là chết điếm người. Triệu Binh lúc này chợt cảm thấy mình căn bản không nắm bắt được nhiều thông tin. Người kia bây giờ là lãnh đạo cấp cao như vậy, thế mà không nói giúp mình vài câu. Trương Tiêu đi vào phòng bệnh mới của mẹ rồi lầm bầm nói. Thanh Nghiêm, em có số điện thoại của những người bạn học năm xưa không? Anh chuẩn bị mời mọi người họp mặt một lần. Chúng ta đã 30 năm rồi chưa gặp mặt nhau, cũng nên tụ hội một chút. Triệu binh lúc này căn bản không còn quan tâm đến Trương Tiêu, hắn đã có ý nghĩ của mình, thế là không khỏi nói với Thẩm Thanh Nghiêm. Thẩm Thanh Nghiêm ừ một tiếng nhưng ánh mắt lại nhìn qua cửa sổ lúc này ánh mắt nàng có vài phần mê ly, đã nhiều năm qua đi, vật đã đổi sao đã rời, người và vật năm xưa đã không còn nữa. Vương tử quân lên xe mà không nói gì, tiểu hà tuy có chuyện muốn nói với vương tử quân, thế nhưng khi nhìn gương mặt căng cứng của vương tử quân, hắn căn bản phải nuốt lời vào bụng. Tiểu hà, chiến hữu của cậu nói thế nào? Sau khi xuống xe thì vương tử quân chợt quay đầu hỏi tiểu hà. Tiểu Hà đang không biết nên nói thế nào, bây giờ nghe vương tử quân hỏi thì không khỏi có chút sững sốt. Nhưng hắn là người có ánh mắt, hắn nhanh chóng trầm giọng nói, anh Lý nói cho tôi biết sau lưng những người kia là một ông chủ họ trình, người này không thể đắc tội được. Họ trình sao? Vương tử quân căn bản không nhớ ra ở Giang thì có người họ trình nào như vậy, hắn không khỏi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tiểu Hà. Tiểu Hà do dự dây lát rồi cắn răng nói, nghe nói họ trình kia là thân thích của vương gia vương ra nào? Vương tử quân hỏi vấn đề này xong thì chợt trầm mặc nhị thẩm của mình không phải là họ trình sao? Trong đầu vương tử quân lóe lên vài ý nghĩ, hắn không khỏi xài bước về phía trước. Tiểu Hà đi theo sau lưng không khỏi có chút ảo não, thầm nghĩ mình nên tìm lý do gì qua loa tắc trách là được, cần gì phải tạo ra bầu không khí không thoải mái như vậy. Tiểu Hà đi theo sau lưng của vương tử quân, hắn cảm thấy bước tiến của chủ tịch vương lúc này giống như lớn hơn dĩ vãng. Giữa trưa trong nhà Vương giải phóng căn bản rất bận rộn, không những nhị thẩm tự mình xuống bếp, hơn nữa còn thuê một vị đầu bếp từ trong một khách sạn nổi tiếng, cố gắng làm tốt bữa tiệc trong nhà mình. "Bác Hai, đầu bếp được mời đến là người nổi tiếng nấu ăn ngon, ngài cần gì phải tự mình ra tay." Một cô gái hơn 20 tuổi mặc áo lông màu hồng cực kỳ xinh đẹp dùng giọng nũng nịu nói với bác Hai của mình. "Bác Hai vừa làm cá vừa cười nói, nhà đầu này ý của cháu là trình độ nấu nướng của bác không tốt sao? Không phải, bác hai, ngày còn chưa làm xong mà cháu đã chảy nước miếng rồi. Không phải cháu sợ bác vất vả sao? Cô gái duỗi bàn tay trắng nón gãi gãi lên cánh tay của bác hai, cố gắng dùng giọng làm nũng nói. Bác hai khẽ vỗ vỗ lên vai cô gái đang nhào vào lòng mình nói, cháu đúng là, lớn thế rồi mà còn không biết nặng nhẹ, bộ dạng thế này sao có thể gả ra ngoài được, nếu không gả được thì cháu sẽ đi theo bác hai. Cô gái kia càng nói càng ôm lấy bác hai của mình rồi dùng giọng ngây thơ nói. Bác hai rất thích cô cháu gái bên nhà mình, thế là không khỏi dùng tay vân về mũi cô gái rồi nói, cháu đúng là, đừng suy nghĩ miên man nữa, nếu như cháu cứ mãi đi theo bác như vậy, mẹ cháu không liều mạng với bác sao? Đúng rồi, bác thấy chàng trai mà dì Trần của cháu giới thiệu lần trước căn bản là rất tốt, sao cháu không liên lạc với người ta, bác nghe nói người ta cũng chấm cháu rồi. Cô gái kia nghe thấy sự việc chuyển lên người mình thì không khỏi dùng giọng ngây thơ nói, anh ấy vừa ý cháu, thế nhưng cháu không hài lòng với anh ấy, vì anh ấy giống như một người đầu gỗ, căn bản không có chút sức lực nào. chương 1752, Phẩm vị quyết định địa vị Trình Di, nghe bác nói này, cháu tìm đối tượng cũng không phải tìm đồ chơi, cháu cần phải tìm người sống chứ không phải tìm người cứ suốt ngày ẩm ý với mình. Cháu không thích người ta thì không có vấn đề, thế nhưng cháu nên nhớ kỹ, căn bản không nên tìm những kẻ không thành thật. Nhà đầu mốc à, cuối cùng cháu cũng là người có hại mà thôi." Bác Hai dùng giọng nghiêm túc nói với cháu gái của mình. Trình Di thấy bác của mình tỏ ra như vậy thì không khỏi thành thật hơn, nàng khôn khéo rót nước cho bác của mình, sau đó khẽ nói: "Bác Hai, cháu biết rõ bác muốn tốt cho cháu, mà bác cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ tìm một đối tượng làm cho bác thỏa mãn." như vậy mới được bác hai thấy cháu gái nói theo ý của mình thế là không khỏi nở nụ cười được rồi cháu ra xem bên ngoài sắp xếp ra sao rồi bây giờ bác bắt đầu làm cá cháu cũng đừng cho thêm dầu nữa bác hai nhìn đồng hồ rồi khẽ nói với trình di trình di tuy rất muốn rời đi thế nhưng nàng lại cực kỳ muốn biểu hiện sự hiếu thuận của mình thế nên nàng nói bác hai không bằng ngài nói ra phương pháp nấu nướng của mình cho cháu biết Cháu sẽ yêu cầu đầu bếp làm theo phương thức của bác, mà bác cũng nên tin tưởng vào trình độ của đầu bếp, thật sự rất mạnh mẽ. Được rồi, cháu cũng đừng ở đây quấy rối bác nữa, hôm nay là tiệc gia đình, bác trai của cháu cố ý dặn dò bác. Anh ấy nói Từ Quân thích món cá, bác không thể không nể mặt bác trai của cháu được. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến tương lai phát triển của chú. Bác hai vỗ vỗ lên mặt Trình Di rồi trầm giọng nói, Trình Di nhìn gương mặt chăm chú của bác hai mà không khỏi thầm cảm khái. Nàng luôn là người ở bên cạnh bác, đã nhiều lần thấy được sự uy phong của bác, rất nhiều người nàng cảm thấy cực kỳ tài giỏi thế nhưng đều phải ôn hòa nhã nhận trước mặt bác. Bây giờ bác hai lại vì một người năm xưa nói qua một câu thích ăn món cá mà phải bỏ công ra chuẩn bị nửa ngày chơi. Thế nhưng khi nghĩ đến vị trí của người đàn ông kia thì Trình Di cảm thấy nó rất bình thường trong mắt mình thì bác hai là một đại nhân vật thế nhưng bây giờ địa vị của người kia căn bản đã vượt qua bác trai nhà mình tuy bác trai chỉ kém người kia một bậc thế nhưng một bậc như vậy có nhiều người bỏ nhiều thời gian nhưng không thể qua được gần đây bác trai vì muốn bước qua bậc thang kia mà căn bản đã tổn hao rất nhiều tâm tư nếu như mình có thể làm vợ người đàn ông như vậy thật sự là được rồi cháu đừng ở đây cười ngây ngô nữa mau đi ra ngoài thu dọn một chút Bác Hai không biết tâm tư của Trình Di đã chạy đi đến nơi nào. Nàng nhìn về phía đứa cháu của mình rồi trầm giọng nói. Trình Di cho rằng Bác Hai biết được suy nghĩ của mình, thế là không khỏi đỏ mặt chạy nhanh ra ngoài. Trình Di biết rõ cách sắp đặt của Bác Hai nhà mình, nàng cầm khăn lau đi một vài vết bẩn mà chỉ nhìn kỹ mới thấy được, sau đó mới thở dài một hơi. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột một vang lên. Trình Di nhìn thoáng qua chiếc điện thoại màu xanh trong nhà sau đó mới đi đến. Sau khi alo một tiếng, nàng chợt nghe đầu dây bên kia có người nói, tôi là Vương Giải Phóng, có ai ở nhà vậy? Bác, cháu là Trình Di, bác hai đang làm món cá, cháu đến nghe điện thoại cho bác. Trình Di trước nay luôn kính sợ người bác trai uy nghiêm của mình, lúc này nghe thấy âm thanh của Vương Giải Phóng thì vội vàng giải thích. À, bác gái của cháu đang bận thì cũng đừng nên quấy giày, trong nhà chuẩn bị thế nào rồi? Vương giải phóng trầm ngâm dây lát rồi hỏi Trình Di. Trình Di lên tiếng, bác, đã chuẩn bị xong tất cả, chờ bác nấu món cá xong là có thể dùng cơm. Vậy thì tốt, cháu cũng vất vả rồi. Đúng rồi, nói cho bác gái của cháu biết, buổi trưa hôm nay uống loại rượu trong phòng làm việc của bác. Trình Di đặt điện thoại xuống rồi thở dài một hơi, nàng thầm nghĩ chú của mình trước nay làm việc luôn mạnh mẽ và khí thế, thế nhưng hôm nay lại cực kỳ trịnh trọng chỉ vì một bữa cơm chuyện lãng mạn nhất đối với em chính là sống bên anh đến già. Một nhịp điệu duyên dáng vang lên, âm thanh này làm cho Trình Di chợt kinh hoàng. sau đó nàng lấy từ trong túi của mình ra một chiếc điện thoại màu hồng. Nàng nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, sau đó khẽ nói, anh, có chuyện gì vậy? À, em, em đang ở đâu vậy? Bên kia vang lên giọng nói dồn dập của anh trai Trình Di. Trước nay Trình Di rất bực bội với người anh hay trêu đùa mình, bây giờ nàng nghe thấy anh mình ăn nói lắp bắp thì có chút chướng mắt thế là dùng giọng mất kiên nhẫn nói em đang ở nhà bác hai chuẩn bị bữa cơm hôm nay nhà bác hai có khách quý à anh cũng không có chuyện gì lớn chỉ muốn hỏi em một câu người bên kia giống như chỉ sợ trình di cúp máy hắn vội vàng nói có phải anh họ của tử hoa đã về giang thị rồi không anh nói đến ai à anh nói đến vương tử quân sao hôm nay nhà bác mở tiệc gia đình cũng là vì muốn chiêu đãi vương tử quân trình di nói rồi không cho anh mình cơ hội tiếp tục anh bác gọi em em đi đây trình di nói rồi cắt điện thoại trong lòng có vài phần bực bội với anh của mình thầm nghĩ anh cũng không cầm gương soi mặt mình để nhìn rõ có hình dạng gì những nhân vật như vương tử quân có thể trêu chọc được sao khi trình di đang giúp bác của mình làm món cá vương giải phóng gần đây căn bản cực kỳ bận rộn ít khi nào về nhà vào buổi trưa đã xuất hiện khi vương giải phóng quay về thì còn có cả vương tử hoa thế nhưng lúc này gương mặt vương tử hoa cực kỳ căng cứng sau khi vương giải phóng đi vào trong phòng thì trình di mới dùng giọng chú ý hỏi vương tử hoa anh bác thế nào vậy còn thế nào nữa là anh không làm tốt công tác với anh của mình vương tử hoa cũng rất yêu mến em gái của mình hắn khoát tay áo nói những chuyện này em cũng không cần quan tâm em nên đi đến phòng bếp xem thế nào đi trình di mở miệng đồng ý thế nhưng hai chân cũng không di chuyển nàng khẽ hỏi anh em nghe bác gái nói bác trai sắp có điều động còn anh khi nào thì được tiến lên em cũng muốn hưởng thụ huy phong của một người em của chủ tịch thành phố được rồi em cũng đừng nên nói bậy bạ nữa anh cũng rất muốn thế nhưng em cảm thấy anh tiến lên là dễ dàng sao anh còn chưa đủ lý lịch dù có muốn cũng phải chờ vương tử hoa thở dài một hơi rồi dùng giọng tự chế diễu nói anh họ của anh cũng không phải có lý lịch quá sâu em nhớ khi anh của anh làm bí thư thị ủy khi đó còn nhỏ hơn anh bây giờ ba tuổi trình di nhếch miệng giống như muốn tranh cãi vương tử hoa nghe lời nói của em mà không khỏi thở dài thế nhưng kinh nghiệm công tác những năm qua làm cho hắn không còn là thanh niên lỗ máng hắn căn bản đã biết trời cao đất rộng là thế nào Lúc này hắn cười cười nói, có những người chúng ta không thể học theo được, ví dụ như là anh của anh, người khác căn bản muốn học theo cũng không được. Đi thôi, tử quân đã đến rồi, chúng ta ra đón cậu ấy. Vương giải phóng không biết đã xuất hiện trên bậc cầu thang từ khi nào, lão không khỏi trầm giọng nói. Trình Di đi theo sau lưng bác hai của mình, nàng nhìn vài người đi ra ngoài sân mà không khỏi sinh ra cảm giác giống như đi tiếp giá, Chương 1753, một vào dòng nước xiết không tiến thì lùi. Tử Quân, đây là món cá nấu cay mà cháu thích ăn nhất, thím hai biết cháu sẽ đến nhà dùng cơm, thế nên dùng cả buổi sáng tranh thủ nấu nướng đấy. Vương Giải phóng chỉ vào món cá giữa bàn rồi cười tủm tỉm nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đối mặt với sự tiếp đái thịnh tình của Vương Giải phóng mà có chút thất lạc. Hắn biết rõ dựa theo địa vị của mình hiện tại, trong mắt nhị thúc thì một đứa cháu như mình căn bản là khách quý. Tử quân, ông tuy mất sớm nhưng chú tin tưởng với địa vị của cháu ngày hôm nay, ông nhất định sẽ mỉm cười nơi chín suối. Vương giải phóng uống một ngụm rượu mà hai mắt có hơi lè lẹt, bây giờ ở tỉnh Chiết Giang có nhiều người cho rằng cháu là người tương lai vô hạn. Vương tử quân không nói gì, hắn cúi đầu ăn, lúc này mới lên tiếng, hy vọng lớn nhất của ông nội chính là người nhà luôn được bình an. Đúng, Bình an là hạnh phúc, cả nhà chúng ta cùng cạn ly. Vương giải phóng nâng ly rượu lên nói với mọi người trên bàn cơm. Trình Di lúc này nâng ly mà gương mặt có hơi đỏ bừng. Lúc này nàng có chút kích động, người nhà dùng cơm như vậy căn bản rất ấm áp. Tuy lúc này người lên tiếng chủ yếu trên bàn cơm chính là bác trai của Trình Di, thế nhưng lực chú ý của Trình Di chủ yếu đặt lên người đàn ông gần 40 tuổi là Vương Tử Quân. Địa vị của người này quá cao, hơn nữa lại quá trẻ tuổi điều này làm cho nàng cực kỳ giật mình đối mặt với người này làm cho nàng sinh ra cảm giác tiến lùi mất tự nhiên người này ăn nói rất nho nhã lễ độ sau khi bác trai giới thiệu thì còn gật đầu cười gọi mình là em giọng điệu và cách xưng hô của vương tử quân không khỏi làm cho trình di cảm thấy đáy lòng mình mềm nhũn trình di rất muốn nói vài lời với người anh này thế nhưng đáng tiếc chính mình bình thường là người nhanh mồm nhanh miệng nhưng bây giờ lại sinh ra cảm giác như lưỡi mọc kén muốn nói gì cũng không dám vì tiện mở miệng chỉ sợ người ta sẽ xem thường mình may mà người kia cũng không ngại cách ăn nói lắp bắp của mình hơn nữa chỉ cần mình lên tiếng thì tỏ ra chú ý lắng nghe nếu như là người bình thường tỏ ra như vậy thì trình di nhất định sẽ cho rằng người ta có ý với mình nhưng người đàn ông này lại làm cho nàng không dám sinh ra ý nghĩ lỗ máng trong cảm giác của trình di thì người đàn ông này căn bản là ánh trăng trên bầu trời chính mình căn bản chỉ là một ngôi sao nhỏ xíu mà thôi vương tử quân căn bản không biết ý nghĩ của cô em trình di tất cả tinh lực của hắn đều đặt lên người chú và thím vì bàn cơm lần này mà thím nhất định là bỏ ra nhiều công sức hắn căn bản cảm kích sự tiếp đãi tận tâm của gia đình chú mình sau khi dùng cơm xong thì vương giải phóng cười nói với vương tử quân tử quân chú có được loại trà khá ngon Cháu là cao thủ thưởng thức trà, chú cũng muốn chiêu đãi cháu một chút." Vương Tử Quân biết rõ Vương Giải Phóng mời mình uống trà là giả, chủ yếu là muốn nói chuyện. Chính mình cũng có chuyện cần nói với Vương Giải Phóng, thế là hắn thuận thế đứng lên nói, "Tốt quá, cháu cũng muốn thưởng thức trà ngon của chú." Vương Tử Quân đã không ít lần đến phòng làm việc của Vương Giải Phóng, lần này hắn đến thì bên trong cũng không có sắp xếp gì khác, chỉ là trong phòng có thêm một bức tranh thư pháp. Vương Tử Quân cảm thấy đó cũng không phải là bút tích của nhà thư pháp danh tiếng, thế nhưng nội dung của nó lại làm cho người ta không khỏi sinh ra nhiều cảm nghĩ, đó là bốn chữ Long Bàng Hổ Cứ. Bốn chữ kia cực kỳ cứng cáp có lực, tuy không phải là của danh gia thế nhưng cũng xem như có công lực. Tử Quân, đây là bức thư pháp mà anh chịu cho chú, anh ấy biết chú là người thích thư pháp, hai ngày trước đã viết bộ chữ này cho chú. Chú thấy nó khá đẹp nên treo trong phòng. Vương Giải phóng thấy Vương Tử Quân nhìn bức thư pháp trong phòng của mình, thế là không khỏi có vài phần toan tính. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào. Vương Giải phóng thì lấy dụng cụ pha trà ra, lúc này Vương Tử Quân vội vàng nói, "Nhị thúc, để đó cho cháu." Vương Giải phóng nhìn bộ dạng kiên trì của Vương Tử Quân, lão cũng đành phải đưa dụng cụ pha trà cho hắn. Sau khi Vương Tử Quân pha trà xong, Vương Giải phóng cũng không khỏi tìm chuyện nói nghe tử hoa nói cháu đi đến thăm cô giáo của mình phải không chị ấy bị bệnh gì vậy vương tử quân buông ly trà rồi trầm giọng nói cô của cháu bị ung thư ôi vương giải phóng thở dài rồi lập tức nói chuyện chữa bệnh thì chúng ta không giúp được thế nhưng có thể giúp được những chuyện nhỏ nhặt khác cô giáo của cháu ở bệnh viện nào nếu như cháu không thích hợp chào hỏi chú sẽ ra mặt cho vương tử quân nhìn thoáng qua vương giải phóng rồi nói cảm ơn chú khi cháu đến đã bắt chuyện rồi. À, vậy thì tốt, khi nào chú có thời gian thì cũng đi qua xem. Vương Giải Phóng nói rồi nhận lấy ly trà từ trên tay Vương Tử Quân. Hai người tiếp tục trò chuyện liên quan đến gia đình, bầu không khí càng thêm hòa hợp. Vương Giải Phóng cảm thấy đã đến thời điểm phù hợp, thế là đặt ly trà xuống nói, "Tử Quân, cháu có nghe đến Phương Diện bổ nhiệm bí thư trình chưa?" Vương Tử Quân biết rõ bí thư trình trong miệng Vương Giải Phóng chính là phó bí thư tỉnh ủy Chiết Giang. Hắn biết vị phó bí thư này sắp được điều động đến cương vị trọng yếu khác, thế là cười nói, điều này cháu biết rõ. Hai ngày trước hai vị lãnh đạo tỉnh ủy có đến tìm chú trò chuyện, hy vọng chú có thể tiếp nhận trọng trách của bí thư trình. Vẻ mặt vương giải phóng càng thêm thoải mái tự nhiên. Lúc này tâm tư của vương tử quân liên tục thay đổi, trước khi đến hắn còn nghĩ xem nên bàn với vương giải phóng thế nào, bây giờ nghe lời nói của vương giải phóng, rõ ràng là muốn tiến lên. Vương tử quân cũng không bất ngờ với suy nghĩ này của vương giải phóng, dù sao thì trong quan trường cũng không có mấy người không có ý nghĩ tiến lên. Vương giải phóng hầu như chiếm tất cả thiên thời địa lợi ở Chiết Giang, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thế nhưng mình lần này đến cũng là vì bàn về chuyện này. Vương tử quân biết rõ vương giải phóng nói hai vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy nói vài lời giúp đỡ, đây căn bản chỉ là một loại lý do, nếu như các vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh Chiết Giang thật sự giúp đỡ vương giải phóng, như vậy tin đồn về phong cách công tác quá bá đạo của vương giải phóng cũng không lan truyền rộng rãi như vậy. Mặc dù Vương Tử Quân chỉ nghe qua một vài tin tức đánh giá về vương giải phóng, thế nhưng dù sao đó cũng là tin tức lan truyền trên giới lãnh đạo cao tầng. Những tin tức kia chưa hẳn là thật, thế nhưng độ tin cậy của nó cũng là tương đối cao chương 1753, 2, vào dòng nước xiết không tiến thì lùi. Vương tử quân cũng không phản đối tác phong cứng rắn bá đạo của quan viên, vì từ góc độ nào đó thì tác phong cứng rắn cũng không có nghĩa là xấu, nó còn đại biểu cho lực chấp hành. Đối với quan viên nếu như không đạt đến mức đã nói là làm, nói đi là phải đi, như vậy căn bản chỉ là một người hô khẩu hiệu mà thôi, có làm được cái gì khác. Thế nhưng cứng ngắc hay bá đạo cũng là một loại thái độ, cũng không đến mức phải liều lĩnh, phải có chừng có mực, phải đặt mình vào đúng vị trí. Nhưng nhị thúc của vương tử quân căn bản là thuộc tình huống nào, điều này căn bản khó thể nào ước định được. Vương tử quân trầm mặc không nói điều này làm cho tâm tư của vương giải phóng chợt trở nên gấp gáp. Mặc dù thái độ của vương tử quân không thể nào quyết định phương hướng phát triển của lão, thế nhưng lão vẫn lo sợ bất an. Lão có thể đi đến vị trí hôm nay căn bản có liên quan đến sức phán đoán của mình, nếu như vương tử quân có ý giúp đỡ sao vương tử quân lại im lặng không nói được nhưng cháu của mình sao lại không ủng hộ mình khi vương giải phóng càng cảm thấy gấp gáp nôn nóng lúc này chợt nghe vương tử quân nói nhị thúc ngài đã công tác cả đời cháu cảm thấy ở vài phương diện công tác cũng không nên ép mình quá mức mệt nhọc cũng nên chia sẻ cho cán bộ trẻ tuổi để cho bọn họ gánh bớt vài phần trách nhiệm Vương tử quân lên tiếng bằng giọng điệu cực kỳ uyển chuyển thế nhưng vương giải phóng nghe vào trong tai lại cảm thấy như sấm sét giữa trời quang. Tình cảnh này làm cho vương giải phóng cảm thấy run rẩy dữ dội, lời khuyên của vương tử quân căn bản có quá nhiều ý nghĩa, làm cho người ta như rơi vào trong băng tuyết, lão thật sự không tin lời nói này được phát ra từ miệng của cháu mình. Đây là ý của bố cậu sao? Bờ môi của vương giải phóng chợt co rút, lão không khỏi trầm giọng nói. Vương tử quân không gật đầu, hắn cũng không lắc đầu, hắn chỉ nhìn vương giải phóng. Sau khi hắn đưa mắt nhìn một lúc, lúc này mới nói, nhị thúc, duy trì công tác nếu chỉ có nhiệt tình là không đủ, cũng không nên làm tốt công tác nhà mình mà bỏ mặc việc nhà của người khác. Vương tử quân nói rất ẩn giấu thế nhưng vương giải phóng nghe mà hiểu rõ ràng. Lão cảm thấy tuyệt vọng, giống như còn có chút phẫn nộ, nếu như người khác nói như vậy thì lão đã sớm vỗ bàn đứng lên, Thế nhưng người đang nói với lão là Vương Tử Quân, cho dù lão không thoải mái thì cũng phải nín nhịn. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn vẻ mặt biến đổi của Vương Giải Phóng, hắn hiểu được tâm tình của chú mình. Thử nghĩ mà xem, khi anh đang cảm thấy cực kỳ tin tưởng vào phương hướng phát triển của mình, đột nhiên có người nói anh đã đi lầm đường, có ai có thể giữ được gương mặt bình tĩnh tươi cười như hoa được. Mỗi lần cầu tiến trong quan trường không những liên quan đến tính mạng chính trị, thậm chí còn liên quan đến cuộc sống tương lai. Khi mà lý tưởng và sự thật chênh lệch với nhau như trời đất, như vậy cũng là quá bình thường với quan viên. Khi vương giải phóng áp chế được cảm xúc của mình, vương tử quân mới nói, nhị thúc, những lời cháu vừa nói chỉ là ý nghĩ của riêng mình cháu, ngài nếu nghe được thì có thể tham khảo, nếu như không thì có thể coi đó là câu chuyện phiếm. Chuyện phiếm, vương giải phóng sao có thể coi lời nói của cháu mình là câu chuyện qua đường được. Vương giải phóng nở nụ cười khổ sở nói, tử quân nói rất đúng, thế nhưng bây giờ nếu chú lui ra thì có phải quá sớm hay không? Với năng lực hiện tại, chú hoàn toàn có thể công tác thêm vài năm nữa. Nhị thúc, hai ngày trước khi cháu quyết định đến tảo mộ ông nội, bố có gọi điện thoại cho cháu, nói là người vương gia dù làm việc hay sinh hoạt ngày thường cũng phải cực kỳ thanh bạch, tuyệt đối không nên để ảnh hưởng đến tên tuổi của ông nội. Vương tử quân nói đến đây thì nhìn thoáng qua cửa sổ nói, chẳng có khi khuyết khi tròn, ngài nói xem có đúng không? Chú, gương mặt vương giải phóng chợt căng cứng, thế nhưng không nói được câu nào. Vương tử quân nói tiếp, hôm nay khi cháu đi thăm cô mã, cháu có gặp một sự kiện, con trai của cô mã bị nhiễm thói đánh bạc, còn cầm cả tiền chữa bệnh của mẹ đi đánh bạc. Vương giải phóng đấm một cái lên mặt bàn, những loại con bất hiếu như vây căn bản là nên dạy bảo cho thật nghiêm. Vương giải phóng nói xong cũng không nói tiếp, lúc này trong đầu lại vang lên một câu nói khác của Vương Tử Quân, ông chủ là người họ trình, người khác căn bản không dám đắc tội. Vương giải phóng suy tư rất nhanh, sau khi do dự dây lát thì vẫn bướng bỉnh nói, chuyện này chú nhất định sẽ xử lý thật nghiêm, nhưng bây giờ chú vẫn cảm thấy mình còn nhiều tinh lực, điều này. Vương giải phóng cũng không nói hết lời nhưng ý nghĩa căn bản không cần nói cũng biết. Vương tử quân căn bản cũng không nổi giận vì câu nói của vương giải phóng, hắn biết rõ nếu như ép người ta phải buông bỏ những thứ mà mình đang có điều này cần dũng khí rất lớn càng cần một quá trình nhị thúc cháu là cháu của ngài đề nghị của cháu thật sự xuất phát từ tận đáy lòng dù thế nào thì cháu cũng suy xét trên phương diện có lợi cho công tác của chú có lợi cho công tác khóe miệng vương giải phóng không khỏi có chút co giật lúc này chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa vương giải phóng có vẻ mất kiên nhẫn với tiếng gõ cửa kia thế nhưng lão vẫn nói một câu, mời vào. Khi vương giải phóng lên tiếng thì Trình Di cầm một bình thủy đi vào nói, bác, anh, bác gái sợ nước trong phòng không đủ, thế nên để cháu đưa vào thêm. Vương giải phóng không lên tiếng, vương tử quân lại đứng lên nói, cảm ơn Trình Di, nếu ngày nào có rảnh thì đi đến mật đông tìm tôi, tôi sẽ để vợ đưa cô đi dạo một vòng. Trình Di nghe thấy vương tử quân nói lên lời mời thì thật sự rất vui, Nàng định nói vài lời với người anh này, thế nhưng vô tình nhìn thấy gương mặt không tốt của bác trai, tâm tư muốn ở lại nơi đây một chút chờ tan biến. Nửa giờ trước bác trai của mình vẫn điềm nhiên như không, vì sao bây giờ gương mặt lại trở nên như vậy, rõ ràng là không còn được như vừa rồi. Trình Di phát hiện ra điều này và căn bản không dám ở lại lâu, nàng thầm phỏng đoán, chẳng lẽ hai người có chuyện gì đó mất hứng. Thế là nàng không khỏi thầm lo lắng cho Vương Tử Quân. Trình Di nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, nàng phát hiện bầu không khí trong phòng có chút không đúng, thế là tranh thủ nói, bác gái đang nấu chè, cháu xuống giúp đỡ một chút. Trình Di nói xong thì đóng cửa lại đi ra ngoài. Vương Tử Quân tiếp tục châm trà, hắn lẳng lặng ngồi xuống đối diện với Vương Giải Phóng. Vương Giải Phóng nhìn Vương Tử Quân, một lúc lâu sau mới nói, những lời đề nghị mà cậu vừa nói, đó là ý của bố cậu, hay là ý của cậu đây là ý của cháu. Vương tử quân nhìn gương mặt căng cứng của vương giải phóng, hắn khẽ nói, nhị thúc, chú công tác nhiều năm, vẫn có tính đại cục, khi công tác có việc cần, chúng ta không nên trần chờ. Vương giải phóng nhìn gương mặt trịnh trọng của vương tử quân, lão cảm thấy áp lực của mình càng thêm lớn. Một lúc lâu sau mà lão vẫn không nói gì, mãi khi thuốc đốt đến tay mới giật mình. Khi bầu không khí trong phòng đầy khói thuốc thì vương tử quân nói, nhị thúc, chú xem xét lại cho kỹ càng là được. Vương giải phóng nhìn bộ dạng muốn đứng lên bỏ đi của vương tử quân, lão không khỏi rụi tàn thuốc vào trong gạt tàn. Lão khóa tay áo nói với vương tử quân, đề nghị của cháu là rất tốt, chú nên xuất phát từ góc độ có lợi cho công tác. Hơn nữa những năm qua chú cũng có chút cố gắng hết sức, bây giờ cũng mệt mỏi, thế cho nên muốn nghỉ ngơi một chút, hưởng thụ cuộc sống. Vương tử quân không lên tiếng mà chỉ khẽ ấn đầu thuốc vào gạt tàn. Vương giải phóng nhìn vương tử quân đi ra khỏi phòng mà không khỏi thở dài một hơi, lão không thể không thừa nhận mình cực kỳ e ngại vương tử quân, không, đó phải là kính sợ mới đúng. Mặc dù cảm giác này khá vớ vẩn, thậm chí có chút buồn cười, thế nhưng lão không thể không thừa nhận mình cực kỳ coi trọng ý kiến của vương tử quân. chương 1754, một bước đi lộ ra phong thái. Khi xe chạy đi như bay, Vương Tử Quân nghĩ đến cuộc điện thoại hôm qua của Vương Giải Phóng. Khi đó Vương Giải Phóng nói rất ngắn gọn, thế nhưng lại có một ý nghĩa, chính là muốn nghe lời khuyên của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cảm thấy rất vui với biểu hiện của chú Vương Giải Phóng, dù sao thì độ tuổi của Vương Giải Phóng cũng đã đến điểm dừng, tranh cái cũng không còn ý nghĩa. Hơn nữa nhìn từ phương diện năng lực bản thân thì cũng không phù hợp tiến lên. Tác Phong bá đạo cũng không nên cho người ta nói nhiều. Chủ tịch, nửa giờ sau chúng ta có thể đến thành phố Thanh chuyên." Triệu Hiểu Bạch nhìn thấy Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì không khỏi khẽ nhắc nhở. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, tâm tư nhanh chóng đặt lên những thành tựu đáng mừng trong công tác của thành phố Thanh chuyên. Không những hạng mục đường cao tốc liên tục được đẩy mạnh, trên lĩnh vực kinh tế cũng có thành tích không nhỏ. Đặc biệt là ở phương diện tiến cử các xí nghiệp sản nghiệp mới, thành phố Thanh chuyên đã hấp dẫn được không ít doanh nghiệp đầu tư hơn nữa những doanh nghiệp này căn bản đều là thần tài lần này vương tử quân đến thành phố thanh chuyên chủ yếu là vì tiến hành nghiên cứu tình hình phát triển của các sản nghiệp mới đã thông báo với bí thư phùng chưa vương tử quân ngẩng đầu nhìn thoáng qua triệu hiểu bạch rồi trầm giọng nói tôi đã thông báo rồi triệu hiểu bạch dùng giọng chú ý đáp vương tử quân khẽ gật đầu mà cũng không nói gì thêm Triệu Hiểu Bạch lúc này nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân yêu cầu mình thông báo cho phía thành phố Thanh Chuyên, để cho bí thư thị ủy phùng vũ trách đón tiếp ở khu văn phòng thị ủy, căn bản không nên chạy ra khu vực giáp danh. Nhưng chỉ thị này là đại biểu cho tình huống Chủ tịch Vương không hài lòng với công tác của Phùng Vũ Trách hay có ý gì khác. Sau khi nhận được thông báo, Phùng Vũ Trách căn bản vì chuyện này mà gọi điện thoại thỉnh giáo mình vài lượt. Chủ tịch Tần Hoài Trung của thành phố Thanh Chuyên cũng gọi điện thoại đến, hơn nữa còn xưng anh em trò chuyện thân mật, thế nhưng chính mình cũng không thể nào phỏng đoán được ý nghĩa phương án sắp xếp của Chủ tịch Vương. Triệu Hiểu Bạch căn bản không dám đắc tội với hai vị lãnh đạo ở thành phố Thanh Chuyên. Không biết từ khi nào thì trong tỉnh Mật Đông đã có một tin đồn thế này, thành phố Linh Long là của Bí Thư Sầm, thành phố Thanh Chuyên là của Chủ tịch Vương. Lúc đầu Triệu Hiểu Bạch còn cười nhạt với những câu nói như thế này, thế nhưng khi mà tin đồn này càng ngày càng lan rộng, Hắn cũng không thể không tin. Dù sao thì Chủ tịch Vương cũng quan tâm đến sự phát triển của thành phố Thanh chuyên, hơn nữa sự phát triển hiện tại của Thanh chuyên bây giờ là do một tay Chủ tịch Vương giúp đỡ. Mặc dù nhìn qua thì thấy thái độ giúp đỡ của Chủ tịch Vương với các thành phố trong tỉnh là như nhau, thế nhưng lại có vài phần quan tâm đến Thanh chuyên hơn các nơi khác. Nói thật thì Triệu Hiểu Bạch cũng căn bản muốn giúp hai người kia một tay ở phương diện này, dù sao đây cũng là nhân tình thế nhưng ngay cả hắn cũng không thể biết rõ ràng, vì vậy cũng không thể ném nhân tình cho người ta được. Xe chậm rãi chạy đến vùng giáp danh với thành phố Thanh Chuyên, triệu hiểu bạch vô thức nhìn ra bên ngoài. Hắn muốn xem hai vị lãnh đạo thành phố Thanh Chuyên có thật sự chứng thực chỉ thị của Chủ tịch Vương hay không, cũng không biết khi hai người kia ra đón thì Chủ tịch Vương có ý kiến gì không. Khi Triệu Hiểu Bạch đưa mắt nhìn, hắn chợt thấy chiếc xe số một của văn phòng thị ủy Thanh Chuyên đang đứng bên đường, bên cạnh xe là hai bóng người quen thuộc bọn họ đang cung kính đứng nơi đó hai người kia sao lại làm vậy đây không phải là muốn bị phê bình sao triệu hiểu bạch nghiêng đầu sang định báo cáo với vương tử quân đúng lúc này vương tử quân thu hồi ánh mắt mà lái xe tiểu lý cũng bắt đầu giảm tốc độ lại cứ chạy qua không cần lo cho bọn họ vương tử quân khoát tay với tiểu lý rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói Tiểu Lý tất nhiên cũng thấy hai vị lãnh đạo của thành phố Thanh Chuyên, đối với hắn thì chỉ thị của Vương Tử Quân mới là cao nhất. Sau khi nghe chỉ thị của Vương Tử Quân thì hắn dẫm chân ga, xe tiếp tục phóng về phía trước. Phùng Vũ Trách và Tần Hoài Trung chuẩn bị chào đón Vương Tử Quân, khi thấy xe chạy đi như bay thì đưa mắt nhìn nhau, sau đó cả hai đều có hơi run rẩy. Tần Hoài Trung đưa mắt nhìn Phùng Vũ Trách, tỏ ý để Phùng Vũ Trách quyết định lúc này phùng vũ trách cũng không có ý gì hay thế nhưng hắn dù sao cũng là bí thư thị ủy vào thời điểm mấu chốt thế này hắn vẫn phải là người quyết định thế nên nhanh chóng phân phó lên xe đi đuổi theo hai người leo lên xe sau đó xe nhanh chóng chạy theo xe của vương tử quân tần hoài trung dùng giọng chú ý nói với phùng vũ trách bí thư phùng chủ tịch vương hôm nay là làm sao vậy dựa theo lễ cố thì trước nay lãnh đạo tỉnh ủy xuống đều được tiếp đón như thế này Cùng vũ trách lắc đầu nói, tôi cũng không biết vì cái gì, thế nhưng cũng không phải chúng ta có vấn đề. Những tháng qua chúng ta làm rất tốt công tác của mình, căn bản không có bất kỳ vấn đề nào. Bí thư ngài nói đúng, Tần Hoài Trung cười cười, sau đó chợt cảm khái nói, đây là chuyện nhỏ, tôi cảm thấy Chủ tịch Vương sẽ không nổi giận, ngài nói xem có đúng không. Nếu là trước đó tôi còn dám phỏng đoán tâm tư của Chủ tịch Vương, thế nhưng bây giờ căn bản không dám đoán bừa cũng không đoán được chính xác. Phùng Vũ trách cảm khái một tiếng rồi lắc đầu nói. Hai người dù nói chuyện với nhau thế nhưng ánh mắt lại nhìn về phía chiếc xe chạy như bay phía trước. Lần này sau khi nhận được tin vương tử quân đến thành phố Thanh chuyên kiểm tra công tác, hai người bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho bốn bộ ban ngành ra nghênh đón, thế nhưng không ngờ khi xuất phát lại nhận được điện thoại của Triệu Hiểu Bạch hai người căn bản không có bất kỳ ý kiến gì hay với chỉ thị không cho chạy ra vùng giáp danh nghênh đón của Vương Tử Quân. Cuối cùng thì Phùng Vũ Trách là bí thư thị ủy vẫn phải quyết định, đó chính là không cần người nào phải đi theo, chính mình và Chủ tịch Hoài Trung ra nghênh đón là được. Khi cho ra quyết định như vậy thì Phùng Vũ Trách căn bản còn cảm thấy có chút mạo hiểm, thế nhưng điều này cũng có vài phần tinh diệu, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Không ngờ khi gặp xe của Vương Tử Quân thì căn bản không được nghênh đón, điều này làm cho Phùng Vũ Trách có chút xấu hổ vì sự tự tin của mình. 20 phút sau xe của Vương Tử Quân dừng lại trong khu văn phòng thị ủy Thanh Chuyên, Phùng Vũ Trách và Tần Hoài Trung cùng xuống xe, bọn họ nhanh chóng đi về phía xe của Chủ tịch Vương. Lúc này bốn bộ ban ngành chờ ở nhà cũng nhận được thông báo, sau khi Phùng Vũ Trách và Tần Hoài Trung đi ra khỏi xe thì đám người kia cũng nhanh chóng tiến lên. Trường 1754-2, bước đi lộ ra phong thái. Vương tử quân nở nụ cười bắt tay với nhóm người phùng vũ trách, điều này làm cho bầu không khí tiếp đãi có vẻ rất vui và hòa thuận. Phùng vũ trách nhìn thấy tình huống này thì không khỏi thở dài một hơi, thế nhưng sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, gương mặt vương tử quân chợt âm trầm, hắn nói với phùng vũ trách, bí thư phùng, hai ơn chạy ra xa nghênh đón, có phải là sợ tôi không biết đường hay không? Phùng vũ trách có chút sững sốt, sau đó cười nói, chủ tịch vương, Tin tức ngài đến thành phố Thanh chuyên kiểm tra chỉ đạo công tác không khỏi làm cho tất cả cán bộ cực kỳ phấn chấn, tôi và chủ tịch Hoài Trung cũng cực kỳ kích động, thế cho nên muốn báo cáo công tác với ngài sớm hơn một chút. Báo cáo công tác thì khi nào mà chẳng được, không cần phải chạy ra xa như thế. Tôi thấy các anh rõ ràng là không đi ra sợ tôi nổi giận mà thôi. Tôi ở đây nhắc lại một câu, sau này không cho phép các anh đi ra nghênh đón như vậy, nếu các anh muốn biểu đạt sự nhiệt tình với tôi, mong các anh chờ tôi ở cổng văn phòng thị ủy như vậy tôi cũng cảm nhận được rồi vương tử quân nhìn thoáng qua phùng vũ trách rồi nói tiếp tôi đến để xem xét tình huống công tác của các anh cũng không phải cảm nhận sự nhiệt tình của các anh phùng vũ trách tuy vẫn tươi cười hớn hở thế nhưng trái tim lại đập lên rất mạnh trước kia chủ tịch vương cũng không nói qua những lời này hôm nay là vì sao vậy không phải lãnh đạo đang định khai đao với mình đấy chứ Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì nhanh chóng bị Phùng Vũ trách chối bỏ, hắn cũng là cao thủ nhìn mặt nói chuyện, những lời vừa rồi của Chủ tịch Vương căn bản là không có vấn đề. Nhưng đây là có chuyện gì? Phùng Vũ trách cảm thấy nghi hoặc khó hiểu nhưng không tìm được đáp án, thế nên chỉ có thể trôn giấu cảm giác nghi vấn này vào lòng. Khi một nhân viên được phân công công tác đang báo cáo với Vương Tử Quân, hắn nhìn về phía Tần Hoài Trung, cũng thấy Tần Hoài Trung rất nghi hoặc. Hành trình của Vương Tử Quân được sắp xếp rất kỹ càng, đầu tiên là xem xét quá trình xây dựng của thành phố Thanh Chuyên, sau đó mới đi thăm khu quy hoạch sản nghiệp mới, cuối cùng là tọa đàm với các cán bộ cơ sở. Một ngày vội vàng dần trôi qua, Phùng Vũ Trách đi theo bên cạnh Vương Tử Quân, hắn cảm thấy Vương Tử Quân không có bất kỳ biến đổi nào khác, Chủ tịch Vương vẫn là Chủ tịch Vương, vậy hôm nay là có chuyện gì? Vũ Trách, Tôi rất hài lòng về phương diện kiến thiết sản nghiệp mới của thành phố Thanh chuyên, thế nhưng tôi cảm thấy các anh vừa thu hút hạng mục đầu tư, vừa phải xúc tiến giúp đỡ các xí nghiệp vừa và nhỏ trong thành phố. Chỉ khi nào kết hợp hai phương diện này lại, căn cứ vào sự thật phát triển của mình để đưa mắt nhìn ra xa, mới có thể duy trì được tính phát triển liên tục. Không nên xem thường các hạng mục nhỏ, chỉ cần có tiềm lực đào sới, hoàn toàn có thể đặt vào trong các khu công nghệ, chúng ta nên dùng nhỏ để bồi dưỡng thành lớn các anh nghĩ lại mà xem, nếu như các hạng mục nhỏ kia mọc lên như nấm, sẽ có bao nhiêu động lực cho kinh tế thanh chuyên. Đây rõ ràng là một động cơ có công năng và lực tác động cực kỳ mạnh mẽ. Vương Tử Quân ngồi trên ghế sa lông trầm giọng nói với Phùng Vũ Trách. Phùng Vũ Trách căn bản đã chuẩn bị nghe kỹ những chỉ thị của Vương Tử Quân, sau khi Vương Tử Quân nói xong thì nhanh chóng lên tiếng, phát triển những sản nghiệp mới cần phù hợp với phương hướng phát triển của cả nước, cũng phù hợp điều kiện cần của kinh tế mật đông. Vì vậy thành phố Thanh chuyên chúng tôi cần phải cảm ơn chủ tịch, cũng mong ngài yên tâm, chúng tôi nhất định quán triệt ý chỉ của ngài, không những làm tốt với các hạng mục lớn, còn tận tâm tận lực làm vững chắc các hạng mục nhỏ. Tôi yên tâm về các anh ở phương diện phát triển kinh tế. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói tiếp, anh là bí thư thị ủy, anh nên nắm toàn diện, đặc biệt là phương diện tác phong kỷ luật thì càng cần không thể buông lỏng rất nhiều chuyện chúng ta không thể coi thường đó là chuyện nhỏ rồi không làm. Phải biết rằng nhiều chuyện nhỏ hợp lại thành lớn, phương diện tác phong kỷ luật càng thể hiện hình tượng của cán bộ mật đông, căn bản không thể thả lòng. Phùng vũ trách nhìn gương mặt trịnh trọng của vương tử quân, hắn không khỏi nghĩ đến tình cảnh tiếp đón hôm nay, thế là trong lòng chợt hiểu rõ ràng. Cho đến nay chủ tịch vương đều từng bước xử lý tất cả mọi chuyện trong tỉnh, lần này chủ tịch vương bắt đầu thể hiện phong cách và phương thức thuộc về mình. Vương Tử Quân nghĩ đến những điều này thì không khỏi có chút hưng phấn. Hắn là người thân cận của Chủ tịch Vương, tất nhiên hắn hy vọng sau này mình có tác dụng trọng yếu hơn. Phương Anh Hồ là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hầu như mỗi ngày đều phải đến báo cáo công tác cho bí thư Sầm Vật gương, thế cho nên hắn cực kỳ quen thuộc phòng làm việc của bí thư Sầm. Thế nhưng những ngày gần đây hắn đến phòng làm việc của bí thư Sầm báo cáo công tác lại cực kỳ cẩn thận. Gần đây Sầm Vật Cương căn bản là không được thoải mái, mặc dù trước mặt người ngoài thì bí thư Sầm vẫn cười tươi vui vẻ, thế nhưng Phương Anh Hồ là thư ký trưởng của Sầm Vật Cương nhiều năm, hắn căn bản hiểu rõ ý nghĩ của lãnh đạo mình. Sở dĩ Sầm Vật Cương mất hứng, nguyên nhân chủ yếu vẫn nằm trên người kia. Phương Anh Hồ tuy biết nguyên nhân mất hứng của Sầm Vật Cương là gì, thế nhưng lại không có cách nào khác dù sao thì Sầm Vật Cương cũng không có cách nào ứng phó chứ đừng nói là một thư ký trưởng như hắn. Vì vậy bây giờ Phương Anh Hồ chỉ có thể cực kỳ chú ý khi đối diện với Sầm Vật Cương, căn bản là cố gắng làm cho bí thư Sầm không mất vui. Khi hắn đẩy cửa đi vào trong phòng của thư ký Sầm Vật Cương, hắn thấy viên thư ký bên kia đang cúi đầu ghi chép thứ gì đó. Phương Anh Hồ căn bản rất có hảo cảm với viên thư ký luôn cung kính với mình này hắn không khỏi cười nói cậu đang làm gì vậy. Lúc này viên kinh tế mới ngẩng đầu lên, hắn thấy người đi vào là Phương Anh Hồ, thế là không khỏi lên tiếng, thư ký trưởng, tôi đang điều chỉnh bản thảo theo sự sắp xếp của bí thư. Tuy thư ký cố ý che giấu thế nhưng sao có thể lừa gạt được ánh mắt diều hâu của Phương Anh Hồ. Lúc này Phương Anh Hồ trầm ngâm dây lát rồi thản nhiên nói, đồng chí, phương diện công tác xảy ra chút vấn đề cũng là chuyện bình thường, Ai dám nói mình công tác không có phát sinh bất kỳ vấn đề gì? Khi tôi còn trẻ thì thường bị lãnh đạo mắng cho té tát, có đôi khi thầm nghĩ chính mình không phải là một người có thể làm thư ký. Nhưng sau đó tôi phát hiện lãnh đạo phê bình căn bản là chỉ hận rèn sắt không thành thép, sẽ không thể phát triển nhanh được. Cậu nhìn xem, bây giờ không phải tôi đã là một thư ký trưởng rồi sao? Chương 1755, bắt trước lúc này viên thư ký của sầm vật gương khẽ nở nụ cười hắn nói với phương anh hồ thư ký trưởng tôi sao có thể so sánh với ngài tư tưởng của cậu như vậy là không đúng cậu nên nhìn vào những người mạnh hơn mình do đó càng phải khích lệ ý nghĩ của mình nhưng tôi cảm thấy cậu không nên so với tôi vì cậu mỗi ngày đi theo bí thư sầm phải lấy bí thư sầm làm mục tiêu chỉ như vậy mới có lợi cho sự phát triển của cậu Phương Anh Hồ nói rồi vỗ vỗ lên vai của viên thư ký rồi tiếp tục, những ngày hôm nay bí thư sầm có chút mất vui, cậu nên làm tốt công tác của mình, hơn nữa càng phải tiến thêm một bước phân giải yêu sầu cho lãnh đạo. Khi cậu làm được như vậy, cậu căn bản không cần phải lo lắng cho công tác của mình nữa. Thư ký trưởng cứ yên tâm, tôi biết nên làm thế nào. Viên thư ký nhìn Phương Anh Hồ rồi không khỏi để lộ ra vẻ mặt sùng kính. Phương Anh Hồ khẽ gật đầu, Hắn có thể truyền thụ kinh nghiệm cho người ta, thế nhưng có một số việc còn phải căn cứ vào mộ tính. Hắn đã nói ra nhiều điều, phần còn lại liên quan đến mộ tính của viên thư ký này. Trong đầu Phương Anh hồ lóe lên vài ý nghĩ, hắn không khỏi cầm ly trà lên uống một ngụm rồi nói, "Có ai trong phòng của bí thư không?" Bí thư đang xem văn kiện, thư ký nhìn thoáng qua phòng làm việc của Sầm Vật Cương rồi khẽ nói, "Tôi đi vào phòng lãnh đạo một chút." Phương Anh Hồ nói rồi cười cười với thư ký, sau đó đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Hắn là thư ký trưởng, hắn có thể không cần thông qua thư ký để đi thẳng vào phòng của Sầm Vật Cương, thế nhưng bình thường hắn không cần quyền lợi như vậy, đều phải đi đến phòng của thư ký rồi mới vào trong phòng của bí thư Sầm. Lần này Phương Anh Hồ cũng không nói ngay từ đầu, chủ yếu nhìn vào phản ứng của thư ký, nếu như thư ký tự mở miệng thông báo thì xem như những gì mình dạy bảo trước đó có tác dụng. Nhưng hắn thật sự thất vọng vì viên thư ký kia không có phản ứng gì. Ngọc không mài rũa thì không phát sáng được. Phương Anh Hồ thầm cảm khái một câu, hắn gõ cửa đi vào trong phòng của Sầm Vật Cương. Lúc này Sầm Vật Cương đang cúi đầu xem văn kiện, khi thấy Phương Anh Hồ đi vào thì khoát tay áo mà không lên tiếng. Phương Anh Hồ thấy rõ Sầm Vật Cương khoát tay áo, hắn hiểu ý của Sầm Vật Cương, thế là hắn ngồi xuống đối diện với Sầm Vật Cương rồi mới cười nói, "Bí thư Ngài đang bận rộn gì vậy? Tôi đang xem qua hai văn kiện." Sầm Vật Cương cầm văn kiện lên nói, "Anh Hồ, hành trình đi đến thành phố Tử Quang đã sắp xếp xong chưa?" "Cũng đã xong rồi, đây là danh sách những nhân viên đi theo đoàn, mời ngài xem qua." Phương Anh Hồ đưa văn kiện cầm theo trên tay cho Sầm Vật Cương, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Sầm Vật Cương tiếp nhận danh sách nhìn qua một lượt sau đó trầm ngâm nói bỏ đi hai người của phòng nghiên cứu chính sách thêm vào hai người của phòng tài chính phương anh hồ tuy không hiểu rõ ý nghĩ của sầm vật gương thế nhưng vẫn mở miệng đồng ý sau khi báo cáo hành trình cụ thể cho sầm vật gương hắn xem như đã hiểu rõ chuyện lần này đúng rồi ngày mai khi xuống thành phố tử quang anh gọi điện thoại cho những lãnh đạo thành phố tử quang nói là tôi yêu cầu bọn họ chờ trong văn phòng thị ủy nếu như xuất hiện hiện tượng đi đến vùng giáp danh nghênh đón, đừng trách tôi không khách khí. Sầm vật cương nâng ly trà lên uống một ngụm rồi dùng sẵn giọng nói. Phương Anh Hồ nhìn bộ dạng nghiêm túc của sầm vật cương rồi nói, bí thư cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ sắp xếp chuyện này. À, Phương Diện nghênh đón nhìn qua tuy chỉ là nhỏ nhặt, thế nhưng thực tế lại liên quan đến hình tượng của chúng ta. Chúng ta cũng không phải không biết đường, thế nên cũng không cần như vậy. Sầm Vật Cương nói đến đây thì nhìn thoáng qua Phương Anh Hồ, "Anh Hồ, anh thay mà tôi nói vài lời với các vị thường ủy khác, nói là tôi đề nghị khi các vị lãnh đạo tỉnh xuống địa phương kiểm tra công tác nên đơn giản một chút, không cần quá nhiều người, huy động nhân lực quá lớn." Lúc này trong đầu Phương Anh Hồ đang nghĩ đến vài lần vương tử quân đi xuống địa phương kiểm tra công tác trong thời gian gần đây, đều không cho cấp dưới đi ra nghênh đón. Xem ra bí thư Sầm cũng có động tác ở sự kiện này thế nhưng chủ tịch vương là người bắt đầu bây giờ bí thư sầm như vậy có hiểm nghi bắt trước hay không trong đầu phương anh hồ lóe lên ý nghĩ như vậy chợt nghe sầm vật cương nói anh hồ tôi có quá nhiều chuyện nhiều khi cũng có chút bừa bãi thậm chí căn bản không chú ý đến những chuyện lặt vặt sau này cậu nên nhắc nhở tôi những chuyện như vậy nếu không để tạo nên phiền toái cũng không được tốt phương anh hồ lúc này còn nói gì được nữa hắn chỉ có thể thành thật nói bí thư sầm đây là tôi công tác sơ sẩy, sau này tôi nhất định sẽ chú ý. Sầm vật cương khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Phương Anh Hồ biết rõ chính mình đang bị tai bay vạ gió, mình là thư ký trưởng, bí thư đem chuyện này quy kết lên đầu mình, căn bản không có gì là sai. Hắn suy nghĩ vài vấn đề rồi lại chuyển lên người vương tử quân, người này cần bản là không bao giờ yên lặng, một vài chuyện nhỏ nhặt được thông qua tay người này cũng có thể làm cho bí thư Sầm không thể tìm ra phương án nào tốt để đối phó. Sầm Vật Cương nhìn vẻ mặt của Phương Anh Hồ, lão thầm thở dài một hơi, lão biết mình trách Phương Anh Hồ ở sự kiện này cũng là không đúng. Thế nhưng nói trắng ra thì sự kiện nhỏ nhặt này cũng làm cho mình có chút bị động. Người kia bây giờ càng lúc càng gây sự. Thư ký trưởng Anh Hồ, vài tháng nữa là đến nhiệm kỳ mới có một số việc cậu nên suy xét cho kỹ. Sầm Vật Cương nói rồi đứng lên khỏi ghế dùng giọng thản nhiên nói. Sầm Vật Cương nói làm cho Phương Anh Hồ có chút sững sốt, trong lòng lại có vài phần vui mừng, hắn không khỏi mở miệng, "Bí thư, sau khi tôi suy nghĩ kỹ càng sẽ đến báo cáo với ngài." Sầm Vật Cương khẽ gật đầu mà không nói gì thêm, Phương Anh Hồ nhìn động tác của bí thư Sầm, biết mình nên cáo từ. Hắn đứng lên, đúng lúc này có tiếng gõ cửa. Phương Anh Hồ đi ra mở cửa, chợt thấy trưởng phòng tuyên truyền xà Lê Hoa đi vào. Khi nàng thấy Phương Anh Hồ là người mở cửa thì không khỏi cười nói, bí thư sầm, tôi căn bản làm ảnh hưởng đến phương diện thư ký trưởng báo cáo công tác với ngài, nếu không thì tôi chờ bên ngoài một lát. Tôi vừa đúng lúc báo cáo xong rồi. Phương Anh Hồ cười cười nói với xà Lê Hoa, trưởng phòng xà, bây giờ tôi giao nhiệm vụ báo cáo công tác cho chị. À, đúng rồi, nếu như chị muốn cảm ơn tôi, chị cũng đừng nên dùng lời cửa miệng, vì mỗi lần tôi gặp mặt anh nhà chị thì đều được mời rượu, thế nên chị quay về nên đốc xúc anh ấy chứng thực tốt phương diện này là được. Xà lê hoa cười khanh khách hai tiếng, căn bản rất hưởng thụ. Nàng nhìn về phía phương anh hồ rồi nói, thư ký trưởng, anh không nói thì tôi cũng sẽ nói, đó là ông nhà tôi mỗi ngày đều nói khi nào gặp thư ký trưởng nên mời về nhà dùng cơm. Anh ấy còn hỏi mình không biết có làm gì đắc tội với thư ký trưởng, mà bị thư ký trưởng có ý kiến ngay cả một bữa cơm cũng không muốn đến được được rồi tôi xem như biết sai tôi căn bản không nên đấu võ mồm với trưởng phòng tuyên truyền rõ ràng là tự tìm khó cho mình thế nhưng trưởng phòng xà cũng nên chuẩn bị sẵn sàng nếu tôi có cơ hội nhất định sẽ đến thử tài nghệ nấu nướng của chị phương anh hồ nói rồi vẫy vẫy tay với xà lê hoa sau đó rời khỏi phòng làm việc của sầm vật cương sầm vật cương lúc này nở nụ cười sau khi xà lê hoa ngồi xuống thì cười nói trưởng phòng xa làm phiền chị về nhà nói với anh nhà nói là tôi cũng muốn đến nhà chị dùng cơm mong có ngày nào đó anh ấy cũng mời tôi như vậy bí thư sầm nhà của chúng tôi luôn mở rộng cửa chào đón ngài thế nhưng tôi biết ngài bận rộn chỉ sợ làm trễ nãi công tác của ngài thế nên mới không dám mời xà lê hoa nói rồi cầm bình trà lên châm nước cho sầm vật cương lúc này mới nói tiếp bí thư sầm lần này đã cho ra phương án, ngài nhìn qua xem có gì cần sửa đổi nữa không. Sầm vật cương tiếp nhận phương án nhìn qua một lượt, sau đó trầm giọng nói trưởng phòng xa, phương án rất nghiêm cẩn, thế nhưng có một phương diện cần chú ý, chính là từng bước chân phải cẩn thận hơn, kinh tế mật đông sẽ phát triển, xã hội cũng sẽ phát triển, chúng ta nên đẩy cao tinh thần, dù sao thì thời gian cũng không chờ đợi chúng ta. Trường 1756, một kỳ ngộ và năng lực. Tết Kim Hoa là một ngày lễ đặc biệt ở Mật Đông, đã có hàng ngàn năm lịch sử. Năm xưa ngày lễ này chủ yếu là thờ cúng thần hoa, phù hộ ngũ cốc được mùa. Nhưng khi mà càng ngày càng đổi mới, Tết Kim Hoa có thêm nội dung mới, vào thời điểm này người ta thường gặp mặt tụ hội, cả nhà đoàn tụ, căn bản là hướng mọi người đến tương lai tốt đẹp hơn. Đối với người tỉnh Mật Đông thì dù có chuyện lớn thế nào, chỉ cần là vào Tết Kim Hoa nếu có thể về nhà thì phải về nhà có một nhà thơ nổi tiếng Mật Đông, vì ngày Tết Kim Hoa không được về nhà mà viết một bài thơ nhớ quê, căn bản được nhiều người truyền tụng khá nổi tiếng. Những năm gần đây Mật Đông tổ chức Tết Kim Hoa càng thêm long trọng, nhân số tham gia cũng ngày càng nhiều, có thể nói đây dần trở thành một thời điểm quan trọng của tỉnh Mật Đông. Xà Lê Hoa đứng đối diện với Sầm Vật Cương, nàng chờ chỉ thị của Sầm Vật Cương. Nàng là trưởng phòng tuyên truyền, tổ chức Tết Kim Hoa là một trong những công tác của bản thân, hơn nữa vì không muốn tỏ ra yếu kém, thế nên đối với những hạng mục công tác này thì nàng luôn chú trọng. Những lần trước chúng ta tổ chức Tết Kim Hoa căn bản mang đến nhiều ảnh hưởng lớn ở Mật Đông, thế nên bây giờ chúng ta nên tiếp tục đào móc tiềm lực của Tết Kim Hoa, không những làm tốt công tác văn hóa, còn phải chú trọng đến bài hát kinh tế, phải có đổi mới, phải phục vụ đại cục phát triển của Mật Đông. Sầm Vật Cương nói đến đây thì gõ ngón tay lên mặt bàn nói, phòng tuyên truyền nên giải phóng tư tưởng không những biến Tết Kim Hoa thành một ngày lễ truyền thống của mật đông, còn phải mở rộng lực ảnh hưởng của nó, tranh thủ tạo nên một nhãn hiệu tươi đẹp cho mật đông. Mong bí thư sầm yên tâm, sau khi quay về tôi nhất định sẽ chú trọng nghiên cứu, sẽ nhanh chóng cho ra phương án mới. Xà lê hoa nở nụ cười thêm sáng lạn, dù sau đây cũng là công tác qua tay mình, thế nên càng được coi trọng càng tốt. Sầm vật cương khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục xem xét văn kiện. Có câu thế này, dù là vấn đề nan giải, chỉ cần được chú trọng sẽ không có gì là khó. Tết Kim Hoa có sự chú ý cao độ của sầm vật cương, có sự chú ý của người thực hiện công tác là xà lê hoa, thế nên chỉ cần một ngày sau đã có phương án chủ bị mới xuất hiện. Phương án này cực kỳ long trọng và khí phái, chẳng những có tất cả tiết mục của những năm trước, còn tăng thêm nhiều hạng mục biểu diễn dân tộc. Khi xà lê hoa cầm phương án này đi xin chỉ thị của sầm vật cương, khi đó sầm vật cương gật đầu tỏ ra rất thỏa mãn. Phương án được sầm vật cương cho phép tiến hành, xà lê hoa cảm thấy rất vui vẻ. Nàng mặc dù là nữ thế nhưng bản thân căn bản cũng không muốn an phận. Nàng là thường ủy tỉnh ủy mật đông, nàng càng có ý nghĩ tiến thêm một bước, nếu muốn thực hiện được ý nghĩ này thì căn bản phải có được sự ủng hộ của sầm vật cương. Sầm vật cương là người cực kỳ thích những kẻ có năng lực công tác và lực chấp hành mạnh mẽ. Tuy xà lê hoa tự nhận mình có năng lực tốt, thế nhưng biểu hiện cũng không dám quá phô trương. Một người ở trong quan trường có thể phát triển được hay không liên quan trực tiếp đến năng lực bản thân và các mối quan hệ xã hội, hơn nữa còn có cả nhân tố vận may, ít nhất thì xà lê hoa cũng cho rằng là như vậy. Thử nghĩ mà xem, một người tuy có một bụng kinh văn, thế nhưng không có cơ hội biểu diễn, sao anh có thể biểu hiện tài hoa trước mặt lãnh đạo cho được? sau đó cho dù anh là một khối ngọc thô thì cũng dần bị mai một, sau này trở thành một tảng đá không chút hào quang, thế cho nên nhìn vào đó thì thấy năng lực quan trọng nhưng kỳ ngộ còn trọng yếu hơn. Sau khi tìm được chỉ thị của sầm vật cương, buổi chiều xà Lê Hoa cầm bản kế hoạch đi đến phòng tài chính. Trưởng phòng cảnh tự tiêu của phòng tài chính đối mặt với xà Lê Hoa tất nhiên sẽ là cực kỳ hoan nghênh. Cung kính mời xà Lê Hoa đi vào trong phòng làm việc của mình. Sau khi thư ký đi vào rót trà, hắn nhanh chóng đuổi thư ký đi ra, tự mình châm trà cho xà lê hoa. Sau khi châm trà xong thì cảnh tự tiêu cười nói, trưởng phòng xà, có chuyện gì thì chị để thủ hạ đến nói một tiếng, hoặc gọi điện thoại cho tôi là được, cần gì ngài phải tư mình đi đến thế này. Xà lê hoa căn bản rất hưởng thụ sự nịnh nọt của cảnh tự tiêu, nàng khẽ cười nói, trưởng phòng cảnh, người nào không biết một người là thần tài như anh cả ngày bận rộn, tôi vừa đúng lúc đi qua nơi này, thế nên thuận tiện nói sự việc với anh luôn. Trưởng phòng xa, ngài có gì cần phân phó thì cứ nói. Cảnh tự tiêu là người hiểu chuyện, dù trong tỉnh có nhiều người đến tìm hắn, nhưng hắn vẫn biết chính mình là ai. Tuy xà Lê Hoa căn bản không phải là một vị lãnh đạo tỉnh ủy có độ nặng tuyệt đối, nhưng dù sao người này cũng là thường ủy tỉnh ủy, vào thời điểm mấu chốt vẫn là một phiếu quyết định tương lai của mình. Hơn nữa sắp đến nhiệm kỳ mới, Cảnh tự tiêu hắn đã phấn đấu nhiều năm, hắn cũng có ý nghĩ của mình. Nếu như hắn có được nhiều sự giúp đỡ, căn bản sẽ tốt hơn so với tình huống có nhiều người phản đối mình tiến lên, vì thế hắn không dám lên mặt với xà lê hoa. Trường phong cảnh, đây là bản thảo cho lễ hội Tết Kim Hoa năm nay, mời anh xem qua. Xà lê hoa nói rồi đưa một văn kiện cho cảnh tự tiêu. Cảnh tự tiêu cầm văn kiện lên xem, hai hàng chân mày không khỏi nhíu lại. Trước kia hắn từng xem qua nhiều phương án chuẩn bị cho Tết Kim Hoa, bây giờ chỉ cần nhìn qua phương án thì hắn hiểu ý của xà lê hoa. Thực tế thì trước khi xà lê hoa cho ra phương án thì hắn đã có quyết tâm, nếu như xà lê hoa không cần quá nhiều tiền thì mình sẽ hào sảng đồng ý. Nhưng phương án lần này căn bản giống như sư tử há miệng, vì vậy hắn nhìn qua một nửa phương án rồi khổ sở nói, trưởng phòng xà, hình như phương án năm nay long trọng hơn mọi năm thì phải xà lê hoa có thể đi đến vị trí hiện tại thì căn bản không phải là người ngu sau khi nghe cảnh tự tiêu lên tiếng thì hiểu rõ ý nghĩa là gì nàng khẽ cười nói trưởng phòng cảnh anh cảm thấy long trọng thì rõ ràng là giúp đỡ công tác của tôi nhưng dù là phương án như vậy thì bí thư sầm vẫn còn chưa hài lòng anh ấy nói tết kim hoa chính là một kỳ lễ ký thác tình cảm của người mật đông với quê hương muốn chúng ta đào móc tiềm lực của tết kim hoa cố gắng dùng tết kim hoa tạo nên danh thiếp cho tỉnh mật đông khi thấy xà lê hoa đưa sầm vật gương ra thì cảnh tự tiêu có chút khó chịu hắn xoa xoa hai bàn tay nói trưởng phòng xa, ngài đã đến đây cho dù cảnh tự tiêu tôi có như thế nào cũng phải cố gắng thực hiện tốt chuyện của ngài thế nhưng nhưng bây giờ dù tôi có muốn cũng không thể thực hiện được trưởng phòng cảnh tôi cảm thấy anh luôn là người thực tế không ngờ anh cũng thích nói đùa như vậy người nào không biết anh cảnh là thần tài của mật đông chuyện này nếu như anh không làm được vậy anh nói xem người khác có làm được hay không. Xà lê hoa nâng ly trà lên uống một ngụm, vẻ mặt càng thêm ôn hòa tự nhiên. Cảnh tự tiêu nhìn bộ dạng của xà lê hoa, hắn lấy ra một văn kiện nói, trưởng phòng xà, nếu như là phương án như những năm trước thì không có vấn đề, thế nhưng phương án năm nay. Mời chị xem thứ này. Xà lê hoa tiếp nhận văn kiện nhìn thoáng qua, đó là quy định dự toán tài chính của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nàng cũng đã từng xem qua văn kiện này, thế nhưng khi đó cảm thấy nó không có liên quan đến công tác của mình, vì vậy không thèm quan tâm. Không ngờ bây giờ cảnh tự tiêu lại lấy văn kiện này ra để đối phó với mình, thế là nàng nhìn qua một lượt, sau đó cười nói, "Trưởng phòng Cảnh, anh là người đứng đầu phòng tài chính tỉnh mật đông, anh cũng không phải bỏ tiền túi của mình ra, hơn nữa bí thư sầm còn đồng ý phương án này, anh không còn cách nào khác sao?" chương 1756, hai kỳ ngộ và năng lực. Trường phòng xa, phòng tài chính tất nhiên sẽ cố gắng giúp đỡ tổ chức Tết Kim Hoa, thế nhưng trước Tết đã có dự toán về chi phí tổ chức Tết Kim Hoa, nếu cao hơn một chút cũng không là vấn đề, chủ yếu là con số kinh phí của nó vượt qua phạm vi quyền hạn của tôi. Nếu không thì thế này, chị đi đến gặp Chủ tịch Vương một chút, chỉ cần có chữ ký của Chủ tịch Vương, tôi đảm bảo sẽ quyết toán kinh phí cho chị chỉ sau một ngày. Cảnh từ tiêu dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xà lê hoa, sự kiên này hắn cũng không phải cố gắng làm khó xà lê hoa, thật sự là hắn không làm chủ được. Những năm qua chủ tịch vương cho ra quy định chặt chẽ ở phương diện tài chính, trước đó sở nội vụ có thông qua chi phí văn phòng, kết quả làm cho chủ tịch vương mở miệng yêu cầu sở nội vụ tiến hành báo cáo rõ ràng ở hội nghị liên tịch. Tuy sự việc kia là không lớn thế nhưng làm cho giám đốc trình của sở nội vụ khó thể xuống đài cũng vì nguyện này mà trước đó cảnh tự tiêu đã bị mắng cho một chặp thế nhưng hắn lại cảm thấy rất vui vì sau này tất cả các đơn vị đến tìm kinh phí đều không dám cho ra con số gì lớn xà lê hoa nhìn gương mặt không phải nói dối của cảnh tự tiêu nàng trầm ngâm dây lát rồi nói vậy cũng được tôi đi tìm chủ tịch vương thế nhưng trưởng phòng cảnh đã nói rồi đấy sau này cũng không được nuốt lời điều này thì trưởng phòng xà cứ yên tâm tôi nói nhất định sẽ giữ lời Cảnh tự tiêu nhìn vẻ mặt của xà lê hoa, hắn vội vàng nói. Lần này nụ cười của hắn không phải giả vờ, hắn thật sự vui sướng. Dù sao thì kinh phí lớn cũng làm hắn khó xử, bây giờ nếu trưởng phòng xà đi tìm chủ tịch vương, phương diện thông qua hay không sẽ là của chủ tịch vương. Sau khi xà lê hoa rời khỏi phòng tài chính thì không khỏi có chút hối hận. Lúc bắt đầu thì nàng cảm thấy đi tìm gặp chủ tịch vương không là vấn đề, thế nhưng bây giờ suy nghĩ lại và cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Nếu như Chủ tịch Vương phê chuẩn phương án thì quá tốt, nhưng nếu mà ý kiến của Chủ tịch Vương khác biệt với Bí Thư sầm như vậy không phải mình sẽ bị kẹp vào giữa hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy này sao? Xà Lê Hoa Thầm nghĩ như vậy mà cảm thấy rất khó chịu, trong lòng cũng khó thể nào xác định được, không biết tiến lùi thế nào cho phù hợp. Cảnh từ tiêu đã nói quá rõ ràng, bây giờ nếu như mình đến nói ngược lại, dù có làm cho xong thì đối phương cũng sẽ xem thường mình có lẽ không có vấn đề gì xà lê hoa thật sự hoài niệm khoảng thời gian đường trấn huy làm chủ tịch tỉnh khi đó chỉ cần bí thư sầm lên tiếng tất cả ban ngành đều phải chấp hành nhưng bây giờ dù mình có nói đến bí thư sầm thì cảnh tự tiêu cũng phải yêu cầu có chữ ký của chủ tịch phương bí thư sầm bây giờ giống như không còn được như năm xưa xà lê hoa sinh ra ý nghĩ như vậy mà không khỏi run lên trước kia sầm vật cương căn bản là một vị thần ở mật đông, không ai có thể làm cho nó dao động được. Nhưng bây giờ, xà lê hoa lắc đầu và ném bỏ ý nghĩ này của mình, trước tiên nên đến nói chuyện với chủ tịch vương cái đã. Nàng nghĩ đến vương tử quân mà không khỏi đưa tay sờ lên mặt, sau đó lấy gương ra xem xét. Trước kia xà lê hoa đến gặp đường Trấn Huy cũng không bao giờ trịnh trọng như vậy, khi đó nàng căn bản không có chút sợ hãi đường Trấn Huy. Tuy đường Trấn Huy cũng là người lợi hại, đôi khi nàng còn cảm thấy đường Trấn Huy rất muốn đập bàn nổi giận. Nhưng càng là như vậy thì xà lê hoa càng không sợ hãi. Bây giờ vương tử quân luôn là người nở nụ cười ôn hòa, giống như không có chuyện gì phải gấp, chẳng qua xà lê hoa hiểu rõ khi mà gương mặt chủ tịch vương trở nên âm trầm, căn bản không cần lên tiếng cũng làm cho biết bao nhiêu cán bộ bùn rùn tay chân. Sau khi xe chạy về khu văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Xà Lê Hoa cố gắng áp chế tâm tình của mình. Lúc này nàng là một vị trưởng phòng tuyên truyền vui vẻ hòa ái, nàng khẽ gật đầu với những người chào hỏi mình, sau đó xảy bước đi về phía phòng làm việc của Chủ tịch Phương. Hiểu Bạch, cậu đang làm gì vậy? Sau khi đi đến phòng của Triệu Hiểu Bạch, Xà Lê Hoa nở nụ cười nói với Triệu Hiểu Bạch đang vùi đầy ghi chép. Triệu Hiểu Bạch mặc dù đang ghi chép thế nhưng tai mắt rất cảnh giác, khi nghe thấy có người chào hỏi thì ngẩng đầu lên khi hắn thấy người đến là xà lê hoa hắn không khỏi vội vàng đứng lên nói chào trưởng phòng xà tôi đang viết bản thảo vì mãi viết lách mà không thấy ngài đi vào hiểu bạch công tác lúc nào cũng bận rộn làm không xong nhưng dù sao cũng phải chú ý đến sức khỏe xà lê hoa ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc của triệu hiểu bạch rồi cười ha hả dùng giọng quan tâm hỏi trưởng phòng xà mời chị uống trà Triệu Hiểu Bạch rót trà cho xà lê hoa rồi cũng cười vui vẻ nói. Xà lê hoa nhìn biểu hiện của Triệu Hiểu Bạch mà cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Năm trước khi Triệu Hiểu Bạch đi đến nhận công tác ở văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, có người muốn giới thiệu cháu gái của xà lê hoa cho Triệu Hiểu Bạch, khi đó cháu gái của nàng cũng đồng ý, thế nhưng xà lê hoa kiên quyết từ chối. Khi đó xà lê hoa cảm thấy Triệu Hiểu Bạch dù khá tốt nhưng trời sinh chất phác, giống như một tên ngốc, sau này căn bản không thể phát triển tốt trong quan trường, cháu mình đi theo người này chỉ mang khổ vào người. nhưng tạo hóa trêu người, khi xà lê hoa cảm thấy triệu hiểu bạch căn bản không ra gì, không ngờ vận may lại đến với triệu hiểu bạch, có thể trở thành thư ký của chủ tịch phương. quan trọng là triệu hiểu bạch được phương tử quân bồi dưỡng, càng ngày càng là cán bộ trẻ tuổi nổi bật, thậm chí còn mạnh hơn cả thư ký của sầm vật gương có thể nói trở thành thư ký của vương tử quân chính là vận may cả đời cho triệu hiểu bạch, người này học được nhiều điều trên vị trí hiện tại, chỉ sợ vượt qua những gì mà 20 năm trước được học. Xem ra đời người nếu tìm đúng thầy thì sẽ có sự phát triển cao độ. Điều này không khỏi làm cho xà lê hoa cảm thấy ảo não, thế nhưng nàng căn bản không có biện pháp gì cứu vãn. Khi nàng chuẩn bị tìm cách cho cháu mình, lại đúng lúc người ta kết hôn vì sao khi mà một người đàn ông tốt có biểu hiện tốt thì luôn có gia đình rồi xà lê hoa nghĩ đến vấn đề này nàng không khỏi cảm thấy cực kỳ khó hiểu cũng may xà lê hoa là xà lê hoa dù trong lòng nghĩ đến nhiều chuyện nhưng biểu hiện vẫn điềm nhiên như không nàng nói với triệu hiểu bạch hiểu bạch vợ cậu nấu nướng thế nào về nhà nhớ bảo cô ấy nấu cho nhiều món ngon mà bồi bồi cảm ơn trưởng phòng xà triệu hiểu bạch tuy không biết lời nói của xà lê hoa có bao nhiêu thật tình thế nhưng những khi cần cảm tạ thì hắn cũng không hàm hồ hiểu bạch nếu cậu có thời gian thì đến nhà chị dùng cơm xà lê hoa không chờ triệu hiểu bạch từ chối mà cười nói chủ tịch có trong phòng không trưởng phòng xà chủ tịch nghiêm vừa mới đi vào chưa bao lâu tôi sẽ đi vào xem thế nào triệu hiểu bạch cầm một bình trà nhỏ đi vào trong phòng làm việc của vương tử quân Xà lê hoa nhìn triệu hiểu bạch bước đi mà không khỏi có chút lo lắng, nàng thầm cầu nguyện hy vọng lần này gặp mặt chủ tịch vương sẽ thuận lợi. chương 1757, tôn trọng nhưng không ngủ quáng. Trường phòng xa, chị rõ ràng là khách quý, mời chị ngồi. Vương tử quân tươi cười nhìn xà lê hoa rồi nhiệt tình mời ngồi. Xà lê hoa nhìn nụ cười của vương tử quân mà không khỏi chấn tĩnh hơn, nàng cười nói, chủ tịch, xem ra tôi cần phải kiểm điểm lại bản thân, lãnh đạo nói tôi là khách quý, căn bản không phải là phê bình rồi sao? Ha ha ha, trưởng phòng xa, chị không cần phải so đo với tôi như vậy. Vương tử quân ngồi xuống đối diện với xà lê hoa rồi cười tủm tỉm nói. Lúc này triệu hiểu bạch chú ý châm trà nói, trưởng phòng xa, mời chị dùng trà. Chủ tịch vương, hiểu bạch thật sự không tồi, sau khi được ngài dạy bảo thì căn bản là tương lai càng rộng mở, hoàn toàn dư giả xuống tuyến dưới làm một vị chủ tịch thành phố. Xà Lê Hoa tiếp nhận ly trà trong tay của Triệu Hiểu Bạch rồi lên tiếng khích lệ. Triệu Hiểu Bạch là thư ký của Vương Tử Quân, khích lệ thư ký tất nhiên sẽ làm cho lãnh đạo có thể diện. Xà Lê Hoa là người có kinh nghiệm ở phương diện này, bây giờ nói ra càng làm cho người ta cảm thấy thân mật và hiền hòa. Vương Tử Quân biết rõ đây là lời nịnh hót biến tướng của Xà Lê Hoa với mình, thế nhưng hắn vẫn nở nụ cười sáng lạn thứ nhất là hắn cần phải nể mặt xà lê hoa, thứ hai là năng lực công tác của triệu hiểu bạch thời gian qua căn bản là không tệ. Hiểu bạch có năng lực công tác khá tốt, thế nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm công tác cơ sở, khoảng thời gian sau cũng nên cho cậu ấy xuống tuyến dưới rèn luyện. Xà lê hoa dùng giọng cảm khái nói, đúng vậy. Cơ sở thật sự là nơi có thể rèn luyện cán bộ rất tốt. Hai người vương tử quân và xà lê hoa trò chuyện với nhau, triệu hiểu bạch nhanh chóng lui ra. Tuy hắn rất muốn nghe những lời liên quan đến phương diện sắp xếp mình của Vương Tử Quân, thế nhưng lý trí nói cho hắn biết mình không nên vì cái trước mắt như vậy. Triệu Hiểu Bạch căn bản không có chút lo lắng về phương diện Vương Tử Quân sắp xếp công tác cho mình. Tuy Chủ tịch Vương chưa từng nói với hắn về vấn đề này, thế nhưng hắn biết rõ Chủ tịch Vương nhất định không bao giờ để cho mình có hại. Tuyến huyện tuy có hơi thấp thế nhưng cũng là nơi có thể rèn luyện con người, không phải chủ tịch vương từng bước đi lên từ cấp xã sao. Sau khi triệu hiểu bạch đóng cửa phòng lại thì xà lê hoa nhanh chóng đi vào chủ đề chính, nàng đưa văn kiện trong tay cho vương tử quân rồi nói, chủ tịch, sắp tới là Tết Kim Hoa của tỉnh Mật Đông, đây là những phương án nghi thức cho Tết Kim Hoa sắp tới ở thành phố rừng mật, mời ngài xem qua một chút. Vương tử quân cầm phương án lên xem một chút, trước kia Tết Kim Hoa là do thành phố rừng mật và phòng tuyên truyền liên hợp tổ chức, tối đa cũng chỉ đến báo cáo vài câu mà thôi, hôm nay xà lê hoa đến rõ ràng là có chuyện khác. Khi vương tử quân nhìn qua phương án mà không khỏi cau mày. Tuy con số trên phương án chỉ là dự tính, thế nhưng nếu thực hiện theo phương án này, chỉ sợ sẽ phải bỏ ra con số tài chính lên gấp 3 lần. Hèn gì mà xà lê hoa phải đến tìm mình, nếu như thiếu tài chính thì phía thành phố rừng mật và phòng tài chính tỉnh có thể giải quyết. Trong đầu vương tử quân lóe lên vài ý nghĩ, hắn không khỏi đưa mắt nhìn xà lê hoa. Xà lê hoa luôn quan tâm đến hành vi của vương tử quân, khi thấy vương tử quân nhíu mày thì nàng thầm nghĩ sự việc không được tốt cho lắm. Mãi đến khi vương tử quân đưa mắt nhìn thì nàng mới vội vàng giải thích, chủ tịch vương, Tết Kim Hoa căn bản là một ngày lễ quan trọng của tỉnh Mật Đông, những lần tổ chức trước đó không những có tiếng vang lớn trong cộng đồng người tỉnh Mật Đông, còn có không ít hoa kiều quan tâm. Vì vậy lần này chúng tôi định tổ chức hơi lớn một chút, biến nó thành ngày lễ truyền thống, biến nó thành diễn đàn kêu gọi đầu tư của tỉnh để đạt đến hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền về tỉnh mật đông. xà lê hoa không nói ra chỉ thị của sầm vật gương, tuy chỉ thị của sầm vật gương không có gì là sai, thế nhưng nàng là người thông minh, nàng hiểu đôi khi nói ra những lời như vậy lại có tác dụng phản ngược. vương tử quân khẽ gật đầu, hắn căn bản không phản đối phương diện tuyên truyền cho nhiều người biết về mật đông sau khi xem xong phương án thì hắn trầm giọng nói trưởng phòng xa tôi đồng ý với lời đề nghị của chị thế nhưng tôi cảm thấy muốn đề cao ngày tết kim hoa cũng không cần tốn nhiều tiền chị xem chỗ này đi mời ngôi sao nổi tiếng đến biểu diễn tôi cảm thấy điều này là không cần tỉnh mật đông chúng ta cũng có đoàn ca múa nhạc để cho bọn họ biểu diễn vừa biểu hiện phong tục ca múa của mật đông vừa có thể biểu hiện văn hóa của mật đông không phải sẽ làm cho ngày lễ thêm đặc sắc sao Xà Lê Hoa nhìn Vương Tử Quân nói vài câu đã làm cho một hoạt động tốn kém khá nhiều tiền cho thoải mái hơn, thế là không khỏi sinh ra cảm giác đổ mồ hôi. Nàng biết rõ nếu dựa theo ý kiến của Vương Tử Quân, như vậy thì cũng không đến mức cần quá nhiều tiền. Xà Lê Hoa cắn răng rồi cuối cùng trầm giọng nói, Chủ tịch Vương, phương án này đã được bí thư sầm chỉ định, anh xem. Vẻ mặt Vương Tử Quân cũng không có gì biến đổi, nhưng trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, đối với hắn thì đây không phải chuyện lớn, chỉ cần ký vào một chữ là được. Thế nhưng vương tử quân lại không muốn ký như vậy. Khoảng thời gian gần đây Mật Đông đang cố gắng chỉnh đốn thu chi của ban ngành chính quyền, có thể nói đang ở vào trong giai đoạn nút thắt, nếu như mở cục diện như vậy chỉ sợ tất cả công tác trước đó sẽ là uổng phí. Xà Lê Hoa nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân mà không khỏi đổ mồ hôi. Khi hắn đang suy nghĩ miên man bất định thì chợt nghe Vương Tử Quân nói chị về điều chỉnh ý nghĩ của mình, phải cố gắng làm sao để nổi bật văn hóa mật đông, cho thêm vào đó những thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Sau khi cho ra phương án thì tôi và chị sẽ đến gặp bí thư sầm. Xà Lê Hoa còn muốn nói thêm, thế nhưng sau khi trầm ngâm dây lát thì cầm phương án rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này xem như xà Lê Hoa đã được nếm mùi vị cảm giác khó xử, dù sao bị kẹp giữa hai vị lãnh đạo cũng không phải là chuyện gì hay ho nhưng bây giờ nàng nên làm sao bây giờ ý kiến của hai vị lãnh đạo không giống nhau người khó chịu nhất lại là nàng sau khi xà lê hoa rời đi vương tử quân lẳng lặng suy tư về việc vừa rồi mối quan hệ giữa hắn và sầm vật cương càng thêm vi diệu tuy hai người căn bản không có xung đột gì lớn thế nhưng lại có biểu hiện khá trái ngược vương tử quân tất nhiên sẽ sinh ra ý nghĩ muốn tích cực điều chỉnh mối quan hệ này có một số việc mình sinh ra ý nghĩ khác biệt thế nên không thể đi theo ý nghĩ của sầm vật cương. Ví dụ như Tết Kim Hoa lần này, cũng không phải là vương tử quân tự bỏ tiền túi ra, hắn ký tên cũng không sinh ra tổn thất gì, thế nhưng hắn đang ở vị trí hiện tại căn bản không phải cố gắng hết sức để làm tốt các mối quan hệ, hắn phải thực hiện theo đúng nguyên tắc của mình. Hy vọng bí thư sầm có thể hiểu được mình. Khi vương tử quân trầm ngâm thì tiếng gõ cửa vang lên, trương tề bảo đi vào báo cáo, chủ tịch vương, bí thư lôi hợp tuấn của thành phố Đồng Lục đi đến. Lôi hợp tuấn là một trong những vị cán bộ tích cực dựa vào vương tử quân, trước khi đến thì hai bên đã liên lạc với nhau. Bây giờ vương tử quân nghe trương tề bảo báo cáo thì khoát tay nói, mời bí thư lôi vào đây một chút. chương 1758, một quan hệ không cách nào hàn gắn. Tuy vương tử quân nói là mời lôi hợp tuấn đi vào, thế nhưng đó không phải chỉ có một mình lôi hợp tuấn, còn có một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Người đàn ông trung niên này tuy không cao nhưng cơ thể mạnh mẽ làm cho người ta sinh ra cảm giác trầm trọng, thế nhưng sau khi đi vào trong phòng làm việc của vương tử quân thì tỏ ra rất gò bó. "Chủ tịch, đã nhiều ngày ngài chưa đến thành phố chúng tôi kiểm tra công tác. Lần trước khi ngài đến kiểm tra công tác, tôi có nói khi nào mà hồ hoa sen ở Đồng Lục được cải tạo xong thì nhất định phải đến xem, bây giờ hoa sen đã qua mùa nở rộ rồi." Lôi hợp tuấn có tiếp xúc khá gần với vương tử quân, vì vậy hắn mở miệng có vẻ tùy ý. Hắn ngồi xuống đối diện với vương tử quân rồi cười hì hì nói. Vương tử quân khẽ gật đầu cười với lôi hợp tuấn, sau đó hắn cười nói, tôi thật sự có nói như vậy, thế nhưng tôi chỉ muốn xem tình cảnh hoa sen nở đầy hồ, nếu bây giờ đi thì căn bản là khá tiếc nuối. Vậy thì lần sau ngài đến là được, lôi hợp tuấn nói bằng giọng điệu cung kính, Lúc này hồ hoa sen căn bản đã phát triển rất mạnh, có nhiều khách sạn khai trương lại, có nhiều món ăn liên quan đến hoa sen, nếu đi đến nơi khác căn bản khó được nếm những món này. Vương Tử Quân khoát tay áo nói, "Được, bí thư Lôi xem như là người mồm mép lợi hại, đến khi đó tôi cũng muốn nếm thử xem thế nào." "Chủ tịch, lần này tôi đến báo cáo với ngài về tình huống xây dựng các khu công nghệ đây là hó thư ký trưởng văn phòng quản tự thành của văn phòng thị ủy kiêm chủ nhiệm hiệp hội quản lý khu công nghệ thành phố Đồng Lục. Mời anh giới thiệu thoáng qua tình huống đẩy mạnh và phát triển khu công nghệ của Đồng Lục cho Chủ tịch Vương được biết. Quản tự thành nghe lôi hợp Tuấn nói như vậy thì đứng lên khỏi ghế sa lông nói, Chủ tịch Vương, dưới sự giúp đỡ cao độ của cấp ủy chính quyền thành phố và tỉnh, chúng tôi đã cho ra nhiều biện pháp thúc đẩy sâu dựng các khu công nghệ, trước hết là chúng tôi bỏ ra lực lượng cực kỳ lớn để xây dựng cơ sở vương tử quân nghe quản tự thành báo cáo mà biết rõ người này có chút căng thẳng hắn nhìn bộ dạng của chủ nhiệm tự thành thế là chợt có vài phần nghi vấn quản tự thành báo cáo gì vậy lôi hợp tuấn có thể báo cáo với mình về vấn đề này vì sao còn ném công tác lên người chủ nhiệm kia không phải có ý nghĩ gì khác đấy chứ sau khi quản tự thành báo cáo xong vương tử quân có hỏi vài vấn đề vương tử quân hỏi vài vấn đề không khó thế nhưng lại nhận được câu trả lời chuyên nghiệp của quản tự thành hắn chợt phát hiện người này bỏ ra khá nhiều công sức chuẩn bị báo cáo với mình vương tử quân tiến hành khuyến khích chủ nhiệm quản vài câu sau đó nói sắp tới tôi sẽ đến thăm thành phố đồng lục tôi nhất định sẽ đến thăm các khu công nghệ của các anh tôi hy vọng khi đó đồng lục còn phát triển mạnh mẽ hơn bây giờ quản tự thành là người thông minh hắn nói thêm vài câu rồi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi chủ nhiệm quản rời đi, Lôi Hợp Tuấn cũng không chờ Vương Tử Quân lên tiếng mà khẽ nói, Chủ tịch, ngài cảm thấy tiểu quản kia như thế nào? Vương Tử Quân cảm thấy quản tự thành là người không tệ, hắn cười cười nói, người này ý nghĩ rõ ràng, năng lực khá tốt, có thể rèn luyện một chút, tuyệt đối là sự giúp đỡ tốt với anh. Chủ tịch ngài cho ra đánh giá cao về tiểu quản, nếu là anh ấy biết được, nhất định sẽ cực kỳ cảm kích. Lôi hợp tuấn nói rồi cười cười tiếp tục, chủ tịch, tôi cảm thấy văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh chính là nơi cần được tăng cường, nếu để cho tiểu quản đi đến công tác thì căn bản sẽ rất tốt. Lúc này vương tử quân đã hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩ của lôi hợp tuấn, sở dĩ lôi hợp tuấn kéo quản tự thành qua, căn bản là vì chuyện nhiệm kỳ mới. Hắn nhìn gương mặt sáng lạn của lôi hợp tuấn mà không khỏi khẽ gật đầu. Lôi hợp tuấn rời đi rất với bộ dạng mỹ mãn, nhưng suy tư của vương tử quân lại càng nhiều hơn. Nửa năm nữa sẽ đến nhiệm kỳ mới, tuy nhiệm kỳ mới cần sầm vật cương nắm đại cục, thế nhưng hắn là chủ tịch tỉnh, chính hắn cũng cần phát ra âm thanh của mình. Nếu như hắn mất đi âm thanh ở sự kiện cực kỳ quan trọng này, không chỉ làm khó cho công tác, hơn nữa tuyến trên sẽ hoài nghi năng lực khống chế đại cục của mình. Nhưng sầm vật cương bên kia sẽ không có ý nghĩ gì sao? Động tác của xà lê hoa căn bản là tương đối nhanh, chỉ một ngày sau nàng đã cầm theo bản kế hoạch sửa đổi đến tìm Vương Tử Quân. Sau khi đưa bản kế hoạch cho Vương Tử Quân thì nàng còn cười khổ nói, Chủ tịch Vương, chuyện này tôi thật lòng còn có chút không yên, ngài nên đi sang giúp đỡ tôi một chút ở phương diện tác động với bí thư sầm. Vương Tử Quân tiếp nhận bản kế hoạch nhìn qua một chút, lúc này xà lê hoa rõ ràng là sửa đổi phương án theo ý của mình. Thế là hắn cười nói, được rồi, chị xà, chuyện này tôi đã đồng ý thì sẽ đi với chị. Sau khi gọi điện thoại đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương, Vương Tử Quân cùng xà Lê Hoa đi đến phòng của Sầm Vật Cương. Khi hai người bọn họ đi vào trong phòng, lúc này Sầm Vật Cương đang cúi đầu xem xét văn kiện. Khi thấy hai người bọn họ đi đến thì lão không khỉ cười nói, căn bản không có nhiều cơ hội chủ tịch Vương và trưởng phòng xà cùng đến, mời các vị ngồi. Vương Tử Quân cười cười, hắn ngồi xuống ghế sa lông trong phòng làm việc của sầm vật cương sau đó nói bí thư sầm tôi đã cho chị xà một vấn đề khó khăn chị ấy không dám tự mình gặp anh thế nên kéo tôi cùng đến ha 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 trưởng phòng xà tôi thật sự đáng sợ như vậy sao sầm vật cương ngồi xuống ghế sa lông rồi cười ha hả nói nếu thật sự là như vậy thì tôi nên sửa đổi lại tính tình của mình nếu không sau này mọi người mà đều không chịu đến báo cáo công tác với tôi như trưởng phòng xà sau này tôi cũng sẽ bị người ta cười cho." Sầm Vật Cương nói như vậy làm cho bầu không khí trong phòng đầy vui vẻ, thế nhưng nụ cười trên mặt Xà Lê Hoa lại có vài phần cứng nhắc. "Bí thư Sầm, sự việc là thế này, trưởng phòng Xà cầm theo phương án tổ chức Tết Kim Hoa đến chỗ tôi đòi tiền, tôi có nhìn qua một chút, cảm thấy chị thị của ngài yêu cầu tổ chức Tết Kim Hoa làm thành danh thiếp cho mật đông." hơn nữa còn tạo điều kiện để tăng cường liên lạc với bên ngoài là cực kỳ phù hợp với thực tế phát triển của tỉnh vương tử quân tiếp nhận ly trà từ tay thư ký của sầm vật cương sau đó hắn trầm giọng nói với sầm vật cương sầm vật cương thật lòng đã có suy đoán vì sao vương tử quân và xà lê hoa lại cùng nhau đến gặp mình lúc này nghe vương tử quân nhắc đến tết kim hoa lão không nói lời nào mà chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt lắng nghe chương 1758, hai quan hệ không cách nào hàn gắn. Những điểm nên dùng tiền thì chúng ta tuyệt đối không nên bùn xỉn, nhưng ở phương diện không nên dùng tiền, tôi cảm thấy chúng ta nên tỉnh lược một chút. Ví dụ như phương diện mời ca sĩ nổi tiếng đến biểu diễn, tôi cảm thấy điều này là không cần, chúng ta lần này tổ chức Tết Kim Hoa căn bản là nguồn biểu hiện sự đặc sắc của địa phương, thế nên dùng đoàn ca mối nhạc trong tỉnh thay thế cho các ca sĩ ngôi sao là hợp lý không những thiết kiệm tài chính còn làm nổi bật tính đặc sắc của tỉnh. Vương Tử Quân nói, sau đó hắn đưa phương án mới đã được xà lê hoa sửa đổi cho sầm vật cương, mời anh xem qua phương án này, tôi cảm thấy phương án này thật ra cũng rất tốt. Sầm vật cương tiếp nhận phương án nhìn thoáng qua, khi sầm vật cương xem xét thì xà lê hoa cảm thấy rất căng thẳng, dù sao thì chuyện này cũng có liên quan đến mình, nếu như mình công tác thiếu đi sự giúp đỡ của bí thư sầm, như vậy sẽ có đả kích không nhỏ với phương diện triển khai mở rộng công tác của mình. Nếu so sánh với xà lê hoa thì vương tử quân tỏ ra rất bình thản, hắn lẳng lặng uống nước, lúc này trong phòng chỉ còn lại âm thanh lật văn kiện của sầm vật cương. 5 phút sau sầm vật cương mới xem qua phương án sửa đổi một lượt, lão ngẩng đầu lên cũng không nói gì ngay, sau đó nói với vương tử quân, chủ tịch, anh có xem qua phương án này chưa? Bí thư sầm, tôi đã xem qua một lượt rồi, tôi cảm thấy phương án này rất tốt. Vương tử quân tiếp nhận ánh mắt của vương tử quân rồi trầm giọng nói. À, lời đề nghị của chủ tịch là rất không tồi, trưởng phòng xa cứ nên thực hiện theo phương án này. Sầm vật cương cười cười đặt phương án tổ chức Tết Kim Hoa lên mặt bàn nói. Sự việc càng tiến triển thuận lợi thì càng làm cho xà lê hoa cảm thấy không nắm chắc. Trước kia dù là vương tử quân hay sầm vật cương đối mặt với nhau thì nàng đều có thể chen vào vài câu, nhưng bây giờ nàng cảm thấy mình căn bản là quá kém cỏi, không dám mở miệng chen lời. Hai vị lãnh đạo nói cười rông như tham gia một bữa tiệc làm cho xà lê hoa cảm thấy có chút khó chịu, nàng hy vọng chuyện này có thể nhanh chấm dứt, thế nhưng hai người kia càng nói càng giống như thêm vui vẻ và hòa hợp với nhau. Mười phút trôi qua làm cho xà lê hoa sinh ra cảm giác giống như một năm, may mà có một cuộc điện thoại gọi đến làm cho bí thư sầm phải nghe máy, lúc này chủ tịch vương cũng đứng lên cáo từ sau khi cùng vương tử quân ra khỏi khu văn phòng thường ủy xà lê hoa khẽ hỏi chủ tịch vương ngài nói xem chúng ta như vậy có làm cho bí thư sầm mất hứng hay không vương tử quân nhìn xà lê hoa rồi cười cười nói chị xà của tôi ơi chị nên tin tưởng trình độ của bí thư sầm tất nhiên bí thư sầm chỉ có thể vui vẻ với những chuyện có lợi cho mật đông nào có chuyện trách tội chị xà lê hoa cười cười nàng cảm thấy sự việc xem như cũng không hoàn toàn đúng như vậy nhưng cũng biết lúc này mình căn bản không thể phản bác được lời nói của Vương Tử Quân. Sau khi chia tay Vương Tử Quân, xà lê hoa do dự dây lát, sau đó nàng quyết định quay lại. Khi nàng gõ cửa đi vào trong phòng làm việc của Bí Thư Sầm, khi đó Bí Thư Sầm đang lẳng lặng cắt tỉa cành cây trong phòng. Bí Thư Sầm, xà lê hoa đứng trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương rồi khẽ nói. Sầm Vật Cương không mở miệng, lão cắt thêm vài cành lá, sau đó mới nói trưởng phòng xà có chuyện gì vậy. Bí thư sầm, phương án kia là chủ tịch vương yêu cầu phòng tuyên truyền chung tôi sửa đổi, trước đó tôi đưa bản kế hoạch cũ đi trưng cầu ý kiến của chủ tịch vương. Xà lê hoa còn chưa nói xong thì sầm vật cương đã ngắt lời, trưởng phòng xà, có một số việc chị không nên suy nghĩ quá nhiều. Chủ tịch vương sửa chữa kế hoạch kia cũng là vì xuất phát từ góc độ công tác, chị cũng không cần phải đến giải thích với tôi tuy sầm vật cương nói những lời này giống như đang cười nhưng nụ cười này lại làm cho xà lê hoa cảm thấy rất không thoải mái. Xà lê hoa cắn răng rồi trầm giọng nói, bí thư sầm, chuyện này là tôi làm không tốt. Sầm vật cương buông cây kéo trong tay xuống, sau đó rót nước cho xà lê hoa rồi nói, cái gì mà làm tốt hay không, chị thật sự đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Được rồi, chỉ là một cái Tết Kim Hoa mà thôi, chị nên tổ chức cho tốt là được sầm vật gương tiến chân xà lê hoa ra khỏi phòng làm việc của mình, gương mặt lão nhanh chóng trầm xuống. Lão cần phương án trên mặt bàn nhìn qua một lượt, sau đó gương mặt càng thêm nghiêm túc. Sầm vật gương ngồi bên cạnh bàn làm việc trầm ngâm dây lát, sau đó đặt tay lên chồng văn kiện ở bên cạnh. Cuối cùng lão cũng không tìm được văn kiện mình muốn, thế là trầm ngâm dây lát rồi gọi điện thoại cho thư ký. Một phút sau thư ký nhanh chóng đi vào phòng, hắn nhìn gương mặt của sầm vật cương thì vội vàng nói, bí thư sầm. Phần văn kiện xin chỉ thị của thành phố Linh Long tôi có đặt lên bàn đâu rồi? Sầm vật cương nhìn thư ký rồi trầm giọng hỏi. Văn kiện xin chỉ thị của thành phố Linh Long, viên thư ký có chút xứng sốt, sau đó lên tiếng, bí thư sầm, không phải ngài nói văn kiện kia không nên để lại, phải trả cho phía thành phố Linh Long sao? Sầm vật cương cố gắng áp chế cơn giận trong lòng, lão biết rõ chuyện này không nên trách thư ký, thế là nhanh chóng nói, đã trả văn kiện về rồi sao? Còn chưa đưa đi, nó còn đang ở trong phòng làm việc của tôi, tôi đang chuẩn bị yêu cầu nhân viên công tác của văn phòng thị ủy Linh Long đến lấy về. Thư ký lúc này thầm cảm thấy may mắn, thầm nghĩ may mà mình có thói quen kiểm tra, nếu không lần này có vấn đề không hay. Sầm vật cương khẽ gật đầu, lão trầm ngâm dây lát rồi nói, cậu đưa văn kiện đó đến đây cho tôi. Thư ký đồng ý một tiếng, sau đó nhanh chóng đưa văn kiện vào phòng. Khi Sầm Vật Cương chuẩn bị xem qua văn kiện, lúc này điện thoại lại vang lên. Sầm Vật Cương nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, thấy người gọi đến là Đồ Phấn Đấu, thế là trầm giọng nói, "Tôi là Sầm Vật Cương." "Chào bí thư Sầm, tôi là Đồ Phấn Đấu, bây giờ tôi đến có quấy rầy ngài không?" Đồ Phấn Đấu dùng giọng nói cười vui vẻ nói với Sầm Vật Cương sầm vật cương căn bản nhìn chúng năng lực công tác của đồ phấn đấu lão không khỏi cười nói anh đã điện thoại đến rồi còn hỏi như vậy làm gì có chuyện gì thì anh cứ nói bí thư sầm ngài đã xem qua phương án tổ chức tết kim hoa của thành phố chúng tôi hay chưa nhắc đến tết kim hoa thì chúng tôi cảm thấy bây giờ linh long phát triển như vũ bão lẽ ra tổ chức tết kim hoa nên ở thành phố linh long mới là phù hợp thành phố rừng mật là tỉnh lỵ phần lớn được tổ chức các sự kiện quan trọng thế nhưng tôi cảm thấy nếu như người ta được ăn thịt thì mình cũng nên được hút chút nước. Khi sắp đến Tết Kim Hoa thì có người thành phố Linh Long đang ở bên ngoài có phản ánh, nói là thành phố Linh Long cũng nên tổ chức Tết Kim Hoa, chúng tôi có thể cho ra một hoạt động nhỏ. Bí thư sầm, tôi cảm thấy chúng tôi thiết lập một hội trường cũng không có vấn đề. Sầm vật cương trầm ngâm dây lát rồi mới nói, chuyện này nên chờ chút rồi nói sau. Chương 1759, một không phải thay máu mà là đại tẩy trư. Hội nghị mới tổ chức được một nửa thì Sầm Vật Cương cảm thấy bụng mình có chút không thoải mái, có lẽ là khi ăn sáng có chút cảm lạnh. Lão thở dài, sau đó đứng lên đi về phía nhà vệ sinh của khách sạn. Sau khi đi vào nhà vệ sinh được một lúc, Sầm Vật Cương xem như đã phát tiết cảm giác không thoải mái của mình. Khi lão chuẩn bị rời đi thì chợt nghe có người vừa đi vừa nói: anh Lưu, anh có ý kiến gì ở 6 tháng cuối năm không?" Người này mở miệng có chút trầm thấp. "Có ý nghĩ thì có làm được gì không, nên thành thật đi thôi, sau đó tìm một vị trí dưỡng lão, bảo dưỡng tuổi thọ là được." Người được gọi là anh Lưu tỏ ra có chút suy sụp tinh thần. Nhưng lời nói này cũng không được người bạn thừa nhận, chợt nghe người kia bất mãn nói, "Anh Lưu, anh nói như vậy căn bản không xem tôi là anh em." người nào không biết bí thư vương của thành phố các anh đã đến tuổi về hưu. Lần này anh ấy nhất định sẽ lui ra, anh nói mình không có ý nghĩ thì chỉ có quỷ mới tin. Anh Trương, anh cũng đừng nói theo kiểu khẳng định như vậy, tôi thật sự là không có ý nghĩ gì. Hơn nữa tôi có ý nghĩ mà lãnh đạo không có ý nghĩ tương đồng, như vậy không phải là nhiệt tình mà tôi công sao. Anh lưu lên tiếng, sầm vật gương chợt nghe thấy ở phòng vệ sinh bên cạnh có âm thanh xối nước ý nghĩ vươn xa thì con người cũng đi được xa người đàn ông được gọi là anh trương nở nụ cười trêu chọc nói trong quan trường mãi mãi không có bạn bè vĩnh viễn tất nhiên sẽ không có người nào trò chuyện thật lòng với nhau vì vậy anh lưu cũng căn bản không xem những lời của anh trương là thật lòng hi hi tôi căn bản nói sự thật anh không tin cũng được chúng ta nên ở lại một chút nữa vì lãnh đạo còn phát biểu thêm vài lời chúng ta hút điếu thuốc cái đã Sầm vật cương lúc này đã chuẩn bị đi, hắn cũng không có hứng thú nghe hai tên thuộc hạ đối thoại bằng giọng điệu không phân biệt nặng nhẹ như vậy. Khi lão chuẩn bị đứng lên, thì chợt nghe anh trương nói: Anh lưu, tôi biết rõ vì sao anh lại nhụt chí như vậy. Không phải trước kia anh bị bí thư sầm phê bình sao? Tôi nói cho anh biết, bây giờ ở mật đông cũng không phải là thời đại của đường chấn huy, bây giờ là của chủ tịch vương. Nếu không thay máu thì cũng sẽ là đại tẩy trừ. Ai làm chủ tịch tỉnh không quan trọng, vấn đề là ai làm bí thư tỉnh ủy, anh cũng không biết tác phong công tác của anh ấy. Anh Lưu dùng giọng điệu có chút u oán nói, từng người ở trên quan trường luôn hiểu rõ một đạo lý, nếu như lãnh đạo đứng đầu căn bản không có hứng thú với anh, như vậy vấn đề cấp bậc của anh được giải quyết sao? Nếu anh có muốn liên hệ cũng không dễ dàng như vậy. Bắt tay là giải hòa sao? Đây căn bản không phải là phương hướng giải quyết tốt hơn nữa chính mình lại bị lãnh đạo phê bình một lần. Sầm vật cương nghe nói như vậy mà có chút buồn bực, lão ngồi trên vị trí hiện tại và mỗi ngày căn bản có nhiều quyết sách cần phải làm, lão sao có thể nhớ rõ tình huống mình phê bình một cấp dưới cho được. Sau khi lão nghe người ta bàn tán như vậy mà không khỏi cảm thấy mình thiếu đi một chút gì đó. Nhưng bây giờ sầm vật cương thật sự không nhớ rõ anh Lưu kia là ai. Bí thư sầm là người có tác phong mạnh mẽ, thế nhưng này anh Lưu, Bây giờ ở mật đông cũng không phải thời đại mà bí thư sầm một tay che trời. Chủ tịch Vương cũng không phải là chủ tịch đường, cũng không phải quả hồng để người ta thích nắn bóp sao cũng được. Anh Trương nói rồi khẽ hạ giọng, anh có biết chuyện Tết Kim Hoa không? Tết Kim Hoa, tất nhiên là biết, tôi còn chuẩn bị đến ngày đó đưa vợ con đi chơi, nghe nói lần này có nhiều hoạt động, tôi đang chuẩn bị tìm chủ tịch Hải Bác của thành phố rừng mật lấy vài vé vào cửa. Anh có muốn đi không? nếu muốn thì chúng ta cùng nhau làm thịt vị chủ tịch thổ hào hải bắc kia anh sao lại không có chút mẫn cảm chính trị nào như vậy anh trương dùng giọng chỉ hận rèn sắt không thành thép nói ai nói với anh về phương diện đi chơi trong tết kim hoa tôi nói về những thứ có liên quan trong sự kiện tổ chức tết kim hoa anh lưu căn bản cảm thấy rất khó hiểu có chuyện gì sao anh trương hạ giọng nói anh không biết sao ý của bí thư sầm là tổ chức tết kim hoa thật lớn không những có mức độ cao, còn phải cực kỳ náo nhiệt. Thế là trưởng phòng tuyên truyền xà Lê Hoa cố gắng vắt óc tìm mưu, khắc sâu ý nghĩ của lãnh đạo, cho ra một phương án cực kỳ lớn. Nghe nói không những có nhiều điểm đổi mới hơn mọi năm, còn mời cả ngôi sao nổi tiếng đến biểu diễn, tất cả nhân sĩ nổi tiếng của Mật Đông đều được mời tham gia. Đúng rồi, thậm chí ngay cả Liêu An như mà anh khá hâm mộ cũng có mặt trong hàng ngũ khách mời. Thật vậy sao? nếu như liêu an như đến tôi cũng muốn đi gặp mặt cô ấy là người tình trong mộng của tôi bây giờ con gái tôi cũng ăn mặc theo kiểu cách của liêu an như nhìn anh kìa anh trương mắng một câu rồi nói đáng tiếc là anh không nên tiếp tục mong chờ vì phương án kia đã bị bác bỏ bí thư sầm không thông qua sao anh lưu chật chật cảm thán căn bản cảm thấy tiếc nuối vì mình không được gặp liêu an như anh Trương phì cười một tiếng nói, Bí thư Sầm tất nhiên là không chối bỏ. Tôi nói cho anh biết, hôm qua tôi có dùng cơm với vài người bạn trong phòng tuyên truyền tỉnh ủy, bọn họ nói sau khi Bí thư Sầm đồng ý phương án, bọn họ cảm thấy mình sắp được làm lớn một phen. Không ngờ bọn họ còn chưa vui mừng được lâu thì phương án kia kết thúc. Trưởng phòng Sa cảm thấy Bí thư Sầm đồng ý thì hăng hái đến đòi tiền của Chủ tịch Vương, kết quả là Chủ tịch Vương cảm thấy phương án kia quá hoang phí đặc biệt là không cần thiết phải mời ngôi sao ca nhạc làm gì cả. Anh ấy yêu cầu phòng tuyên truyền sửa đổi lại phương án, sau đó cùng trưởng phòng xà đi gặp bí thư sầm. Cuối cùng thì thế nào? Anh Lưu chợt có hứng thú, thế là không khỏi trầm giọng hỏi anh Trương. Còn thế nào nữa, là dựa theo ý của Chủ tịch Phương. Anh Trương nói đến đây thì cười, anh Lưu, vấn đề này anh còn không rõ nữa sao? Thời đại của bí thư sầm đã qua rồi, sau này mật đông do ai quyết định thì còn chưa thể rõ ràng được anh lưu giống như động tâm hắn trầm ngâm dây lát rồi nói vấn đề này sao tôi chưa nghe ai nói qua anh không phải gạt tôi đấy chứ tôi gạt anh anh đi mà hỏi thăm xem bây giờ cả văn phòng tỉnh ủy đều đang phát đi tin tức này độ tuổi của anh là có thể lên có thể xuống hoặc là cố gắng tiến lên hoặc là ngã chúi đầu xuống nghe tôi nói này anh nên phấn đấu mạnh mẽ vào À, lần sau có gặp chủ tịch Vương thì tôi sẽ cố gắng biểu hiện một chút. Anh Lưu lầm bầm nói một câu rồi tiếp tục, đi thôi, sắp đến lượt bí thư sầm phát biểu, đừng để cho anh ấy thấy ít người rồi lại nổi nóng mắng mỏ. Sau khi hai người rời đi thì sầm vật cương mới từ nhà vệ sinh đi ra. Lúc này vẻ mặt lão có vài phần tái nhợt, lão cũng không truy cứu xem hai người kia rốt cuộc là ai, chỉ chú trọng vào những lời đối thoại của bọn họ sau khi trầm ngâm dây lát thì sầm vật cương đi về phía đài chủ tịch. Sau khi leo lên đài chủ tịch, lão đưa mắt nhìn đám cán bộ đang ngồi nghiêm chỉnh bên dưới, thế là không khỏi nở nụ cười. Bầu trời xanh bao la, vương tử quân nhìn dòng nước xanh đang cuộn chảy, sau đó hắn chỉ về mảnh đất phía trước nói với hải bác ở bên cạnh, chủ tịch hải, nếu như có thể quy hoạch tốt địa phương này, 10 năm sau nơi đây sẽ là một trung tâm kinh tế của thành phố rừng mật chương 1759, 2, không phải thay máu mà là đại tẩy trừ. Mong chủ tịch yên tâm, tôi đã tìm chuyên gia xem xét, sẽ nhanh chóng cho ra quy hoạch. Hải bác nói đến đây thì nhìn thoáng qua vài người sau lưng vương tử quân, sau đó khẽ nói, chủ tịch vương, bao năm qua Tết Kim Hoa đều là thành phố rừng mật tổ chức, chưa từng mở một hội trường thứ hai ở địa phương khác. Lần này bí thư sầm đồng ý cho xây dựng thêm một hội trường thứ hai ở thành phố Linh Long, điều này làm cho các đồng chí ở thành phố chúng tôi cảm thấy khó hiểu điều này không những làm cho lượng khách phân tán hơn nữa còn làm giảm bớt thành quả kêu gọi đầu tư của phía thành phố rừng mật vương tử quân nhìn thoáng qua hải bác rồi thản nhiên nói bí thư sầm tất nhiên có suy xét của mình hải bác nhìn vẻ mặt của vương tử quân hắn tiến lên một bước nói ngày hôm qua tôi có nói qua chuyện này với bí thư kim anh ấy có chút mất hứng với sắp xếp như vậy Vương Tử Quân có thể hiểu sự mất hứng của Kim Chính Thiện ở sự kiện lần này, dù sao thì chuyện mình đã chuẩn bị tốt lại lọt vào tay của người ta, không mất vui mới là lạ. Chuyện này anh nên trò chuyện với bí thư Kim, cần phải nói về đại cục chung của tỉnh. Vương Tử Quân cũng rất mất hứng ở sự kiện này, thế nhưng dù có mất hứng thì hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Sầm Vật Cương đã đồng ý, phía thành phố Linh Long cũng không cần tỉnh cung cấp tài chính, mình còn nói gì được nữa hải bác trầm ngâm dây lát rồi gật đầu nói chủ tịch vương tôi nghe nói bí thư sầm đã quyết định đến tham gia tết kim hoa ở thành phố linh long anh yên tâm tôi nhất định sẽ ở lại thành phố rừng mật vương tử quân khoát tay áo cười nói với hải bác có những lời này của ngài thì tôi và bí thư kim cũng yên tâm hơn hải bác thấy vương tử quân hiểu ý của mình thì nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn dù sao thì trong cạnh tranh tết kim hoa lần này bí thư sầm đã sang thành phố linh long nếu như chủ tịch vương tử quân mà không ở lại, như vậy hắn cũng bị người ta coi thường. Hai người bước trên cỏ dại đi về phía trước, sau khi đi đến một vị trí sườn đất thì hải bác cười nói với vương tử quân, chủ tịch vương, bây giờ tôi căn bản có áp lực khá lớn, phía thành phố Linh Long có nhiều tiền lắm của, có mời không ít ngôi sao lớn đến tham gia, còn giống như không tiếc tiền để mời cả liêu an như. Bây giờ có nhiều khách quý vốn đến rừng mật đã chạy sang Linh Long, nếu hội trường của chúng tôi không thể làm tốt công tác như linh long thì không hay chủ tịch vương như vậy tôi là chủ tịch sẽ là người bị lên án tôi nên làm gì bây giờ vương tử quân nhìn bộ dạng của hải bác hắn sao không biết người này đang định làm gì hắn chỉ vào hải bác rồi nói chúng ta tổ chức tết kim hoa là vì kỷ niệm không phải lãng phí xa hoa chủ tịch chúng tôi cũng không có vấn đề gì vì cũng không cần phía tỉnh phải bỏ tiền Phía thành phố rừng mật cũng có thể cho ra số tiền như vậy. Hải Bác vẫn chưa từ bỏ ý định mà dùng giọng trần thuật nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Hải Bác rồi nói, "Chủ tịch Hải, cứ dựa theo phương án cũ, tôi cảm thấy phương án kia vừa khí phái vừa biểu hiện nội tình của tỉnh Mật Đông, là rất tốt rồi." Hải Bác nhìn gương mặt kiên quyết của Vương Tử Quân, hắn biết không nên nói thêm gì nữa. Thế nên hắn chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ nói, "Chủ tịch nếu lần này tôi mà bị oán trách thì nguyên nhân đều là ngài. Vương tử quân cười cười nói, nếu như có ai đó phàn nàn, cứ để người đó đến tìm tôi, tôi sẽ cho anh ấy một khóa giảng dạy về tư tưởng chính trị. Sau khi chia tay hải bác, vương tử quân trầm mặc ngồi trên xe. Tuy vừa rồi hắn nói rất hay với hải bác, thế nhưng sự kiện này vẫn làm hắn cảm thấy không thoải mái. Sầm vật cương đồng ý cho mở hội trường thứ hai ở thành phố Linh Long, nói là muốn thúc đẩy Linh Long phát triển, thực tế là có ý nghĩa phân tranh cao thấp với mình. Chuyện này Vương Tử Quân biết rõ nhưng không thể nói ra được, dù sao thì chỉ có thể hiểu mà khó thể truyền ra ngoài. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Vương Tử Quân nhìn màn hình điện thoại rồi nghe máy, "Chào An Như." "Anh đang bận rộn gì vậy?" Giọng nói êm ái của Liêu An Như truyền qua ống nghe giống như một dòng nước chảy vào tai Vương Tử Quân vương tử quân cười cười tuy hai tháng không gặp mặt liêu an như thế nhưng mối quan hệ giữa hai người cũng không vì vậy mà xa cách ngược lại còn gần hơn giống như làm hắn chợt nhớ lại tình cảnh giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn vào kiếp trước vương tử quân cười cười nói anh đang ở trên xe có chuyện gì thế vài ngày nữa em sẽ đến mật đông anh có thời gian không liêu an như cắn môi rồi khẽ nói đã lâu không gặp anh em muốn gặp anh một chút em đến tham gia diễn xuất ở Tết Kim Hoa thành phố Linh Long sao? Vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi trầm giọng hỏi Liêu An Như. À, người đại diện vừa rồi có hỏi ý kiến của em về sự kiện này, em cảm thấy nó rất hay, thế nên chuẩn bị đồng ý. Liêu An Như trầm ngâm dây lát rồi nói tiếp, chủ yếu là vì em muốn gặp anh. Lúc này Liêu An Như căn bản là một người cực kỳ nổi tiếng, nếu như để cho người hâm mộ biết nàng trò chuyện với một người đàn ông như vậy, sẽ không thể không cực kỳ ngạc nhiên. Vương tử quân căn bản có chút áy náy với yêu cầu của Liêu An Như. Khi vị trí của hắn ngày càng cao, tự do ngày càng ít, căn bản càng ít khi được gặp Liêu An Như. An Như, anh thấy em nên từ chối lời mời của thành phố Linh Long. Vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi nói ra ý kiến của mình. Liêu An Như có chút sững sốt, nàng lần này tràn đầy chờ mong được danh chính ngôn thuận đến mật đông, Thế nhưng không ngờ khi nàng nói ra thì người đàn ông của mình lại không đồng ý. Lúc này Liêu An Như cảm thấy có chút uất ức, nàng chợt cắn răng nói, "Em biết rồi, lát nữa em sẽ nói với bọn họ, sẽ để cho bọn họ từ chối. Vài ngày nữa là Tết Kim Hoa ở Mật Đông, em đến Mật Đông đi, anh đưa em đi dạo chơi." Vương Tử Quân có chút không đành lòng, hắn khẽ nói với Liêu An Như, "Thật sao? Vậy thì tốt quá, anh nói phải giữ lời đấy." Tâm tình của Liêu An Như chợt trở nên rất vui vẻ, nàng cười khanh khách nói. Sau khi Hàn Huyên thêm vài câu với Liêu An Như thì Vương Tử Quân cúp điện thoại. Hắn nghĩ đến bộ dạng vui mừng vừa rồi của Liêu An Như, thế là không nhịn được phải khẽ cười. Nhưng hắn nhanh chóng nghĩ đến chuyện Liêu An Như nói với mình, dựa theo cấp bậc của Liêu An Như, có lẽ nàng là đối tượng trọng điểm được phía thành phố Linh Long cho ra lời mời, chính mình vừa rồi nói không quan tâm thế nhưng lại yêu cầu Lưu An như không đồng ý, xem ra có chút ức hiếp người. Chương 1760, một tôi có tự tin. Chủ tịch Vương, bây giờ công tác chủ bị cho hội nghị về công tác xây dựng thành phố đã được chuẩn bị xong, ngày hôm qua thành phố Linh Long có gọi điện thoại đến hỏi khi nào thì tổ chức họp. Hà Kiến Trương ngồi đối diện với Vương Tử Quân rồi khẽ cười hỏi. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút rồi nói, sắp đến Tết Kim Hoa, chúng ta chờ qua Tết Kim Hoa rồi sẽ tổ chức hội nghị được Hà Kiến Trương nói đến đây thì trầm ngâm dây lát sau đó nói tiếp Chủ tịch Phương vài ngày trước có một vài phóng viên của các tòa soạn tiến hành điều tra về phương diện này có vài công trình kiến trúc ở thành phố Linh Long căn bản có chất lượng không được lạc quan nếu như chúng ta chế nãi ở phương diện chỉnh đốn và cải cách như vậy hậu quả là không thể chịu đựng nổi Vương Tử Quân khẽ gật đầu tình huống này căn bản nằm trong dự đoán của hắn Chủ tịch Hà, trước kia chúng ta tổ chức hội nghị trên cơ bản là tổng kết kinh nghiệm, dựng lên điển hình. Thật ra chúng ta càng nên mở hội nghị ở những nơi đang có nhiều cảm bấy. Chúng ta phải coi trọng phương diện tổng kết, không những tiếp thu kinh nghiệm thành công, hơn nữa còn phải cho ra bài học với những công tác thất bại. Chủ tịch nói rất đúng. Hà Kiến Trương căn bản cực kỳ thừa nhận quan điểm của Vương Tử Quân. Thế nhưng bây giờ quan viên các cấp đều muốn che giấu chuyện xấu của mình mà không muốn bộc lộ ra đám người này thích tâng bốc hát ca, thế nhưng không muốn trổng mông lên quất soi. Nếu như chủ tịch vương chọc ra sự kiện này, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người phiền não thấu ruột gan. Được rồi, chúng ta không nên nói đến những phương diện này nữa, nói đến những chuyện vui đi. Vương tử quân nói rồi cầm hai thiệp mời trên bàn lên, anh Hà, chỗ này của tôi nhận được hai tấm thiệp mời tham gia Tết Kim Hoa, anh nhận được mấy thiệp. Hà Kiến Trương nhìn hai tấm thiệp tinh xảo mà không khỏi cười cười nói, Chủ tịch, tôi cũng nhận được hai thiệp. Tết Kim Hoa lần này thật sự đã đủ náo nhiệt, anh chuẩn bị đi đến đâu? Vương Tử Quân đặt hai tấm thiệp lên bàn rồi thuận miệng hỏi. Hà Kiến Trương nhìn hai tấm thiệp mời Tết Kim Hoa trên bàn của Vương Tử Quân, hắn dùng giọng không chút do so dự nói, Chủ tịch, tôi cũng không muốn chạy tới chạy lui, tôi ở lại thành phố rừng mật thôi hai ngày trước tôi có nghe bí thư Kim nói bọn họ cùng đoàn ca mối nhạc tỉnh liên hợp lại với nhau trong Tết Kim Hoa thế nên nhà tôi cũng rất háo hức đón xem Vương Tử Quân cười cười nói hai ngày trước đã diễn tập cho Tết Kim Hoa đúng lúc tôi có đi qua cũng đã nhìn một chút thật sự không tệ ôi sớm biết có diễn tập thì tôi cũng đến xem Hà Kiến trương bày ra bộ dạng tiếc nuối nói hai người trò chuyện với nhau đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên Vương Tử Quân nói một câu mời vào, thấy Trương Tề Bảo mở cửa đi vào. Đầu tiên Trương Tề Bảo bắt chuyện với Hà Kiến Trương, sau đó khẽ nói: "Chủ tịch, vừa rồi thư ký trưởng Phương có gọi điện thoại cho tôi, nói là bí thư Sầm sẽ tham gia Tết Kim Hoa ở thành phố Linh Long, anh ấy cho tôi xin chỉ thị của ngài, có phải là nên cho ra một chương trình ở sự kiện lần này không?" Cho ra một chương trình chính là sắp xếp ai đến chỗ nào, Vương Tử Quân nhìn gương mặt đầy nụ cười của Trương Tề Bảo, Hắn thản nhiên nói, thư ký trưởng Phương có nói bí thư Sầm còn dặn dò gì nữa hay không? Thư ký trưởng Phương nói chuyện này xin chỉ thị của ngài. Trương Tề bảo đứng đối diện bàn làm việc của Vương Tử Quân rồi dùng giọng cung kính nói. Vương Tử Quân không nói gì, hắn uống một ngụm trà. Sầm vật cương căn bản không cho ra chỉ thị gì ở sự kiện này, lại đi đến tham gia Tết Kim Hoa ở thành phố Linh Long, chính mình ở lại thành phố rừng mật Vương tử quân chợt lóe lên vài ý nghĩ, cuối cùng hắn xem như đã hiểu tính toán của sầm vật cương ở sự kiện này. Nếu như mình sắp xếp cho ai đi đến nơi nào thì sầm vật cương sẽ không phản đối, thế nhưng chỉ cần mình làm như vậy thì rõ ràng là yếu thế trong sự kiện này. Sau khi trầm ngâm dây lát thì vương tử quân cho ra quyết đoán, hắn cười nói, hai hội trường chính và phụ của Tết Kim Hoa ở tỉnh Mật Đông đã có bí thư sầm và tôi tham gia, còn những đồng chí khác thì không cho ra bất kỳ sắp xếp cụ thể nào khác. Trước khi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân thì Trương Tề Bảo cũng xem như suy nghĩ kỹ càng về phương diện này. Bí thư sầm sở dĩ cho ra chỉ thị sắp xếp cán bộ tham gia Tết Kim Hoa, căn bản có ý nghĩa rất rõ ràng, đó chính là muốn chủ tịch Vương hiểu được lực ảnh hưởng thâm căn cố đế của mình ở Mật Đông. Nếu chủ tịch Vương cho ra sắp xếp, rõ ràng là chịu khuất phục ở sự kiện này. Trương Tề bảo bây giờ là người của Vương Tử Quân, hắn thật lòng cũng không muốn Chủ tịch Vương phải chịu uất ức như vậy. Nhưng có một điều Trương Tề bảo hiểu rõ ràng, đó là với lực ảnh hưởng của bí thư sầm vào lúc này, chỉ cần không có sự ước thúc, chỉ sợ nhân số thường ủy tỉnh ủy tham gia Tết Kim Hoa ở thành phố Linh Long là không ít. Nếu như hội trường Tết Kim Hoa ở bên phía Chủ tịch Vương là khá vắng vẻ, bị thành phố Linh Long làm khách lấn chủ, như vậy vương tử quân là lãnh đạo chủ yếu tham gia tết kim hoa ở thành phố rừng mật sẽ căn bản là mất mặt vì vậy mà trương tề bảo cực kỳ tiếp nhận phương án sắp xếp phân phối cán bộ trong suy nghĩ của hắn thì chủ tịch vương sẽ là người lý trí ở phương diện này thế nhưng không ngờ chủ tịch vương lại cho ra một đáp án ngoài ý muốn như vậy thế là trương tề bảo không khỏi dùng ánh mắt sốt ruột nhìn hà kiến trương hắn biết rõ hà kiến trương là người tinh tế chỉ cần mình đăm chiêu suy nghĩ sau đó ném ánh mắt về phía chủ tịch Hà, như vậy anh ấy sẽ hiểu rõ. Hơn nữa mình còn có thể nhìn thấu tình thế, Hà Kiến Trương căn bản lại càng hiểu rõ ràng hơn. Hà Kiến Trương xưa nay là người đi gần chủ tịch Vương, thế nên bây giờ càng phải khuyên nhủ chủ tịch Vương một chút. Hà Kiến Trương quả nhiên không làm cho Trương Tề bảo thất vọng, khi Trương Tề bảo nhìn về phía hắn, hắn cười nói với Vương Tử Quân, "Chủ tịch, chuyện này chúng ta không cần phải lo lắng." tôi cảm thấy nên sắp xếp một chút thì hay hơn. Thôi bỏ đi, Linh Long và rừng mật tổ chức hai hội trường chính và phụ, hơn nữa bàn tay đều là thịt, chúng ta cần gì phải làm phức tạp như vậy. Hơn nữa ai cũng kiên trì công tác vì Tết Kim Hoa, cũng đừng vì chuyện nhỏ nhặt này mà sinh ra nhiều trói buộc. Vương tử quân khoát tay áo rồi dùng giọng hời hợt nói. Hà Kiến Trương nhìn bộ dạng lạnh nhạt của Vương tử quân, hắn không khỏi cười cười, nếu chủ tịch đã thông cảm cho chúng tôi như vậy, tôi cũng không nói gì được nữa. Trương Tề Bảo và Hà Kiến Trương một trước một sau rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi cửa phòng đóng lại thì Vương Tử Quân không khỏi đứng lên khỏi ghế. Hắn hiểu được ý tốt của Trương Tề Bảo và Hà Kiến Trương, thế nhưng tình hình này hắn sao có thể lùi bước cho được. Trương 1762 tôi có tự tin. Cho dù sự kiện này Vương Tử Quân hắn mất mặt, thế nhưng nếu không thể không có phản ứng, hắn xem như đang lùi bước. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Tử Quân, hắn cầm lấy điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Kim Chính Thiện, Chủ tịch Vương, anh có bận rộn gì không, tôi có sự kiện cần phản ánh với ngài. Anh Lưu là khách chúng tôi mời đến, trước đó đã nói sẽ tham gia Tết Kim Hoa ở thành phố Rừng Mật, nhưng hôm nay thành phố Linh Long lại cướp người đi, anh nói xem đồ phấn đấu kia đang làm gì vậy. Anh Lưu là một danh nhân văn hóa nổi tiếng trong nước, có thể nói là nhân vật tiêu biểu của tỉnh Mật Đông. Tuy bây giờ người này căn bản không còn ở trong tỉnh Mật Đông, thế nhưng vẫn luôn là niềm kiêu ngạo cho tỉnh Mật Đông. Hơn nữa người này có sự thừa nhận cao với Tết Kim Hoa ở Mật Đông, thế nên mỗi khi đến Tết Kim Hoa thì đều về quê tham gia. Có thể nói anh Lưu là khách quý có ảnh hưởng rất lớn đến Tết Kim Hoa, phía thành phố rừng Mật đã liên hệ tốt với anh Lưu trong danh sách khách quý của thành phố rừng mật cũng đưa anh lưu lên vị trí đầu tiên. Trước đó Kim Chính Thiện căn bản đã không thoải mái vì thành phố Linh Long cũng muốn tranh thủ tổ chức Tết Kim Hoa, bây giờ lại có chuyện này xảy ra, không khỏi làm cho tâm tình của hắn không được tốt. Mặc dù hắn là thường ủy tỉnh ủy thế nhưng dù sao cũng là bí thư thị ủy rừng mật, sự phát triển mạnh mẽ của thành phố Linh Long vào lúc này làm cho không ít cán bộ thành phố rừng mật coi Linh Long là đối thủ của mình. Bây giờ Tết Kim Hoa mà cả tỉnh Mật Đông đều coi trọng đã bị thành phố Linh Long cùng giang tay chia sẻ. Điều này làm cho đám cán bộ thành phố rừng mật cảm thấy không thoải mái, căn bản không tìm ra được chỗ nào để phát tiết. Làm lãnh đạo chủ yếu của địa phương, nếu có thể cho ra thành tích thì căn bản là cực kỳ nở mày nở mặt, thế nhưng nếu như xảy ra chuyện thì sẽ bị người ta oán trách. Mặc dù đám người chung quanh không dám nói, thế nhưng hai người Kim Chính Thiện và Hải Bắc cũng biết người ta sẽ nói mình vô năng. Đặc biệt là Kim Chính Thiện, hắn là thường ủy tỉnh ủy, lại không thể bảo vệ được lợi ích của thành phố rừng mật, căn bản sẽ bị người ta cười vào mặt ở sự kiện này. Phương Tử Quân Trầm ngâm dây lát, sau đó hắn an ủi Kim Chính Thiện, anh lưu đi đến tham gia hội trường Tết Kim Hoa ở đâu là quyền tự do của anh ấy, anh không thể bắt ép người ta được. Chủ tịch Phương, quan trọng là bọn họ làm việc không hay, tôi nghe nhân viên công tác của chúng tôi nói bọn họ căn bản là lấy bí thư sầm ra để nói chuyện. Nói là bí thư sầm đi đến thành phố Linh Long, muốn cùng anh lưu trò chuyện và thảo luận về những chủ đề mà những năm trước đang gian dở, thế nên người ta mới đồng ý đi đến thành phố Linh Long. Kim chính thiện nói rồi không nhịn được phải mắng, đồ phấn đấu này chỉ biết dùng thủ đoạn vật vãnh, cũng không nhìn vào thân phận của mình, đúng là quá mất mặt. Được rồi, bí thư Kim, những lời này anh cũng không nên nói với bên dưới, vì những lời như vậy là căn bản không chịu trách nhiệm. Vương tử quân cười cười rồi khẽ khuyên nhủ, thế này đi, đến Tết Kim Hoa tôi sẽ hoàn toàn nghe theo lời chỉ huy của bí thư Kim, anh thấy như vậy được chưa? Chủ tịch Vương, chỉ huy thì tôi không dám, ngài là lãnh đạo cao nhất đến tham gia Tết Kim Hoa ở thành phố rừng mật, cán bộ và nhân dân chúng tôi căn bản vui mừng khôn xiết, ai cũng mong chờ ngài đến tham gia. Kim chính thiện nói bằng giọng điệu có vài phần vui vẻ, sau khi nói thêm hai câu với Vương tử quân thì chợt mở miệng, Chủ tịch Vương, hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh đến tham gia hai hội trường khác nhau, có phải là nên sắp xếp các cán bộ khác hay không? Chuyện này tôi sẽ nghiên cứu với bí thư sầm, nếu hai người chúng tôi đã đi đến tham gia hai hội trường Tết Kim Hoa, như vậy những đồng chí còn lại cũng không được phân nhiệm vụ cứng. Thời điểm Tết Kim Hoa là lúc mọi người thả lỏng, cũng không đặt vòng kim cô lên đầu mọi người, để cho bọn họ thoải mái một chút. Vương Tử Quân nói làm cho Kim Chính Thiện bên kia chợt kinh hoàng, hắn trầm giọng nói, chủ tịch vương, như vậy chỉ sợ không tốt lắm, điều này. Kim chính thiện có thể ngồi lên vị trí hiện tại, tất nhiên là kẻ có đầu óc khôn khéo. Hắn chỉ cần suy tư giây lát thì có thể hiểu được ý nghĩa của nó, hắn cảm thấy mình đi gần bên cạnh vương tử quân thì mới có lợi. Tuy lực ảnh hưởng của chủ tịch vương trong tỉnh Mật Đông căn bản là càng ngày càng lớn, thế nhưng nếu so với bí thư sầm thì căn bản còn kém một cấp bậc. Lần này bí thư sầm đi đến thành phố Linh Long, hơn nữa còn sắp xếp hai hội trường Tết Kim Hoa, ý nghĩa của nó là rõ ràng. Tất cả mọi người đều hiểu ý nghĩ của hai vị lãnh đạo tỉnh ủy là gì, như vậy sẽ có bao nhiêu người cho ra lựa chọn. Nếu như hội trường Tết Kim Hoa mà Chủ tịch Vương đến tham gia có vài phần quạnh quẽ, chỉ sợ Chủ tịch Vương cũng mất mặt. Được rồi, cứ quyết định như vậy, anh cũng đừng quan tâm đến vấn đề này nữa. Vương Tử Quân nói rồi cúp điện thoại. Tuy không phải là ngày nghỉ theo pháp luật quy định, thế nhưng Tết Kim Hoa vẫn làm cho cả tỉnh Mật Đông tràn đầy không khí của một ngày nghỉ lễ. Lúc này khắp các đường lớn ngõ nhỏ ở tỉnh Mật Đông đều có tiếng cười vui vẻ, trong các cửa hàng có bán rất nhiều món ăn đầy màu sắc của Tết Kim Hoa. Tất nhiên vào dịp nghỉ lễ của địa phương thế này thì du khách rất đông, thế nên các ông chủ quán đều hạ giá bán, những âm thanh quảng cáo về giá cả được tung hô khắp nơi. Kim Hoa vui vẻ khắp nơi bướm lượn chim hót người người hương xuân, cô gái phơi phới xuân tình. Văn Ngư Nhi khẽ nhảy nhót ca hát giống như một con chim nhỏ xà vào trong nhà. Mẹ, mẹ làm gì thế, ai đi đâu sao? Khi thấy mẹ dọn đồ đạc thì Văn Ngư Nhi không khỏi ôm mẹ dùng giọng làm nũng nói. Vợ của Văn Thành đồ nhìn con gái vui vẻ như một con chim nhỏ thì không không làm bộ đánh một cái lên bàn tay nhỏ của con gái yêu, sau đó dùng giọng cả giận nói đã lớn thế này rồi mà còn điên điên khùng khùng như vậy không sợ người ta chê cười sao vợ của văn thành đồ nói rồi đặt một chiếc áo trong vali du lịch sau đó cười nói còn là ai đi công tác nữa chẳng lẽ là mẹ đi sao tất nhiên là bố còn phải đi ra ngoài bố của con hôm nay còn định đi đâu ngày mai là tết kim hoa vì sao bố lại phải đi đâu chứ văn ngư nhi dùng giọng gấp gáp hỏi à bố của con đi tham gia Tết Kim Hoa. Vợ của Văn Thành đồ cất kỹ vali quần áo rồi mới nói, bố của con đi đến thành phố Linh Long. Thật là, vì sao lại sắp xếp bố con đến thành phố Linh Long? Văn Ngư Nhi còn muốn ngày mai cùng bố mẹ đi dạo, thế là không khỏi dùng giọng thất vọng và oán hận nói. Vợ của Văn Thành đồ cười nói, chuyện của bố con là rất nhiều, con cũng không phải không biết. Nhưng lần này hình như không phải có sắp xếp gì cả, là bố con muốn đi đến Linh Long. Sao bố lại bỏ gần tìm xa như vậy? Văn Ngư Nhi quẹt miệng hỏi. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 149.